nhiều cái chị có nhẹ thử. Thì đúng rồi, tinh lai giá trần rẻ hơn. Giá tinh lai còn rẻ hơn 90.000 nữa. Tôi đó là giá tinh lai còn rẻ hơn 90.000 hai bộ, nghĩa là còn có 80.000 một hơn hai bộ á, hiểu không? Còn chị Hồng Đăng đâu ra? Ý là bạn nói là giá tinh lai còn rẻ hơn giá đăng nữa, giá đăng là giá gốc để rồi cái xếp nữa. Làm gì có? Em nói một lát đi, đó xong rồi. Hai bộ đồ cũ xong, hai cái xếp thực sự thực sự khó. Nó xếp bỏ vô, nó chắc con tới thử hai bộ vừa ý. Và cái đúng rồi. Chứ em dành thời gian phục vụ chị mà. trên like rẻ hơn 90 hồi nào má thì ý là nó trên like giá nó rẻ hơn em nói trên like thậm chí chị Hoàn tặng cũng được nữa chị đúng rồi trên like nó khác đúng rồi trên like thích làm gì làm cái chị lên like chị lựa ý là nó thì chị Hoàn nó rẻ tới đây em nói khách ship người ta cũng mua 90 bằng hai bộ em lựa em đi khách xuống có được ấy đâu thì chị mua trên like chị mua qua tin nhắn đi bên em chắc trả lời tin nhắn bên em bạn sẵn để em tới lấy thôi đi lấy gì là chị lấy thì khi màu này màu kia chị cũng gửi thì sao mà bác bác ý là nó là nãy giờ chị tới đây chị cũng mặc cái bụi rồi tụi em đi ra mỗi lần lấy cái đó chị này đóng thùng lịch sự dữ vậy sao nó đóng thùng à áo thun không chị mau lẻ mau lẻ hả mau lẻ cho chị hai thùng môi chị lấy lai hết thùng đấy rồi lấy thùng mới cái nhiều quá cột cột cái bụi ở đây về mặt còn bơ phờ này phải đam mê công việc thế em rồi hello các chị nha chia sẻ livestream lên giúp em nha giọng còn khàn còn đó đi xe ngủ được chị đi xe đợi nào chị ngủ xe xe không phải sai xe nhưng mà đi có hai vợ chồng mà mình ngủ nữa là ông buồn ông ngủ luôn rồi hai cái mình ngủ cái ông ngủ luôn cái hai đứa xuống dưới chơi nhau hả mình phải thức chứ giả tỷ ông ngủ mà ông đánh lái lộn kéo lái qua liền chứ mình la lên chứ chứ sao đời nào cũng không hay nào chị ngủ á nói chuyện đâu ra đi giết chị bà vậy hai con thấy hả hai con thấy là cái nào đâu sao cái này thôi hả sao? Dép này dép đi nhà hả cái đó là cái gì vậy ai đục ai đục đá số lượng chưa luôn dạ bốn nha dạ chứ không bữa nữa không nhớ không tiền Okay.
gian đâu phục vụ không. Cái đồ mà lời 1 ngàn mà đứng ra phục vụ 1 tiếng á, thì tiếng một đứa nhân viên á là nó chỉ biết nhiêu không? Hỏi vậy thôi. Mà em hỏi lý sao vậy? Cái chị có thấy tiếng nữa thì bao nhiêu tiền làm chữ bây giờ mà nó phải sống trong tầng đời với cái này đúng không? Còn mà đâu rồi, hello các chị nha, chia sẻ livestream lên giúp Hoàng. Rồi hôm nay Hoàng tặng mấy chị một can nước giặt nha, ngày nào cũng có quà tặng hết cho mấy chị nha. Chia sẻ livestream giúp Hoàng là một lần trang cá nhân, hai lần hội nhóm, sau đó mình comment cho Hoàng là nước giặt không đồng nha. Nhà ăn một đêm thôi mà nó cũng phì ra liền. Rồi mấy chị chốt đơn lên giúp Hoàng là nước giặt không đồng nha mấy chị ơi, xíu bán 500 gió nha luôn, nước giặt không đồng mấy chị nha. Rồi chia sẻ với Hoàng là một lần trang cá nhân, hai lần hội nhóm để mình bắt đầu tham gia mini game nước giặt không đồng nha. Mấy chị không chia sẻ livestream là nó sẽ không có được đâu. Rồi đồ về quá nhiều luôn mấy chị ơi, nhiều lắm luôn á. Rồi mấy chị cứ comment nước giặt không đồng đi để Hoàng chia sẻ livestream cùng với mấy chị. Và Hoàng ghim bài cái xong rồi Hoàng là bắt đầu đồ nha, bắt đầu quay mini game nha. Rồi ok, cho ngày nào cũng có tặng quà cho mấy chị vui hết. Rồi mấy chị chia sẻ livestream đi với Hoàng nha. Đợi Hoàng một xíu nè. Rồi đây mấy chị ơi, chia sẻ livestream giúp em đi mấy chị ơi. Cái số lượng chia sẻ nó chưa đủ nhiều nè, chưa đủ để mình quay mini game nè. Rồi mấy chị chia sẻ livestream đi giùm em đi ha. Rồi tất cả các chị chia sẻ livestream đi giùm em để cho nó đủ lượt chia sẻ livestream rồi em mới bắt đầu quay mini game được mấy chị. Tại mình quay cái game này là bắt buộc nó phải đủ cái lượt chia sẻ thì nó mới bắt đầu cho mình quay game. Rồi em sẽ bắt đầu lên đồ cho mấy chị. Quá nhiều đồ luôn mấy chị ơi, quá nhiều đồ ở đây luôn. Cái set beo kia dễ thương lắm mà cái hình như cái set beo kia nó có sai hay sao á. Cái set beo kia nó có sai hay sao á. Chúng nó luôn rút cho chị một size, chị coi thử có cái set beo đó hàng thiết kế đẹp lắm mới gì. Rồi các chị ơi chia sẻ livestream đi với Hoàng. Một lần trang cá nhân, một lần hội nhóm. Sau đó mình comment đi với Hoàng là comment đi với Hoàng là nước giặt không đồng nha mấy chị nha, nước giặt không đồng. Ôi, mắt còn răng bụp luôn. Rồi cũng ngủ được 30 phút chứ hè. Về tới nhà là cũng tắm rửa ngủ được 30 phút. Rồi mấy chị chốt đơn đi cho Hoàng là nước giặt không đồng nha. Hôm nay là rất nhiều đồ về, gia dụng về nè, mỹ phẩm về nè, quần áo về nè. Em về là 2 chiếc xe tải luôn mấy chị nha. Em đi thôi nhưng mà hàng nó về. Hoàng thì đi mà hàng nó thì về. Nên em vừa về là em phải chiến luôn. Rồi các chị chia sẻ livestream lên giùm Hoàng nha. Rồi ơi, ngày hôm qua không livestream, chỉ cần một ngày sau các chị thôi là đã nhớ các chị đông đầy rồi. Rồi chia sẻ livestream lên giúp Hoàng nha. Để mình bắt đầu chiến lược quay mini game nha mấy chị. 20 lượt chia sẻ nữa là đủ rồi. Rồi mỗi chị cho Hoàng xin thêm một lượt chia sẻ nữa là đủ luôn. Hoàng sẽ bắt đầu quay luôn nha, để các chị khỏi chờ lâu. Tại vì Hoàng sau đó rồi mình sẽ đi vào săn đồ luôn nha. Săn đến 5, 6, 7 giờ tối luôn cũng được nha mấy chị nha. Rồi nè, bây giờ vòng xoay may mắn nè. Đây là danh sách tất cả các chị đã chia sẻ livestream. Đây là danh sách tất cả các chị đã chia sẻ livestream đó mới được hiển vô cái mục này. Khi mà Hoàng quay mini game thì những chị mà có lượt chia sẻ nó mới vô đây được. Còn mấy chị chưa chia sẻ là nó chưa có được trong đây đâu. Nó không có tên luôn, giống như là mình chưa quay lô tô đó. Mình không mua vé, giống như mình không chia sẻ là mình không được cái tờ vé lô tô trên tay để có cơ hội trúng á. Cho nên là giờ mấy chị chia sẻ livestream đi với Hoàng nha. Mình chia sẻ livestream thì mình mới có cơ hội trúng được. Còn mấy chị không có chia sẻ livestream thì mình đâu có quay được mini game đâu mà trúng. Đâu có quay được mini game đâu mà trúng nè. Rồi khi Hoàng bấm quay một phát là cái thanh này nó sẽ chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống vậy đó. Rồi chị nào mà nó dừng lại và nó chọn, cái này phần mềm nó chọn thôi, cái này nó có trò chơi luôn nè, vòng quay may mắn nè ha. Rồi mấy chị nha. Rồi thêm 5 lượt chia sẻ nữa là đủ mấy chị. Chị nào chia sẻ giùm em nha. 5 lượt chia sẻ nữa là mình bắt đầu em quay mấy chị ơi. Phải đủ lượt chia sẻ mình mới quay nha. Giống như lô tô vậy mấy chị. Con số gì ra, con số gì ra. Rồi mấy chị ơi, chia sẻ cho em thêm 5 lượt chia sẻ cuối cùng nữa nha. Là em sẽ bắt đầu vào quay mini game tặng nước giặt. Và em nói luôn, phần quà sẽ có giá trị trong ngày.
nếu trong ngày không có nghĩa là hết hôm nay mấy chị phải đi hàng. Ví dụ như nhân viên không chốt đơn kịp á thì mai nhân viên nó chốt đơn, nhưng mà chỉ có giá trị trong cái like ngày hôm đó thôi. Ví dụ như mấy chị được mini game cái ca nước giặt rồi thì mấy chị có thể mua thêm một cái gì đó để nhân viên đó đi hàng cho mấy chị. Chứ còn nếu như mấy chị lưu lại quà tặng á là em sẽ tặng cho người khác nha. Tại vì quà tặng chỉ có giá trị trong cái đơn ngày hôm đó thôi, chứ em không giữ cái đơn quà tặng này qua ngày hôm sau. Hiểu ý em không? Rồi nha, chứ không phải là hôm nay nhiều như khi giờ em like xuống trễ quá nhân viên đó chốt kịp thì sáng mai tụi nó chốt. Nhưng mà phải đi trong cái live, phải đi trong cái live stream này thôi nha. Rồi được chưa? Bây giờ là Hoàng quay luôn nè. Đã đủ lượt chia sẻ rồi mấy chị ơi. Rồi cảm ơn các chị quá nhiều. Rồi bây giờ Hoàng sẽ bắt đầu quay nha. 1, 2, 3. Hoàng bắt đầu rồi mấy chị nè. Vui lắm, chơi cái này vui lắm. Nếu như được thì trời cho, còn không được thì trò chơi. Rồi mỗi ngày Hoàng sẽ tìm một món hàng gì đó để tri ân các chị. Rồi hôm nay là nước giặt nè, rồi mỹ phẩm đồ về rất là nhiều. Rồi để Hoàng coi thử hiển thị chị nào. Rồi em xin chúc mừng chị Xuân Nguyễn nha mấy chị nha. Xin chúc mừng Facebook chị Xuân Nguyễn có avatar như vậy nè. Rồi Facebook chị Xuân Nguyễn là được trúng một ca nước giặt không đồng. Rồi dán phiếu luôn lên nha luôn nha. Rồi bây giờ mấy chị chấm bài lên giúp em đi. Bây giờ em sẽ qua đi sale đồ cho các chị. Sale đồ cho các chị nha. Nước giặt này là cho chị Xuân Nguyễn nè. Cho Hoàng coi xếp bèo coi. Xếp bèo là 2X rồi, 2X, 2X không hả luôn? Bèo này là size 2X không thôi hả? À, ML, XL nữa hả? Xếp bèo này dễ thương rồi, để Hoàng coi, Hoàng ngắm nghía thử coi mấy chị ơi. Cái set này vừa mới về mà dễ thương lắm, nó xoắn eo luôn. Ôi giời ơi, dễ thương chưa? 2X là 65kg thoải mái luôn á chứ hè. 65kg thoải mái luôn trời. Dễ thương quá xá luôn ha. Này nhoi sơ thôi, tại hàng vừa mới về, em chưa có like. Rồi chị nào thích thì nhích nha, em chưa có like. Bây giờ theo ý các chị là bây giờ mình bắt đầu từ đâu? Hàng nhiều quá mà em vừa mới đi về mà em chưa có biết gì trong kho luôn. Nói chung là rất là nhiều. Theo các chị là bây giờ mình sẽ bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đâu đây? Áo khoác nam không có em ơi, áo khoác nam là không có ha. Áo khoác nam là còn mấy cái áo khoác dù đó. Muốn mua thì mua. Chứ áo khoác nam không có. Theo các chị là bây giờ mình lên hàng lẻ hay là mình lên hàng ri, hay là mình lên mỹ phẩm, hay là mình lên cái gì đây? Rồi nha mấy chị nha, áo thun có luôn, đầy đủ nha mấy chị ơi. Rồi, bây giờ là cái món gì đây? Lấy trước đi. Lấy trước. Rồi mấy chị nè, bây giờ nè mấy chị nè. Nứt gót chân không em? Like áo khoác kim cương ok, đợi hàng xíu, từ đợi hàng xíu mấy chị ơi. Cái này Hoàng còn 20 bộ thun lạnh nha. Hoàng tặng cho mấy chị là giá là 100.000 5 bộ luôn. 100.000 là 5 bộ thun lạnh luôn nha. Rồi mấy chị nè, 100.000 là 5 bộ thun lạnh 5 màu luôn. 100.000 là 5 bộ thun lạnh 5 màu nha. Rồi ok cho mấy chị ơi. Rồi từ mấy chị ơi, không có quần caro nào 65kg hết rồi mấy chị ơi, em bán hết rồi. Rồi em mới vừa về em chưa có đăng bài kịp, từ khi xuống live em sẽ đăng từ mấy chị. Về là mấy ngàn hàng luôn, không thể bán hết trong một live stream đâu. Cái nào em like được em like, em không like được thì kết thúc live stream em sẽ bắt đầu đăng bài. Form này là 40. Form này là 40kg nha, cho đến 60-62kg mang được. Lấy 5 bộ em sale còn 20.000 một bộ. Rồi ok chưa? Còn mười mấy 20 bộ cuối cùng đây. Chị nào nhanh còn chậm hết nha, cái này gọi là tặng mấy chị luôn chứ còn bán gì nữa. Cái này gọi là tặng luôn chứ không có bán nha mấy chị nha. Hoàng nói lại là tặng mấy chị luôn chứ không còn gọi là bán nữa. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng mấy chị nè. 5 bộ nha, là Hoàng tri ân mấy chị là giá 20.000 một bộ. Giá còn rẻ hơn là Hoàng đi nhập luôn. Nhưng mà thôi kệ nó, mã đầu tiên mình xương xương vậy chứ cho nó vui nha. 40 đến 60 thoải mái, 40kg đến 60kg thoải mái. Rồi chị nào lấy chốt đơn liền với Hoàng đây. Còn đủ màu như vậy nè. Còn đủ màu nè, hồng nè, rồi cam nè, rồi đỏ nè, rồi tím nè, rồi xanh biển nè, xanh ngọc nè. Nói chung là đầy đủ hết các màu nha mấy chị nha. Rồi 100.000. 100.000 là mấy chị sẽ được tới 5 bộ đồ luôn. Hàng này còn rẻ hơn Hoàng đi nhập luôn. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt Hoàng là 5 ngủ nha. Chị nào lấy 5 ngủ chốt 5 ngủ. Giá là 20.000 một bộ, lấy từ 5 bộ nha. Chứ một bộ là Hoàng không có chốt nha mấy chị nha. Một bộ, hai bộ không có chốt đâu. Cái này là Hoàng tri ân luôn. 5 bộ là giá là 25.000. Á quên, 5 bộ là giá 20.000. Chết bà, có lộn một cái đầm vô đây. 5 bộ là giá 20.000 mấy chị.
giá 20.000 một bộ. Ui xời, đây còn cái đầm nữa. Ở trong đây nó có lộn đầm với lại bộ, cho nên là Hoàng mới nói là tặng luôn cho mấy chị đó. Rồi chị nào lấy không mấy chị ơi? Lấy không? Không lấy chấm bài lên phát còn qua mẫu đi. Không lấy là hết cơ hội nha. Lần sau là không có giá 20.000 nữa mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy không mấy chị? Lấy thì chấm bài lên với Hoàng, không lấy chấm lên hoặc qua mẫu luôn. Đây, cái này là 5 bộ, giá là 20.000 nha. Không mua một xíu nữa là người khác mua, lúc đó mình dành tiếc lắm. Hoàng nói là tiếc vô cùng luôn. Trung bình chỉ có 20.000 cho một bộ đồ vậy nè. Trời ơi, nằm mơ cũng không có luôn mấy chị ơi. Hoàng nói thiệt luôn, nằm mơ cũng không bao giờ thấy luôn. Rồi chốt đơn lên với Hoàng nha, từ từ để Hoàng coi này xíu rồi mấy chị ơi. Rồi mười mấy 20 bộ cuối cùng nè. Rồi chị nào lấy chốt đơn lên với Hoàng. Không lấy thì cho Hoàng xin một chấm qua mẫu nha. Không lấy cho Hoàng xin một chấm qua mẫu nha. Rồi chị nào không lấy thì cho Hoàng xin một chấm qua mẫu đi. Rồi Hoàng qua mẫu khác cho mấy chị nha. Hình như trong đây là nó có lộn mà cái đầm ở trong đây nữa. Bộ beo treo đẹp quá, ok đúng rồi. Bộ đó bộ thiết kế Hoàng vừa mới về luôn mà. Rồi chị nào lấy không mấy chị, không lấy cho Hoàng xin một chấm đi cho qua mẫu cho nó gọn đi nha. Không lấy cho Hoàng xin cái đầm luôn. Rồi nha, ở đây là Hoàng hình như Hoàng cũng còn mấy cái đầm hay sao, đầm nó cũng lộn vô đây. Chị nào thích 5 đầm thì comment 5 đầm luôn nha. 5 đầm Hoàng quản tri ân cho mấy chị là giá 100 luôn. Ờ trong đây vừa đầm vừa bộ nó lộn đây luôn nè. Nếu nữa lộn cột thành 5 cái đầm hoặc 5 cái bộ luôn. Ôi trời ơi, ở đây có đầm luôn. Vừa là 5 đầm và vừa là 5 bộ. Chị nào thích 5 đầm thì comment 5 đầm, chị nào thích 5 bộ thì comment 5 bộ nha. Vừa bộ vừa đầm trong đây luôn. Xíu nữa luôn lấy cái sợi dây thun luôn kịp ràng là giúp chị 5 cái đầm hoặc 5 cái bộ. Xíu nữa là sỉ vô là chị xả phát là cho sỉ lấy luôn. Rồi chấm bài lên giúp Hoàng Hoàng qua mẫu nha. Rồi chị nào lấy thì lấy, không lấy nữa thì chấm bài lên một phát là Hoàng qua mẫu. Rồi đây cái này là áo khoác dù nè, nam nữ mang được nè, Hoàng còn 4 cái nha. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi cho Hoàng. Hoàng bán một cặp như vậy nè là giá là 79 ngàn nha. Rồi 79 ngàn là mấy chị sẽ sở hữu được hai cái áo khoác dù. Mấy chị có thể lấy hai màu xanh hoặc là hai màu cam. Cái này là nam nữ mang đều được nha. Nam nữ mang đều được và áo khoác dù hai lớp nè. Hồi nãy chị nào hỏi áo khoác nam đây là ở đây nha. Rồi cái này là phơm này là nam nữ mang đều được luôn. Hoàng còn 4 cái cuối cùng dù hai lớp. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi với Hoàng. Chị nào lấy comment dù xanh hoặc là dù cam nha. Rồi hai dù xanh hoặc hai dù cam, Hoàng xả combo hai cái là 79 ngàn, không bán lẻ nha. Mẫu này Hoàng không bán lẻ luôn nha mấy chị nha. Mẫu dù đó Hoàng không bán lẻ luôn. Rồi bây giờ chấm bài lên với Hoàng cái mẫu dù đó Hoàng không bán lẻ nha. Tùy theo mẫu, có mẫu Hoàng sẽ xả lại lẻ cho mấy chị. Có mẫu thì Hoàng bán combo thì buộc lòng mấy chị phải mua combo nha. Hai khoác dù hai màu, ok Thảo Vi đặn này. Hàng này không mua là hết luôn, Hoàng xả lỗ rồi. Rồi chị nào lấy nữa mấy chị chốt đơn lên với Hoàng. Rồi một cái quần đuổi mấy chị nào Hoàng sale 28 ngàn luôn. 56-57kg trở lại mang vừa. Hồng 28 ngàn, 56-57kg mang vừa, chất vải đuổi nha. Chất vải đuổi nè. Rồi chốt đơn đi với Hoàng mấy chị ơi. Chị nào lấy quần chốt Hoàng quần 28 nha. Quần hồng 28 ngàn, cái đó vừa có đầm vừa có bộ. Chút nữa luôn mà. Hồng 28 ngàn ok cho Mỹ Nhàn nè. Luôn cột 5 cái đầm, rồi luôn cột 5 cái bộ. Xíu nữa có sỉ vô chị like phát là hết liền cái mẫu đó luôn. Tại có mười mấy cái à, cũng nhanh thôi. Rồi chị xả sơ cái này trước đi rồi tính sau. Rồi một cái quần tây mấy chị ơi. Ôi dễ thương chưa. Quần tây nhưng mà cái này nó rơi vào tầm cỡ là 50-52kg à. Rồi Hoàng xe cho mấy chị là quần tây ống rộng này giá 25 ngàn luôn. 50-52kg mang vừa này. Ống rộng quần tây nha. Dễ thương dữ rồi trời. Rồi chị nào lái chốt đơn đi với Hoàng nha. Rồi ống rộng mấy chị xe mấy chị luôn 25 ngàn. Ống rộng xe mấy chị 25 nha. Chị nào lấy ống rộng chốt ống rộng lên với Hoàng 25 ngàn. Ống rộng Hoàng xe mấy chị 25. Rồi một cái quần rinh này size L hả cho nam. Rồi Hoàng xả luôn 59 ngàn luôn nha. Size L này rơi vào tầm là 65kg trở lại mang vừa quần nam này. 350 ngàn cái quần đó mấy chị. Ống rộng ok chị Thảo Vi đặn này. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giúp em nha. Nam size L rơi vào tầm 60kg mang vừa em tặng mấy chị luôn. Giá sốc luôn nè. Rồi 59 ngàn bao giá toàn Facebook luôn. Hàng nghiêm giúp Hoàng nha. Quần này quần nam hàng nghiêm nha. 65kg, cỡ tầm 65kg trở lại là mình mang vừa. Rồi chốt đơn Hoàng là nam size L 59 ngàn, 65kg trở lại mang vừa. 65kg trở lại mang vừa nha. Chị nào lấy chốt đơn đi với Hoàng mấy chị ơi. Chị nào lấy comment đi với Hoàng, không lấy cho Hoàng xin một chấm qua mẫu nha. Không lấy cho Hoàng xin một chấm qua mẫu. Rồi tiếp tục mấy chị ơi. Một cái áo vàng này Hoàng xem mấy chị 19 ngàn, 58-60kg trở lại mang vừa. Rồi chị nào lấy vàng chốt vàng 19 ngàn nha.
chị nào lấy áo vàng chốt áo vàng 19 ngàn. Rồi tiếp tục lên giúp Hoàng mấy chị nè, một cái áo xanh này nè, hàng này á là 65 kg may vừa luôn, cánh dơi luôn, dễ thương lắm. Rồi xanh là tặng mấy chị 20 ngàn luôn. Rồi chị nào lấy xanh chốt xanh 20 ngàn. Em đặt hàng lại được không? Bảo Ngọc Facebook là tên là Dâu Tây, rồi không cho thông tin, rồi đặt hàng lại thì bây giờ chuyển khoản cọc đi rồi đặt em ơi, khách hàng nguy hiểm lý do. Rồi mấy chị chốt Hoàng là một cái cam này cổ nha, cho nam, nam nữ đều ok hết á, 65-67 kg mang vừa. Rồi chị nào lấy áo cam chốt Hoàng cam, cam này Hoàng sale mấy chị là 25 nghìn, cam 25 nghìn chốt đơn đi với Hoàng nha. Trời còn sót một cái quần nam nữa mấy chế ơi. Rồi Hoàng xả luôn 59 ngàn luôn. Rồi một cái quần xanh L nha, xanh cho đam. Rồi hàng sale 59 luôn, hốt liền. Hàng này là ngàn năm có một luôn á, cam ok cho quế chân 25. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi với Hoàng ha. Rồi một cái xanh size L xả 59 ngàn luôn, 300 mấy chục ngàn cái quần á mấy chị. Ồ ồ nè, quần này là quần nam mà đẹp lắm nha, xanh L chốt đơn đi với Hoàng mấy chị ơi. Quần nam mà bán 59 là đuối luôn á. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi với Hoàng, xanh L hàng xe mấy chị là 59 ngàn, cỡ tầm 65 kg, 65 kg trở lại mang vừa. Rồi một cái quần u mì này 25, rồi ok cho router này, rồi ok cho chị Trần My nè. Ôi ôi em nói thiệt mấy chị, chứ lần đầu tiên trong đời em bán lỗ cái mã quần nam đó đó. Rồi chốt đơn đi giùm em, cái quạt này còn chưa mát tới em nữa, nóng quá. Rồi mấy chị chốt đơn đi giúp em là u mì nha, em sale 25 ngàn. Rồi phơm này là cỡ tầm 56-57 kg mang vừa. Rồi ok cho chị Thảo Vi Đặng này, ok cho chị Thảo Vi Đặng nha, quần u mì giùm em. Một cái quần u mì nữa ok cho Huỳnh Như. Rồi khách mới cho thằng xin số điện thoại nha, 57 ngàn. Ốc qua lộn, 57 kg trở lại mang vừa. Rồi u mì bản nha. Rồi chị nào lấy nữa chốt đơn đi giúp em, khách mới cho em xin số điện thoại mấy chị ơi, 45 ngàn. Trời ơi là trời, bộ 15 ngàn, 50 ngàn. Mai ơi, mai chị nói nè, biết sao này nè, cái đó mà nó đặt về là 50 ngàn, hiểu không? Cái quần này nè mua 50 ngàn á, ý là biết sao bác Nguyễn thấy này, mấy cái đồ này á, nó đặt của người ta mà người ta còn đi bút tay này, đặt 50 ngàn luôn nè. Ờ, quần này 50 ngàn này, rồi Nguyễn Thúy này áo này 45 ngàn này, người ta còn ghi bút này Nguyễn Thúy 39 ngàn này. Lại bật đây mà lại bằng tay, ai biết nó ngu vô đó lựa chứ. Mặt cũng không dám mặc nữa ngu, cứ sao không vô mình mua, con mình nhiều khi nó ngơ ngơ đó. Ừ trời ơi, ni là 50 ngàn. Rồi chốt đơn đi với Hoài cầu một cái quần u mì nữa nha. Bảo Ngọc là ra ngoài cọc đi, Bảo Ngọc tên Facebook là Dâu Tây, không cho thông tin rồi cái gì tùm lum hết á, khách hàng nguy hiểm đi ra ngoài cọc ha. Còn khách hàng mới mấy chị lên số điện thoại giùm em nha, để em tập trung bán hàng. Quần u mì ok cho chị Tuyết Phan, Huỳnh Như có quần u mì rồi, lên số điện thoại giùm em mấy chị ơi. Tất cả các khách mà được em chốt đơn rồi mấy chị phải lên số điện thoại liền, mình không lên xíu nữa phần mềm á nó quét mình liền hen. Rồi nha, quần thì đồ em có ít lắm mấy chị, phải nhanh mới có. Rồi cái này mấy chị chốt em là một cái đuổi xanh này, em sale 28 ngàn, 56-57 kg may vừa, đẹp xuất sắc luôn. Rồi chốt đơn đi giám Hoàng nha, đuổi. Rồi mấy chị chốt em là mã xanh đi, xanh em sale cho mấy chị u mì giờ em còn này, em chốt cho chị Dương Mỹ Linh nè, còn cái này em chốt chị Dương Mỹ Linh nha, ok nè chị Dương Mỹ Linh nè, ok quần cho chị Cúc Miễn với Mỹ Nhàn nè, cái u mì bản đuổi xanh ok cho Mỹ Nhàn 28 ngàn nè. Khách mới em chốt được đồ rồi mấy chị lên số điện thoại giùm em nha, đừng để mà nó không có số điện thoại là xíu nữa nó bị chặn mất tin Facebook của mấy chị á. Rồi u mì bản đẹp lắm luôn, còn mấy cái nữa nè. Rồi chị nào lấy chốt đơn em, chị Lê Xuyến nè, Trần Mỹ nè. Rồi khách mới lên số điện thoại giùm em nha. Cái u mì bản này nè, cỡ tầm 57 kg trở lại mang vừa, em sale luôn. Giấy ướt 15 ngàn một bị em, còn ít á, chị nào lấy thì lấy. Giấy ít là giấy ướt là còn mấy bị, chị nào không lấy thì lấy 15 ngàn một bị, 15 ngàn một bị nha. Cái này là em cột rồi đây ha, 5 cái bộ ha, 5 cái bộ hay 5 cái đầm, 5 bộ thun lạnh nè. Rồi nha mấy chị nha, 5 cái bộ thun lạnh này nè, hàng xả luôn giá 20 ngàn một bộ, lấy chốt đơn nha. Rồi chị nào lấy chốt đơn form 40-60, mấy chị khách mới mấy chị đặt hàng xong á, mấy chị nhớ cung cấp cho Hoàng số điện thoại liền. Tại bên Hoàng là chốt đơn bằng phần mềm, nếu mấy chị quên cho thông tin là xíu nữa lần sau mấy chị không bao giờ mấy chị đặt hàng được hết. Nên là mấy chị nhớ cho số điện thoại giúp Hoàng nha.
Rồi đây Hoàng còn 5 bộ thun lạnh nè. Form này 40 đến 60 nè. Rồi Hoàng sale cho mấy chị là giá 20 ngàn nha, một thùng 30 bị ok. Rồi chị nào lấy chốt đơn này với Hoàng ha, đủ màu nha. Rồi Hoàng sale đây nè. Rồi Hoàng sale cho mấy chị luôn 5 bộ nha, 5 bộ giá 20 ngàn, 5 bộ giá 20 nghìn mấy chị. 5 bộ giá 20 nghìn là 100 ngàn 5 bộ nha. 100 ngàn là 5 bộ thun lạnh này nha. Chị nào lấy chốt liền đi mấy chị ơi. Hoàng cho thằng Đức luôn cái mẫu này, xả lỗ luôn. Xả lỗ luôn, nhưng mà do là nó vừa lộ cả đầm, cả bộ, cho nên là Hoàng xả lỗ luôn cho mấy chị luôn. Nói thật lòng luôn, chứ ở đâu ra mà cái giá 20 ngàn. Hoàng đi nhập còn chưa được nữa là bán mấy chị. Đi nhập còn chưa được nữa là bán, thiệt tình luôn. Rồi chốt đơn đi giùm em. Đẹp tuyệt vời chưa? Bộ đồ này giá 20 ngàn á hả? Trời ơi, nằm mơ không thấy luôn nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy chốt lên giùm em. Không lấy cho em xin một chấm qua mẫu đi ha. Không lấy cho em xin một chấm qua mẫu nha. Dung dịch trầu không hả? Rồi ok, đợi Hoàng một xíu. 5 bị khăn ướt ok cho router. Rồi nha, 15 ngàn bị khăn ướt. Đúng rồi, 30 bị thì tặng 3 bị em. Rồi một cái áo khoác bé nó Hoàng sale 25 ngàn cho mấy chị luôn. Khoác bé sale 25, bé này cỡ 25-27 kiếm ăn vừa, có hai cái tay thỏ dễ thương chưa này. Chất là chất nhung nhung, nhìn bong bong như vậy nè. Rồi chốt đơn đi với Hoàng là khoác bé nha. 10 khăn ướt ok cho chị Thoa Maria. Rồi chị nào lấy chốt đơn Hoàng khoác bé này 25 ngàn. Bé này cỡ 25-27 kg, 25 ngàn á thì không mua đủ cộng dây kéo luôn hàng xã mấy chị á. Khoác bé ok Văn Vinh Nguyễn. Khoác bé ok cho Đào Lê. Không mua là hết cơ hội nha. Không mua là hết cơ hội nha mấy chị yêu nha. Rồi Hoàng xả rồi mà không mua là chỉ có là gọi là tiếc và tiếc và tiếc thôi. Rồi chấm bài lên với Hoàng mấy chị nè. 39 ngàn. Không phải da. Em mà 39 ngàn á luôn. Cái này là bộ xếp bé, bộ bé. Trời ơi. Rồi mấy chị chốt đơn lên với Hoàng nha. À, 10 bộ đủ màu size lớn đồ bộ ok chị. Rồi ok nè, 10 bộ thun lạnh đủ màu. Size lớn 60kg, 62kg ok luôn chị nha. Rồi cho chị Hồng Phi. Rồi cái này là bộ bé nè, em sale mấy chị 25 ngàn. Bé này em sale 25. Bé này em sale mấy chị là 25 ngàn. Form này cỡ 22-23kg mai vừa. Chờ em một xíu mấy chị ơi. Rồi chốt đơn Hoàng là bộ bé nha. Bộ bé này Hoàng sale khoác bé, hình như mình còn mấy cái khoác kim cương á luôn à. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là bộ bé 25. Từ từ mấy chị chờ Hoàng xíu nha. Bộ bé 25 cái khoác bé không hết cái mẫu đó rồi. Hàng HM luôn hả? Sao xả rẻ dữ vậy cha. Rồi mấy chị ơi chốt đơn đi với Hoàng nha. Thôi hàng xả rẻ cho bé mặc luôn. 23-24kg mang vừa. Nói chung là bé cỡ tầm là 25kg trở lại là ok nha. Bé 25kg trở lại là ok. Rồi hàng này một cái bộ xanh và một cái bộ cam. Một bộ xanh một bộ cam nha. 25 ngàn một bộ. 25 ngàn một bộ nha. Chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp em nha. Rồi bé xanh hoặc là bé cam 25 ngàn. Bé xanh hoặc là bé cam 25 ngàn. Hình như á, nói nãy giờ mà hình như đòi rồi. Hình như không lên số điện thoại phải không? Rồi bé cam ok cho router Ngọc Trần nha. Hoàng nói lại mấy chị nè. Nếu mấy chị đặt hàng không cho số điện thoại thì chút nữa tự động phần mềm đá văng mấy chị nha. Hoàng nói rồi đó, Hoàng cài đặt rồi. Rồi mấy chị chốt đơn Hoàng nè. Khoác bé này là số 6. Rồi một cái xanh bé số 6 hả? Rồi bây giờ hàng xả mấy chị luôn cái khoác kim cương cho bé này, xả luôn 29 ngàn luôn. Bé gái bé trai mang được luôn nha. Số 6 này là bé tầm cỡ là 20kg cho đến cỡ tầm 23kg nha. 20-23kg. Chị Hồng Phi á, là bé 2 màu hả? Rồi ok, chờ em một xíu ok. Còn 2 bộ 2 màu nè. Rồi, rồi chị nào lấy chốt đơn lên giùm em nha. Rồi em sale cái khoác bé này là 29 ngàn luôn. Lần đầu tiên trong cuộc đời em sale luôn. Rồi mấy chị chốt đơn lên giùm em nha. Rồi xanh bé này nè, em sale 29 ngàn. Khoác xanh 2 cái. Cái này mình còn không luôn. Khoác xanh 2 cái ok cho viết vỏ này. Rồi ok cho Trần My nha. Màu xanh này nè, chị nào lấy xanh chốt xanh lên giùm em đi. Xanh ngọc á, bé trai bé gái mang được cỡ 20kg hay 22kg. Áo khoác kim cương cho bé nha. Có túi đồ bài bản lắm, hàng rất là đẹp luôn. Xả luôn 29 ngàn luôn. Ok cho Huyền Nguyễn nè. Áo khoác kim cương cho bé, chị nào lấy chốt Hoàng. Số 6 này thì nó sẽ rơi vào tầm là cỡ từ 20kg cho đến cỡ 23kg. 20kg đến 23kg. Có cái màu rêu nữa nè. Chị nào lấy rêu chốt rêu nha. Xả luôn cho mấy chị yêu là 29 ngàn. Có hai túi hai bên đàng hoàng. Cái hàng này là hàng áo khoác kim cương, siêu đẹp luôn. Hàng này nếu như mấy chị nhận hàng không đẹp cho mấy chị trả lại luôn. Rồi mấy chị chốt đơn đi với Hoàng nha. Chị hàng đang like số 6 em xíu nữa có số khác chị lên.
Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giùm em nha. Màu này màu rêu mấy chị ơi. Chị nào lấy rêu chốt rêu lên giúp Hoài nha. 29.000 luôn, nhập vô 3 ít á. Xả luôn mấy chị 29 luôn. Rồi cái này là số 6 mấy chị. Khi Hoàng nói số 6 nó còn số 8, còn số 10 nữa. Rồi số 12 nữa hay sao mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy chốt đơn lên giúp Hoàng nha. Hoàng còn một cái xanh nữa nè. Hoàng còn một cái xanh đậm nha. Rồi bây giờ Hoàng còn một cái rêu, một cái xanh đậm. Chị nào lấy chốt đơn lên giúp Hoàng. Một cái rêu và một cái là đậm nha. Xanh đậm nha. 20kg cho đến cửa tầm là 23kg. Rồi chị nào lấy chốt đơn lên giúp Hoàng là khoác rêu 29.000. Xanh đậm 29.000. Khoác rêu 29.000 nha. Trời ơi, xả quá trời xả luôn, không mua tiếc lắm mấy chị nha. Là hết cơ hội luôn á trời. Hết cơ hội luôn mấy chị ơi. Rồi chốt đơn đi với Hoàng nè. Cái này chắc bà giao tay mặc được quá. Cỡ 15kg mang vừa trời. 15-17kg mang vừa. 10, thôi cái này để cho bà giao tay cho đi. 15-17kg mang vừa nha, giao tay thì mới có 11kg à. Thôi 15kg thôi em sale luôn mấy chị, 25.000 luôn đi. Bộ sọc 25.000, bé cỡ 15kg mang vừa. 15kg mang vừa chốt em, bộ sọc này em sale luôn 25 luôn nha. Bộ sọc em sale mấy chị 25.000, chốt đơn này giúp em. Bộ sọc nha, 18kg thì em lấy 20kg em, chứ 18kg đâu ra. Rồi ok ha, 20kg nó rộng hơn 2kg là có là cái gì đâu. Đúng y 18kg lấy đâu ra. Rồi nha, bây giờ Hoàng có số 8 nè. Số 8 là Hoàng có là màu xám, màu xám và màu xanh đậm. Để Hoàng coi số 8 nhiêu ký mấy chị nha. Thì 20kg lấy 23kg mấy chị lấy số 6 ha. Còn mấy chị muốn mình muốn rộng hơn xíu thì chứ còn chính xác đâu ra. Rồi cái này là số 8 mấy chị này. Số 8 thì bé lên cửa tầm 25-26. Số 8 thì bé tầm cửa 25-26 nha. Bé 25-26kg mang vừa. Rồi chốt đơn Hoàng sọc chốt chị Khánh Vân rồi chị em. Số 8 này em có màu xám và màu xanh đậm. Số 8 em có màu xám và màu xanh đậm nha. Em xả 29.000 luôn. Chị nào không mua là hết hàng. Trâm Anh, Trang Anh là ra ngoài cọc mới được chốt nha. Số 8 chốt đơn này với Hoàng mấy chị ơi. Khoác bé số 8 ok cho viết vỏ là xanh đậm đúng không. Nhớ comment màu luôn nha. Và Hoàng có màu xám số 8 này. Số 8 cỡ tầm 26kg mấy chị, 26-27kg. Dòng áo khoác kim cương chất vải y chang người lớn luôn. Và có độ co giãn có 2 túi hai bên luôn. Cái này Hoàng bao cho mấy chị ha. Ghé shop thì cái nào thích thì ghé. Rồi mấy chị chốt đơn đi cho Hoàng có chốt trên live ha. Lộn xộn là Hoàng có chốt trên live nha mấy chị nha. Những chị mà lộn xộn rồi là chị có sau này mấy chị tới shop mấy chị mua thôi. Mấy chị khỏi cần mất thời gian chốt trên live. Tính Hoàng là rất là dai luôn. Hoàng dai như đĩa vậy đó. Hoàng mà đã nói không bán rồi á thì mấy chị chỉ comment mỏi tay thôi. Ừ, sao cái người nó có cái tính kỳ cục vậy đó. Mấy chị đừng lộn xộn trên livestream của em. Đối với khách ghé chỉ cần lộn xộn thôi thì sau này mấy chị tới nhân viên phục vụ thôi, chứ còn em là từ chối phục vụ. Rồi bây giờ Hoàng lên số 10 cho mấy chị ha. Tại vì nói thiệt mấy chị nhiều mẫu có bán lỗ luôn. Nó lỗ luôn. Mấy chị tưởng đâu là bán cái áo 29.000 là lời 29.000 hả. Cái công một cái cọng dây kéo này nó may ra hàng này, hàng hãng nha. Hoàng nói thiệt chị nào mà có bé ở cái độ tuổi này không mua, Hoàng thề với mấy chị là chẳng bao giờ có cái áo khoác nào rẻ hơn. Dòng áo khoác kim cương là cái chất vải nó siêu mát, siêu mềm. Siêu mát, siêu mềm nha. Thảm bé 49.000 một cặp em. Bây giờ số 10 này là bé tầm cỡ là 28kg mấy chị. Số 10 này bé tầm cỡ 28kg nha. Rồi chốt đơn đi với Hoàng số 10 nha. Số 10 ok chị like đặt nè. Đây số 10 nha. Màu xanh đậm, màu xanh rêu và màu xanh ngọc. Khoác bé số 10 kèm bầu vô mấy chị ơi. Dạ có 48kg của người lớn chị. 48kg là của người lớn. Đây là áo khoác kim cương cao cấp nha mấy chị nha. Hàng này em bán là 45.000 một áo. Bây giờ em sót lại em xả thôi. Em nói thiệt mấy chị luôn á. Rồi chốt đơn đi giùm em nè. Số 10 này em có màu xanh đậm và màu xanh rêu nữa. Số 10 xanh ngọc ok cho Mỹ nha. Rồi chốt đơn với Hoàng xanh đậm và xanh rêu nữa nha. Khoác bé xanh đậm và xanh rêu chốt đơn Hoàng. Dạ không có mấy chị ơi, 30kg đâu ra. Rồi bé mà 30kg đâu ra. Rồi chốt đơn đi giùm em nha. Chị nào lấy xanh đậm ok chị Lê Thị Ngân. Em có màu xanh rêu dễ thương lắm. Xả 29.000 Hoàng nó thiệt mấy chị chứ. Nó lỗ mà sắp cả mặt ra. Cho chị một áo gì. Một áo gì chị Kiều Yến Linh. Áo gì chị ơi. Rồi mấy chị chốt đơn đi giùm em nha. Màu xanh rêu là 1, màu xanh đậm là 2 và màu xanh ngọc là 3. Số 10 này bé tầm cỡ 28-29kg mang vừa. Bé cỡ 28-29kg mang vừa giùm em. Hàng này em xả 29.000 một bộ là em bán lỗ luôn. Từ đó đến giờ chưa có ai dám bán cái mẫu này như thế này. Em thề với chị một câu luôn nha. Chị nào lấy chốt đơn đi giùm em nha. Hết rồi sau này mấy chị chỉ gọi là tiếc và tiếc thôi. Bị là bị túi jeep đàng hoàng.
áo khoác xanh nhạt đó hả? Xanh ngọc hết rồi. Xanh ngọc hết rồi Kiều Yến Linh. Bây giờ Hoàng chỉ còn cái xanh đậm và xanh reo số 10 thôi. Xanh đậm ok viết vỏ, tại vì còn mỗi thứ một hai cái thôi, chứ còn nhiều mà bán gì có nước mà bù lỗ chết luôn. Rồi chốt đơn đi với Hoài nha. Bé 25 ngàn là cái gì Kiều Yến Linh? Bé 25 là sao? Rồi cái này mấy chị chốt đơn đi với Hoàng, là một cái xanh reo này. Xanh reo và xanh đậm ok cho Hồng Nguyễn số 10 ok. Xanh reo đây nè. Xanh reo mà xanh reo này. Xanh reo này cái số 12 này mình còn mấy cái? Có một cái vậy hả? Xanh reo này thì bé tầm cỡ là bao nhiêu ta? Xanh reo, chị Kiều Yến Linh em bày cho mấy chị chốt như vậy nè để khỏi lộn mấy chị. Thứ nhất là mấy chị chốt màu và số trên cùng một dòng. Ví dụ như mình xích xanh ngọc mà mình nghe số 10 vừa ký con mình đúng không? Mình ghi xanh mọc 10, xanh reo 10, xanh reo 8, xanh reo 6. Tại vì em like hết con một lượt mấy chị comment tên cùng một dòng để nhân viên em lựa nó khỏi bị lạc đồ của mấy chị, khỏi bị sai nữa. Rồi số 12 này thì bé tầm cỡ là dưới 30kg, dưới 30kg nha. Xanh reo số 12 ok chị Kim Hạnh Nguyễn. Xanh reo số 10 Kiều Yến Linh. Mấy chị phải có màu và con số nữa, tại vì số 6 là khác ký, số 8 khác ký, số 10 khác ký, số 12 khác ký. Bé là nó không có phải free size như người lớn, cho nên là mấy chị phải có số và màu để em lấy cho. Ví dụ như nhân viên nó soạn sai thì em còn có cơ sở em nướng cho mấy chị. Chứ còn ví dụ như mấy chị mà không có comment màu và cũng không có comment sai là tụi nó lấy tào lao, em cũng không biết đường nhân viên mình sai hay là khách hàng sai mà để mà em điều chỉnh luôn á. Rồi ok Kiều Yến Linh, số 6 thì cỡ tầm đó, em tư vấn rồi đó ha. Chị nào muốn nghe lại cái số nào thì nói giùm em, muốn nghe lại số nào nói giùm em nha. Rồi sau em qua mẫu này nha. Áo khoác kim cương bé mà em bán 29 ngàn là thôi mấy chị khỏi lo luôn đi. Nếu như chỗ nào bán rẻ hơn em nha, em nghĩ bán luôn, nói một câu thật lòng luôn. Rồi chốt đơn đi giùm em nha. Rồi có chị nào xem lại cái phone của số 8 đúng không? Giờ em lên cái phone của số 8 cho mấy chị xem. Số 8 này em có màu xám nè. Nói chung là số 8 thì bé tầm cỡ là 27kg nha. Số 8 này là bé cỡ 26kg nha. Xanh reo ok cho Nguyễn Hương nè. Rồi chốt đơn đi giùm em nha. Chị nào lấy chốt đơn đi giùm em. Xanh reo 12 lấy thêm ok Kiều Yến Linh. 29 ngàn bạc một cái áo túi zip thì Hoàng nói thật mấy bà chứ. Chỉ có là trên đời này có 102 thôi. Rồi bây giờ em qua cái áo khoác kim cương người lớn này. Bây giờ em qua áo khoác kim cương của người lớn nha cả nhà nha. Kim cương của người lớn đây. Kim cương của người lớn đây mấy chị nè. Đây nha, còn cỡ tầm 20 cái, 20 cái áo khoác kim cương của người lớn. Hoàng bây giờ Hoàng chỉ chốt cho mấy chị giá sỉ nè. 103 áo khoác, 103 áo khoác kim cương. Phone này 40 cho đến 65 nha. Không lấy là hết nha, xả luôn rồi. 65 thì cao 1m57, chứ 65 là lùn tủn thì là mặt nó cũng ôm nha. Áo khoác kim cương giống Hoàng này. Đây của người lớn là 40 cho đến 65. Rồi mình khám phá bên trong. Khám phá bên trong là túi trong này, bài bản chưa? Khám phá bên trong là nó có hai túi trong. Rồi ok chưa? Rồi bây giờ tiếp tục nè mấy chị nè. Thảo Ngô, rồi ra ngoài cọc mới được mua hàng nha. Rồi mấy chị chốt đơn đi với Hoài. Lần đầu tiên đây nè, ở đây là hai cái tay của nó là sẽ móc vô như vậy luôn. Rồi mấy chị chốt đơn đi với Hoài nha. Rồi form này là 40 cho đến 65kg thoải mái luôn. Nó sẽ kéo cao lên mấy chị ơi, kéo cao lên và đội nón lên nha. Rồi 110.000 ba áo. Rồi nha, chốt cho mấy chị giá lỗ luôn. Chốt từ combo 3 áo giùm em. Chất là siêu mịn luôn. Siêu mịn, siêu co giãn luôn, siêu mát luôn. Rồi chốt đơn với Hoàng mấy chị ha. 3 áo nha là 110.000. Hoàng không bán lẻ và 3 áo là 3 màu nha. Rồi 20 cái cuối cùng. Kính tặng tất cả các chị nào nhanh tay thì được, chậm tay thì hết nha. Không bao giờ có nữa mấy chị ơi. Áo khoác kim cương này là hàng 80 mấy ngàn một cái. 3 cái là 200 mấy chục ngàn mấy chị. Không có lần thứ hai đâu. Màu rất là đẹp luôn. Tất cả những màu Hoàng đang còn là Hoàng đưa cho mấy chị coi đó. Thì mấy chị sẽ được 3 màu. Mấy chị sẽ được 3 màu nha. Màu đẹp không à? Đây. Đó, nó sẽ có 3 những màu sau đây thôi. 3 khoác 110 ngàn. Những màu sau đây thôi chứ nó cũng không có màu gì khác hết. 3 áo thì 3 màu thôi mấy chị. 3 áo thì 3 màu cho mấy chị thôi. Màu rất là dễ thương luôn. Màu rất là dễ thương luôn. Hoàng nói thiệt với chị luôn á. Lần đầu tiên trong đời Hoàng bán lỗ luôn nè. Bán lỗ kinh khủng khiếp. Thương Hoàng cho Hoàng xin một lượt chia sẻ mấy chị ơi. Cho Hoàng xin một lượt chia sẻ cho nó một câu thật lòng luôn mấy chị. Đây. Rồi màu đen quá đẹp. Rồi màu xanh như vậy rồi. Nè. Rồi chốt đơn đi với Hoàng nha. Rồi Hoàng không có chốt màu mấy chị. Chốt số lượng còn chưa đủ nè. Kim Thành ok có khoác nè.
Loan Bùi có khoát nè, chị Hoài Thị Thu Hòa có khoát nè, chị Hồng Phi có khoát, chị Nguyễn Hương có khoát nha. Rồi mấy chị chốt đơn với Hoàng, 3 khoát là 110.000. 3 khoát là 110.000. Hàng này mấy chị biết mấy chị mua lẻ là giá nhiêu không? Mấy chị mua lẻ là hàng bán giá tới 49.000 một áo lận đó. Ha, 49-55.000 chứ không có giá này đâu mấy chị. Của Hoàng bán cho mấy chị hàng ngày mấy chị biết mà. Mấy chị nhìn cọng dây kéo xịn sò nè. Siêu xịn luôn nè, cọng dây kéo nha. 110.000 ba áo khoác kim cương. Đó. Rồi mấy chị chốt đơn đi cho Hoàng nha. Hoàng không có lựa màu mấy chị. Ba áo thì ba màu. Ví dụ như thích màu đen á thì trong ba áo đó Hoàng sẽ bỏ trong một cái màu đen. Còn hai màu ngẫu nhiên. Chứ không có dụng mà ba cái màu đen không rồi người ta cũng thích màu đen lấy ra Hoàng chia mấy chị nha. Ví dụ như mấy chị cũng thích màu đen nhưng mà Hoàng cũng phải bỏ cho chị khác màu đen nữa chứ. Đúng không? Hoàng chia đều cho tất cả các chị ở đây, chị nào cũng mua bằng tiền. Mình bán sao cho xứng đáng với đồng tiền của khách hàng. Chứ đâu phải là chị nào lựa rồi em cũng chịu hết rồi còn lại cái màu kia sao bán cho một chị được. Rồi ok chưa? Rồi nha, 6 khoát 6 màu. Rồi ok, mấy chị chốt đơn đi giùm em nha. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giùm em, nói chung là đủ màu mấy chị, 3 áo thì 3 màu, 6 áo thì 6 màu. Nói chung vậy thôi em sẽ chia cho mấy chị đủ màu ha. Rồi nha, rồi chị nào lấy thì lấy, không lấy cho em xin một chấm qua mẫu đi. Hàng này nếu như chị nào mua được đó, thì em nghỉ bán luôn. Khoác kim cương 110.000, 3 áo là hết giá luôn mấy chị. Rồi giá sổ, giá lỗ luôn á. Rồi chị nào lấy thì lấy, không lấy cho em xin một chấm nha, qua mẫu nha. Một bộ sọc đỏ mấy chị nè, 15-17kg mang vừa em sale 25. 15-17kg mang vừa em sale 25.000. Chốt đơn em là sọc đỏ này sale 25. Bộ sọc đỏ này em sale 25.000. Chốt đơn em là sọc đỏ em sale 25. Đồ bé nha, sọc đỏ em sale 25.000. Rồi một bộ hồng này em sale 25.000 luôn. Bé này là rơi vào tầm cỡ 15-17kg mang vừa. Gái trai gì cũng được hết trơn á. Gái trai gì cũng được hết tại vì đồ này dễ mặc lắm. Ba khoát ok cho Kim Hạnh Nguyễn. Chị nào nghe em gọi tên bấm chốt đơn nó mới có hàng với chị. Chứ còn không nghe em gọi tên là nhiều khi gọi mà nó còn chưa có hàng nữa. Nhiều khi gọi nó còn chưa có hàng nữa. Rồi chấm bài lên giùm em nha, một bộ tím nè. Rồi chị nào còn ba bộ cuối cùng nè. Chị nào lấy luôn ba bộ này em sale cho 70.000 luôn đi. 69.000 đi ha, ba bộ bé em sale 69.000. Form này là sẽ cỡ tầm 15-17kg. Rồi ba bộ bé em xem mấy chị là 69.000. Chốt đơn đi giùm em. Ủa hình như còn bộ nữa sao? Đúng không? Rồi ba bộ bé em xem 69.000 luôn mấy chị, còn ba bộ chị nó ôm hết luôn đi, em xem cho 69.000 luôn. Đúng rồi, còn ba bộ thôi. Ủa còn bốn bộ luôn. Vậy là 25.000 một bộ, là bốn bộ là 100 đúng không? Chị nào lấy hết bốn bộ em xem cho 90.000 luôn. Bốn bộ em xem cho 85.000 luôn. Rồi, trả giá lần đó. Rồi chốt đơn đi giùm em nha. Hàng này em nói thiệt mấy chị là sao? Hàng này là người ta nhờ em bán hộ hàng ký gửi của shop nó không ra được hàng. Nên là em cũng bán cho mấy chị giá hết sức luôn á, em nói thật luôn á. Rồi đây còn 4 bộ bán, chị nào lấy chốt luôn giùm em nha. Em xem mấy chị là 85.000 nha. Form này là 15-17kg, bé sẽ mang vừa. Rồi chị nào lấy chốt lên giùm em. Không lấy cho em xin một chấm qua mẫu cho xong nha. Không lấy cho em xin một chấm qua mẫu mấy chị ơi. Cái này là gì ta? Này là gì đây? Cái bộ này là bộ gì đây? Rồi ai hồi nãy hỏi bộ này nè mấy chị, từ từ rồi em sẽ lên nha. Chứ mấy chị mà hối liên tục là em cũng không có lên được liền đâu. Từ từ rồi em sẽ lên hết tất cả các mẫu. Rồi nha. Rồi bộ này mấy chị ơi quá đẹp gì luôn hả? Sale 49.000 luôn nha. 49.000 giùm em. Bộ này 62-64kg vẫn mặc vừa, lụa hàng giùm em. Lụa hàng giùm em, chị nào lấy một bộ thì 49. Chị nào lấy hai bộ hai màu em sale 89.000. Rồi ok chưa? Hai bộ hai màu em sale 89.000. Cái này 60-62kg mang vừa luôn. Hai bộ em sale 89.000 mấy chị. Rồi chốt đơn lên giùm em nè. Hai bộ em hai màu luôn. Rồi hàng này mấy chị biết nhiêu tiền bộ không? 120.000 một bộ đó mấy chị. Trời ơi, hàng của người ta bán shop đàng hoàng chứ không phải hàng 66 đâu. Cái này là lụa hàng. Mà quần nó có túi mà phơm bự luôn, hình con thú luôn nha. Em bao đẹp luôn. Hàng này là khỏi chê luôn mấy chị, chốt đơn lên giùm em nha. Hai bộ em sale 89.000. Rồi còn sót một ri thôi. Hàng này mấy bữa là em bán là hình như là 65.000 một bộ. 65.000 một bộ. Mấy chị chốt đơn lên giùm em nha. Trời ơi, phôm bự luôn ha. Rồi chị nào lái chốt đơn lên giùm em. Hàng này không đụng hàng đâu mấy chị nha. Đẹp lắm luôn á trời. Trời ơi, xỉu mấy chị ơi, đẹp lắm nha. Rồi chị nào lái chốt đơn lên giùm em. Mình mua một bộ như vậy nè, nó đáng tiền bằng mấy chị mua 5-7 bộ bình thường. Chất này là chất lụa hàng này. Hàng này ngoài chợ nó bán 120.000. Mấy chị vô đây mấy chị mua hai bộ, hàng sale cho mấy chị là 89.000 thôi.
66-62kg mang vừa, hai bộ hai màu. Ok chị Hiền Huỳnh này, có hai bộ là hai màu này, ok chị này, hai bộ hai màu ok, năm bộ năm màu ok cho Huỳnh Phi, một bộ này, hai bộ này, ba bộ này, rồi bốn bộ này, rồi năm bộ này ok này, rồi năm bộ nha Hoàng, còn ba bộ nữa chị nào lấy chốt đơn đi giúp Hoàng. Hoàng còn ba bộ nữa mấy chị ơi, ba bộ nữa nha, chị nào lấy chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Rồi ok Nguyễn Thị Phụng. Rồi hai bộ đùi ok chị Nguyễn Tuyết nè, Hoàng còn lẻ một bộ nha, màu xanh lá là màu nào cho Hoàng Trang luôn, kết thúc mẫu luôn. Khách mới lên số điện thoại giùm em nha, khách mới Nguyễn Tuyết lên số điện thoại giùm em. Rồi kết thúc mã hàng luôn mấy chị ơi, kết thúc mã hàng đã chấm dứt nha. Rồi chấm bài lên giùm em mấy chị ơi, phôm đó phôm bự nữa hen, đã ha, bộ gì dễ thương dữ vậy. 1 2 3 4 5 6 7, sao có 8 bộ vậy, 8 bộ vậy, 8 bộ hả, bộ này là bộ dây lụa hàng cao cấp hả, trời ơi, trời ơi, xỉu mấy chị ơi. Rồi khách mới lên số điện thoại giùm em nha, phôm này mấy chị sẽ từ 38kg đến 56kg mang vừa thôi, 38 đến 56, 57, trời cái quần nó may bèo luôn mấy chị nè. Rồi nha, bây giờ em tri ân cho mấy chị này, hai bộ giá 49.000 thôi, tại em còn có 8 bộ, nếu như mà em nói ra cái giá mà em hạ một xíu nữa thôi là sỉ ôm hết, là mấy chị không có để mà mua nha, nên là em tri ân cho các chị nè, hai bộ 49.000, nhớ là cái này lụa hàng giúp Hoàng, phôm là 38kg đến cỡ 56-57kg mang vừa. Đây nha, đẹp tuyệt vời luôn, xếp ly hàng này, Hoàng có đăng lên tường, mấy chị thấy người mẫu mặc không? Rồi chốt đơn lên dù Hoàng nha mấy chị nha. Rồi hai lụa dây, rồi hai lụa dây 49.000, hai bộ hai màu nha, hàng này hết rồi là không bao giờ có lần thứ hai nữa. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giúp em là lụa dây nha, còn 8 bộ lụa dây, sỉ nào lấy hết em sale cho sỉ luôn là giá là 23.000, 23.000 nha mấy chị nha. Rồi chốt đơn đi giúp em, cái này là bộ lụa hàng quần túi luôn, ở dưới là nó may đường bèo đàng hoàng luôn mấy chị nha, hàng này xịn lắm. Em không ngại nói ra tên là cái hàng này nè, là cái xưởng may á, mà người ta bán là 80.000 một bộ. Người ta bán 80.000 một bộ nha. Rồi em xem mấy chị hai bộ 49 thôi. Rồi chốt đơn lên giùm em, ok chị Hiền Huỳnh nè. Chủ yếu là mấy chị nghe kỹ số ký thôi, cái này là từ 38 đến 56, 57kg mai vừa. Rồi chị nào lấy chốt đơn lên giùm em nha, ok cho chị Hồng Phi lấy hết nè, 8 bộ nè. Ờ luôn ơi, luôn rồi, bỏ cái phí chị Hồng Phi vô, xong luôn ghi giá ở trên cái bị hàng á là 23.000 cho một bộ, thì khi tính tiền là tính giá sỉ cho chị Hồng Phi. Rồi mấy chị chấm bài lên giùm em, xả te tua hết. Rồi chấm bài lên giúp em, chị nào lấy thì lấy, không lấy nó cũng hết luôn. Rồi ok cho Mai Mai chốt thêm cho Mai Mai hai bộ đi, lỡ mà xíu nữa trong kia mà ai nó nhả ra thì đẩy qua cho Mai Mai. Rồi ok, hàng này đẹp lắm luôn á, lụa hàng mà hết rồi làm gì có nữa. Rồi chấm bài lên giùm em nha, chấm bài hình như mình còn một bộ đỏ nữa nè, cái này là còn một bộ đỏ 49.000, em còn bộ đỏ nữa nè, 49.000 Hoàng còn bộ đỏ nữa nè. Hồi nãy là Hoàng bán giá nhiêu, 89.000 hai bộ hả, 89.000 hai bộ là tính ra có 45.000 bộ thôi hả, chết bà. Hoàng còn một bộ đỏ nè, Hoàng sale 45 luôn, có một bộ đỏ nè, Hoàng sale 45 luôn nha. Chị nào lấy chốt Hoàng là đỏ 45, cái này là 60-62kg mang vừa luôn. Hàng này thì nói chung là mấy chị khỏi cần bận tâm bất cứ một cái điều gì hết, siêu đẹp luôn, siêu đẹp và siêu đẹp nha. Rồi chốt đơn lên giống Hoàng, không mua Hoàng chỉ nói một từ thôi, tiếc, vô cùng tiếc luôn. Rồi nha, 45. Rồi ok cho chị Hồng Phi, em bán cho nó đứt mẫu mấy chị, ba khoác 101 còn không hả, lão khoác kim cương người lớn á, cho Hoàng mượn mấy cái đi, cho chị mượn mấy cái đi. Cái bộ này là bộ đùi hả, xả hết luôn, xả hết luôn. Rồi chốt đơn lên giống Hoàng nha, 1 2 3 4 5, mệt quá. Cái này em tặng luôn cho mấy chị nè, giá là 5 bộ giá 20.000 một bộ, 5 bộ giá 20.000 một bộ nha, lấy 5 bộ giùm em. Cái này là cho dù mấy chị lấy hết cũng không còn giá nào nữa, tại vì hàng này em nhập vô là 24.000 rồi, em bán 28.000. Bây giờ em xả luôn mấy chị là giá 20.000, lấy từ 5 bộ, phơm từ 35 đến 55, phơm từ 35 đến 55. Đây là thun 3D nha, hình thú, thun 3D hình thú của mèo Hello Kitty luôn. Rồi em xả tặng cho mấy chị này ha. Rồi nha, không có lần thứ hai nha mấy chị nha, nhớ là 35 đến 55kg thôi nha. Rồi ok nè, 5 bộ 100 chị Huyền Huỳnh, 5 bộ ok chị Huỳnh, chị Hồng Phi. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng, áo khoác kim cương nè, lấy thì lấy nha, tranh thủ nha mấy khách ơi. Rồi 110.000 ba khoác, phôm này là 40 đến 65,
Hồng Nguyễn ok, 40-65 nha. Nói chung là ba áo là ba màu ngẫu nhiên. Ba áo là ba màu ngẫu nhiên, nói chung là đủ màu hết. Màu đen, rồi màu xanh đậm, rồi màu xám, rồi màu hồng, rồi màu xanh biển, rồi màu tùm lum. Có hai túi bên trong. Rồi mấy chị nhìn cái chất dây kéo này. Nhìn nè mấy chị nè, Hoàng nói thiệt luôn á, mình nhìn một chiếc áo khoác á, để mình đánh giá được cái áo khoác nó xịn hay không, mấy chị hãy đánh giá qua cái cọng dây kéo người ta sử dụng. Hoàng nói thiệt với chị luôn á, xịn lắm. Rồi chốt đơn đi với Hoàng nha. Rồi ba khoác 110.000. Ba khoác xe mấy chị 110.000 nha. Bộ xanh phía sau em xin là bộ gì, bộ ngố Thái hả? Ngố Thái mình mới vừa về mà, đúng không luôn? Rồi mấy chị chốt đơn đi với Hoàng nha. Chị nào lấy comment với Hoàng ngố Thái vừa mới về từ từ hàng like. Đây chị nào lấy khoác kim cương nữa thì chốt đơn với Hoàng. Ba khoác 101 là xả luôn á. Xả luôn. Rồi chị nào lấy thì lấy, không lấy cho thằng xin một chấm qua mẫu mấy chị ơi. Không lấy cho thằng xin một chấm qua mẫu nha. Thích thì chiều, không lấy thì chấm một chấm qua mẫu luôn. Cái này là còn cái bộ bò đấy hả? Bò này bò đùi hả? Bò đùi hay bò dài đây? Đùi hả? Còn sót hả? Trời ơi, cái xét bộ beo dễ thương dữ vậy. Trời ơi, cái bộ caro chứ dễ thương dữ vậy. Rồi mấy chị ơi, bộ caro này ai thử làm cái quần nó hơi giãn ra nên em xem mấy chị luôn. Ba khoác kim nhung, ba khoác kim nhung lên số điện thoại giùm Hoài nha. Rồi cái bộ này hàng sale 20.000, nó cỡ tầm 5-6kg. Bộ này có thể là các bạn nào hơi mập một xíu bạn thử vô, cho nên là nó hơi căng cái đường chỉ ra xíu này mấy chị nè. Đó, mấy chị thấy rõ không? Rồi hàng sale 20.000, mấy chị về mấy chị đạp chứ Hoàng, tại nhà mình có shop á, nhiều khi khách vô khách thử hàng đâu có nhìn thấy đâu. Rồi nha, có túi đàng hoàng không, chứ bộ này bình thường làm gì có, nhưng mấy chị đạp qua đường chỉ là ok nè, dễ thương không? Bán 20.000 cho mấy chị thôi, đạp lại với Hoàng nha. Rồi ok, cho cô Kim Loan là 20 hết luôn, hết nha. Rồi tiếp tục nè, cái bộ bò lửng này mấy chị nè, size này là 3X nha, 1, 2, 3 bộ luôn, 4 bộ luôn. Size này là size bi nhiêu đây, cái gì đây, tùm lum mấy chị. Hàng này hàng lẻ lẻ, đợi em xả cho nó bứt cái này cái đã, từ từ rồi sẽ lên. Cái gì rồi cũng sẽ lên hết, không lên sao được, không lên thì cũng phải lên ha. Lên nóc nhà bắt con gà luôn. Hay là đùi hay lửng hay là gì đây ta, size bi nhiêu đây ta, không có size hả? Phải luôn, cái này là bao nhiêu, cái này là chị thấy size 3X nè. Rồi mấy chị ơi, cái này là size 3X nè. Em kiểm tra nó là size 3X hay 2X, chị xả luôn. Rồi mấy chị ơi, bộ này nè, là giá của nó là như cô Loan mua là biết rồi đúng không? Size 3X là 65-67kg mang vừa luôn. Bộ này là em bán bình thường là 45.000 nha. Bây giờ em sale mấy chị là 39.000 một bộ, mà em còn 4 bộ thôi. Chị nào lấy hết em sale cho mấy chị là giá là 35.000 luôn. Giá 35.000 luôn, quần túi giùm em nha. Cái này là lụa 100D, 65-66kg mang vừa, tại size 3X lận. Size 3X nha. Rồi 4 bộ 4 màu này. Rồi em xem mấy chị luôn là giá 35 luôn, 35.000 một bộ luôn nha. 4 bộ 4 màu ok chị Hồng Phi luôn, là hết luôn nè. Rồi cái này cho chị Hồng Phi nè. Rồi 4 bộ 4 màu luôn chị này, là hết luôn. Cho đứt cái mẫu này luôn. Rồi nha, tiếp tục nè. Hồi nãy chị kia lấy 3 khoác là 3 khoác làm khoác là ba khoác gì ta, ba khoác là ba khoác kim cương, nhớ nhớ ghi lại chứ không là quên. Cái này là size 2X chứ hả? Thấy là còn một bộ này, hai bộ này, ba bộ này, bốn bộ này, năm bộ ha. Size 2X em còn 5 bộ. Size 2X này em còn 5 bộ mấy chị ơi. 2X là 60kg trở lại giùm Hoài. 2X là 60kg trở lại giúp Hoài nha. Rồi chị nào lấy 2X chốt 2X. Một bộ là giá là 39.000. Chị nào lấy 5 bộ nào hàng sale luôn giá 35. Lấy hết 5 bộ này xả giá 35 luôn. Hết rồi, mẫu nào mà vét cạn là hàng xả luôn. Chưa bao giờ trên đời có cái bộ lụa hàng nào mà xịn sò mà có túi mà giá này đâu mấy chị nha, hàng bao giá luôn. Mấy chị thấy hàng xịn lỡ đằng sau nó may cái này nè. Nó may cái kiểu như là như này nè. Đó, rồi chị nào lấy chốt đơn đi giúp Hoàng nha. 5 bộ nha mấy chị nha. 5 bộ hàng sale giá 35 luôn. Rồi ok cho chị Hồng Phi hết luôn. Rồi hết luôn cái mẫu này em hết luôn nha. Rồi mẫu này em hết luôn, xả luôn cho xong. Trời ơi rối như tơ vò, em xả hết luôn đi. Để từ từ em coi thử là cái bộ ngố hàng, cái bộ ngố mà Quảng Châu này là giá mấy. Ngố Quảng Châu này giá mấy, ngố Quảng Châu này giá mắc lắm mà ta. Ngố Quảng Châu này giá mắc lắm. Rồi mấy chị chờ chờ em một xíu đi. Ngố này là ngố Quảng Châu em vừa mới về mà bị đục túi giết như vậy luôn hả? Trời ơi, cái bộ này mà bán gì chắc chết quá trời ơi. Sale này chắc chết quá, đồ mới về mà mấy chị cứ sale lỗ, sale lã đi thì thôi chứ. Bỏ nhà đi sớm chứ sống làm răng. Sống làm răng trời. Trời ơi là trời. Đây. Trời ơi.
đẹp giả may cho mấy chị ơi. Quá trời đẹp luôn. Cái quần ngố này là quần ngố bản luôn. Ôi ơi, 60kg trở lại ok nha. Hàng này là 45.000 một bộ. Nhưng mà chị nào lấy 3 bộ em xem cho 100 luôn. 3 bộ em xả cho mấy chị 100.000 nha. Ngố thái giùm em. 3 ngố thái em xả cho 100.000. Được 20-30 bộ không luôn. Ngố thái hết giùm em nha. 60-62kg mang đẹp luôn. Quần đen toàn bộ. Và cái quần đen này mấy chị có để ý không? Là cái lưng này là lưng bản nè. Cái thun này là nguyên một khối thun bản nha. Ngố thái giúp Hoàng mấy chị ơi. Rồi 3 ngố thái Hoàng xem mấy chị luôn 100.000. Rồi một cái áo mà phun rộng mà hàng thái này á là người ta bán được 40-50 ngàn rồi nè. Rồi mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng nha. 3 ngố thái Hoàng xả cho mấy chị 100 luôn. Có ít nha, chị nào lấy nhanh mới còn, chậm là hết nha. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giúp Hoàng. Ngố thái giúp Hoàng nè mấy chị nè. Áo là phun rộng và đẹp toàn bộ luôn. Rồi chị nào lấy comment lên giùm em nha. Không bao giờ có lần thứ hai mấy chị. Một bộ giá 45. Chị nào lấy 3 bộ em xả cho 100 luôn. Ok chị Hồng Phi. Ok chị Hiền Hạnh ha. Đây mấy chị này nhiều lắm nha. Em mà khui ra nữa thì có nước mà chết luôn, nhiều màu lắm. Em xả luôn nó nhiều màu quá. Rồi mấy chị chốt đơn đi giùm em mà màu đẹp đẹp không nghe, mà toàn bộ là quần đen giùm em hết luôn. 3 ngố thái em xả mấy chị là 100.000. Ngố thái không có ai bán giá 100 hết, em thề một câu luôn. Nếu như ai mà bán ngố thái là 100.000 em chết liền luôn mấy chị. 6 ngố ok cho Thiên Ngân. Hoàng nói mấy chị là không bao giờ có lần thứ hai. Mấy chị coi cái form áo này, người ta bán riêng một cái áo này thôi là người ta bán là 100.000 ba cái rồi. Không mắc mớ gì mà nguyên cái áo thái, một set bộ ngố thái mấy chị, quần đen hết nha, mà 100.000 hết. Quá vô lý. Đó thật là vô lý mấy chị nè. Form 60-62 ok. Rồi chị lại thì trang ok. Chị nào lấy mấy chị chốt lên liền giúp Hoàng nha. Xuất sắc chưa? Nhiều màu, nhiều kiểu lắm mấy chị. Áo nói chung là nó là form áo thái rộng và nhiều kiểu lắm. Vô cùng đẹp luôn mấy chị ơi. Nè mấy chị coi nè, đẹp mà xỉu luôn á mấy chị. Đẹp xỉu luôn mấy chị ơi. Cho đủ màu đi ok chị Hồng Phi. Quá trời đẹp luôn ha. Luôn ha. Sao dễ thương dữ ha. Ngố thái này vải xịn ghê vậy ta. Tiếp ha. Thì ai biểu mi nôi ra xong giờ mới nhìn mới nói tiếp. Rồi mấy chị chốt đơn đi giúp em nha. Trời ơi mấy chị ơi. Trời ơi quá đẹp luôn. 100.000 ba bộ, chị nào mua được là sướng nha. Rồi chị nào lấy thì lấy, không lấy cho em xin một chấm qua mẫu này mấy chị ơi. Lấy thì lấy, không lấy cho em xin một chấm qua mẫu luôn. Toàn bộ là đựng trong bị đục túi jean như vậy nha. Có lần thứ hai để mấy chị mua đâu. Hết rồi là sạch sẽ luôn. Không bao giờ quay trở lại nha. Rồi chấm bài lên giùm em mấy chị yêu ơi. Chấm bài lên giúp Hoài nha. Xong đi xả tè le hột me hết chị. Một bộ xanh dương cho Hoàng Trang 45.000. Ok. Lấy một lẻ một bộ 45 nè. Rồi nha mấy chị, ba bộ em sale luôn cho 100. 45.000 luôn. Rồi ok. Rồi ba bộ ngố trắng hồng mà không, ba bộ là ba màu, nó có trắng hồng rồi nó có trắng xanh rồi nó có tùm lum hết á, nhưng mà nhiều màu lắm. Ba bộ thì ba màu, bà già ơi, bà thích trắng hồng là ưu tiên cho bà có cái bộ đó, chứ còn mà bây giờ lấy trắng hồng hồi ra có trắng xanh nữa nè má hen. Rồi nha, rồi chốt đơn đi giúp Hoàng ha. Lấy hết bao nhiêu bộ hả? Cái này em có 30-40 bộ gì đó chị à, 30-40 bộ gì chị à. Rồi chốt đơn đi giùm em nha. Rồi ngố thái hết như vậy nè, ba bộ là 100. Ba bộ là 100, một cái áo này thôi là mình quề tiền rồi. Rồi cái quần mình lời không luôn, em nói thiệt luôn. Mấy chị nhìn cái form áo là mấy chị biết thôi, dày và đẹp kinh khủng luôn. Rồi cho Hoàng xin một chấm qua mẫu đi mấy chị ơi. Chấm bài xin một chấm qua mẫu nha. Chị nào nãy đó Hoàng like đồ beo, đồ biết gì đó, chấm bài lên Hoàng like beo. Rồi ok, chốt ưu tiên cho Đào Lê là một cái bộ ngố mà có trắng hồng. Cái này là của Hoàng Trang nè. Ok nè. Hai cho em có áo trắng ok, thích áo trắng là có. Rồi ok, ba ngố cho Nguyễn Hương ha. Ưu tiên cho Thí Diễm là một cái bộ ngố có màu trắng. Chu cha bán rẻ mà thiệt muốn tụt quần luôn. Dạ rồi ok, Hồng Phi rồi thôi được rồi. Cũng không có hàng mua chi cho lắm. Đồ thì ít mà con nít thì nhiều. Rồi nha, thích lên bộ beo này không? Beo này không biết giá. Beo này không biết giá. Rồi mấy chị ơi, mới đi về là hàng nó tá tới nhà tùm lum mới có biết giá chi mua bán. Thích beo form. Rồi beo giá nhiêu luôn? Beo ta biết giá mua bán mới. Beo là giá nhiêu? Beo là giá bao nhiêu? 200 bộ á chị. Beo hả? Beo là 200 bộ beo luôn hả? Ghê vậy. Beo này nó nhiều size lắm hả? Rồi chờ Hoàng xíu rồi mấy chị, để Hoàng thử cái bộ beo này có được không. Rồi tính nha, Hoàng mặc cái size bự nhất đi rồi tính.
beo này nó có cái cọng beo lớn lớn nhỏ nhỏ tùm lum ấy. Rồi mấy chị chờ Hoàng Sinh, cho Hoàng Sinh một chấm nè mấy chị ơi, mất thời gian quá, vừa mới về mà đáng lẽ là hàng hóa là chị Hoàng coi chút Hoàng mới like. Cái này vừa mới đi về ngoài đường là nhảy về, Hoàng cũng chưa biết cái gì ở đâu hết trơn, bay vô like thí vậy. Sao nóng ghê vậy? Trời size 2X này hả? Size 2X này chị còn rộng luôn. Hả? Chị 70kg mà chị mặc còn rộng nữa. Dễ thương ha, nó làm chỗ này xoắn eo á. Rồi mấy chị này, size 2X là Hoàng 70kg, Hoàng còn mặc rộng này. Nói chung là được chứ cũng nó rộng là nó láo. Nói chung là được nha mấy chị nha. Quần là có túi luôn giúp Hoàng nha. Rồi đây nè. Rồi mấy chị ơi, hàng đẹp kinh khủng luôn nha. Rồi beo. Từ từ để Hoàng nghiên cứu cái đã nha. Mấy chị nè, cái này là Hoàng đang mặc size 2X, tại vì Hoàng 70kg thì lúc nào cũng phải mặc size bự nhất rồi. Ui trời, hàng 3158 luôn hả? Ây cha mẹ ơi, hàng 3158 luôn trời. Trời ơi, cái hàng này mà sale giá này thì mấy chị không mua thì đúng là lãng phí thanh xuân luôn. Mấy chị nè, nó có beo bự giống Hoàng nha. Rồi nó có cái bộ beo này là giống như đằng sau, và nó có cái beo nhỏ này nữa nè. Nói chung là nó là beo nhưng mà nó có ba con beo lận nha. Từ từ, cái hàng này là Hoàng có size M, size L, XL và 2XL. Hiện tại là Hoàng đang mặc size 2XL nha. Rồi sao dễ thương quá vậy luôn, nó ok lắm hả? Ở ngoài nhìn thấy dễ thương rồi, cái này nó làm mình cảm giác ốm đúng không, xoắn eo lại ha. Rồi đẹp dữ quá. Rồi mấy chị ơi nha, quá đẹp luôn, không mua thì chỉ gọi là một từ ối giời ơi luôn mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ đẹp luôn, vô cùng đẹp luôn mấy chị nha. Rồi size bây giờ nè mấy chị nè, lùng rút cho chị mỗi thứ một size chị tư vấn nha. Cái size 2X nè mấy chị nè, size 2X là mấy chị cỡ tầm 70kg. Nói chung là 6 cỡ 62, 63 đến 70kg, tại vì trừ những chị lùn size 2X nha. 62, 63 đấy, mà cỡ 70kg mang vừa. Rồi từ từ để Hoàng coi thử cái size XL cỡ nhiêu ký nha. Size XL là mấy chị cỡ tầm là, Hoàng coi thử coi, chị nào muốn mặc ôm á, thì mình 65kg trở lại là mình cũng có thể mặc size XL. Chị nào mà 65kg trở lại mà mình thích mặc ôm cho nó dễ thương thì mình cũng có thể lấy size XL, ok chưa? Nói chung là size 2X là dưới 70kg, size 1X là dưới 65kg nha. Từ từ Hoàng tư vấn cái ký cho đã. Rồi size L thì chắc cỡ dưới 60kg quá theo đồng đội vậy. Size L thì cỡ dưới 60kg nha. Từ từ đã mấy chị nha. Size L kiểm tra cái size form đã, từ từ đã nha. Đúng rồi, dưới 60kg mình mang vừa size L. Vậy thì dưới 55kg là mình sẽ mang vừa size M, có phải không? Chờ Hoàng xíu nha. Bán đồ là phải từ từ mấy chị ơi, chứ không có được nha, không có được vào lao mấy đâu. Nhanh là không được, nhanh là không ổn đâu. Rồi ok này, size M là mình cỡ 55kg trở lại. Rồi bây giờ Hoàng tư vấn nha. Size M dưới 55kg, size L dưới 60kg, size XL dưới 65kg và size 2XL là dưới 70kg mang vừa. Ok chưa? Bây giờ hàng này Hoàng sale cho mấy chị nè, mua lẻ đó là 49.000 một bộ. Hàng này là 180 này, mua lẻ là 49.000 một bộ. Combo 3 bộ nha, 115.000. Combo 3 bộ 115.000, Hoàng cũng không ngại nói thiệt cho mấy chị là 3 bộ Hoàng lời 5.000. Nhưng bao gồm là chi phí xe từ Sài Gòn về, rồi chi phí nhân viên Hoàng này kia khác nọ, đóng gói các thứ các kiểu mấy chị. 3 bộ nha, là chỉ còn một bộ lời 1.000 bạc thôi chứ không nhiều hết á. Chị nào lấy chốt đơn đi với Hoàng nha. Không lấy thì chỉ có là một từ là tiếc. Hàng này là chút tối Hoàng sẽ đăng mấy chị coi. Hàng này người ta chạy quảng cáo người ta bán là 180.000 một bộ, siêu phẩm luôn. Rồi chốt đơn đi với Hoàng mấy chị nha, beo đẹp quần túi luôn. Rồi chốt đơn đi cho Hoàng. 3 bộ size M, 3 bộ size L, 3 bộ XL và 3 bộ size 2XL. Rồi chị nào lấy chốt lại giúp Hoàng. 115.000. 115.000 nha. 3 bộ bao giá toàn Facebook luôn, không lấy tiếc vô cùng luôn. Rồi ok cho Huyền Nguyễn, tối nay Hoàng sẽ đăng bài. Tại Hoàng mới đi về mà trên xe đi về xong là like luôn á mấy chị. Người ta chắc người ta ngủ vật ngủ vờ ra luôn, nhưng mà hàng nhiều quá không thể ngừng lại được. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giúp em nha. 3 bộ XL cho 60kg, ok chị Ngọc hai cười. Khách mới lên số điện thoại giùm em nha. Khách mới lên số điện thoại giùm em. Rồi chị nào lấy nữa chốt đơn giúp Hoàng. 3 bộ beo size L, ok chị Lê Xuyến đẹp lắm. 3 bộ thì một kiểu thôi mấy chị, nó khác cái beo thôi chứ sao mà khác kiểu được. Rồi ok nè, cho Kim Thành nè.
Rồi ok cho chị Hồng Phi nè. Rồi ok cho Mỹ Nhàn Hoàng bao giá luôn. Tức ghê luôn, để Hoàng tìm cái hình người mẫu mặc cho mấy bà coi. Trời ơi vô cùng đẹp luôn. Đẹp mà thiệt luôn á. Cái này Hoàng có là hình như là bực 100 bộ. Chị nào lấy mình chốt nhanh nha. Hoàng nói đẹp lắm, chắc cái này nhớt vừa là cho chị 3 bộ nha luôn nha. Đẹp quá trời ơi. 6 bộ cũng được, lấy lại mỗi bộ 2 màu cũng được, đẹp lắm. Hàng này hết rồi thì không bao giờ có nữa. Ngọc Hai Cửa ok. Huyền Nguyễn có rồi em ơi. Mấy chị chờ Hoàng xíu, đây đây đây. Hàng này là người ta chạy quảng cáo mấy chị nè. Đây cái bạn này là bạn chạy quảng cáo nha. Bạn bán là 180.000 một bộ đây nè. Bạn này chạy quảng cáo nè. Đó. Hoàng mới thu từ bạn này về đó chứ không phải rẻ đâu. Rồi Hoàng Kim ok, chị Thảo Vi đặt ok. Mấy chị nhìn nè. Mấy chị nhìn giúp Hoàng nha. Đây, cái bạn này là bạn chạy quảng cáo này, có 3 màu như hình thôi. Có 3 màu như hình thôi nè. Đó. Rồi bạn này chạy quảng cáo là 180.000 một bộ. Đó, mà Hoàng sale cho mấy chị đó. Trời ơi, em mua rồi đẹp lắm hả? Rồi chị nào lấy chốt đơn đi với Hoàng nha, không có lần thứ hai với bà già ơi. Mua thì mua, không mua nó cũng hết nha. Mua rồi đẹp lắm hả? Rồi ok. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi với Hoàng siêu rẻ luôn. Hàng mà 3158 là mấy chị biết cả hàng xịn sò rồi đó. Rồi lấy thì lấy, không lấy cho Hoàng xin một chấm qua mẫu nha. Tối nay Hoàng bắt đầu đăng bài. Tối đăng bài tại cái hàng này mình mới về mà Hoàng về một mẫu là Hoàng về cả 100 bộ, 200 bộ là chứ không có về ít đâu. Vải gì hả? Nó là vải thun em. Nó là vải thun, còn thun gì thì không biết nha. Thun la dông, thun gì đó Hoàng không biết, cái tay nó may nè. Hàng mới chị thấy người ta chạy quảng cáo người ta bán. Vì sao giá mình rẻ? Bởi vì sau khi người ta chạy xong nó còn rớt lại người ta sale rẻ cho mình. Hình như ok ha. Mấy chị thấy Hoàng cho mấy chị coi là người ta chạy quảng cáo không? Nếu như á mà Hoàng tự đi may thì cũng phải bán 100 mấy chục ngàn bộ chứ không có rẻ được. Nhưng mà hàng này là người ta chạy quảng cáo ha. Hàng này là người ta chạy quảng cáo như vậy nè. Mấy chị biết là mấy cái bạn này là chuyên gia chạy quảng cáo nè. Mấy bạn này là chuyên gia chạy quảng cáo nè. Chạy trên tất cả các bếp luôn mà. Trên tất cả các trang bay luôn. Mấy lần mà một bạn mà may ra một mẫu là mấy bạn nó may cỡ cầm 10.000 bộ á. Nhưng mà bán xong rồi còn sót lại là xả ra cho mình. Là mình mới gọi là hàng sale này. Giá mình mới rẻ đó. Chứ không bao giờ có lần thứ hai hết. Rồi nha, chốt đơn đi với Hoàng, không lấy qua mẫu nha mấy chị nha. Không lấy qua mẫu nha. Cái này là còn 4 bộ ngố xịn nè. 4 bộ ngố xịn, chị nào lấy hết hàng xe cho giá 20.000 luôn. Ngố xịn nha, chị nào lấy hết xe cho mấy chị luôn, giá là 20.000. Rồi đẹp kinh khủng luôn. Nè, mặt nhìn nói chung là không biết ở trên livestream mấy chị nhìn Hoàng như thế nào, chứ ở ngoài cô nhỏ nhân viên nó nói chị mặt dễ thương lắm. Cái tay nó phồng phồng nè. Cái tay nó phồng phồng mà cái chỗ điểm nhấn là nhất là chỗ này. Nó tạo thành một cái điểm xoắn eo, cảm giác cái eo mình nó bị siết lại nhỏ. Cảm giác thích lắm, chất vải là siêu co giãn, đứng lên ngồi xuống rất đẹp luôn. Beo là luôn sang trong mọi trường hợp luôn nha. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi chú Hoàng, thì cái này là ngố từ 35 cho đến cỡ 55. 35kg đến 55kg mang vừa, bộ ngố này là 25.000 bộ. Chị nào lấy hết thì hàng sale cho mấy chị là 4 bộ ngố này giá là 79.000. 4 ngố là hàng sale 79.000 nha, chị nào lấy chốt lên chú Hoàng. 4 ngố là hàng sale 79. 4 bộ ngố là hàng sale 79, form 35 đến 55kg mang vừa. Form 35 đến 55kg mang vừa, chị nào lấy hết 4 bộ này hàng xả luôn 79.000 nha. Và bữa chốt quá trời mà còn sót lại 4 bộ ngố này. Rồi chị nào lấy chốt đơn Hoàng dọn dẹp cho nó lòi ra. Lấy hết ok cho chị Hồng Phi nè. Chị Hồng Phi nè, em làm giá chị Hồng Phi là 79.000 có quên của chị. Chị Hạnh Huỳnh 3 bộ beo kèm size giùm em chị Hạnh Huỳnh. Size 2X Hoàng đang mặc là dưới 70. Size XL là dưới 65. Size L là dưới 60 và size M là dưới 55 nha mấy chị nha, dưới 55. Ok chưa? Nghe kỹ ký xong mình chốt lên giúp Hoàng nha. Chốt lên cho nó khỏi có size, cho nó khỏi lộn. Đầm đỏ phía sau dưới 65kg mang vừa, 65kg trở lại mang vừa. Còn một set đen Hoàng tặng mấy chị giá là 29.000 này. Rồi dưới 60kg mang vừa, một set đen 29.000. Gấu đen 29.000 giúp Hoàng, hàng lẻ này 39.000. Giờ còn một set thì bán 29.000, bán tào lao biết đâu cho vui thôi. 60kg mang vừa chốt Hoàng là set đen nha. Set đen chốt đơn đi với Hoàng. 3 bộ quần trâu là cho Hoàng xin cái size mấy chị. Size XL, 2XL, nói chung là ML, XL, 2XL nha. 2XL là dưới 70kg Hoàng đang mặc. 1X là dưới 65. L là dưới 60, còn M là dưới 55. Rồi nha, chị nào lấy chốt đơn đi với Hoàng. Trời ơi, cái áo xanh theo đẹp dữ rồi. Mà sót 3 cái để trời. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi với Hoàng nha. 3 bell size 1X ok chị Hạnh Huỳnh. Rồi chấm bài lên giùm em mấy chị ơi, một cái áo xanh theo dễ thương không. Rồi 40kg cho đến mấy chị là 60kg, 58kg mang vừa, xanh theo giùm Hoàng nha. Rồi Hoàng tặng mấy chị nha, 66kg 3 bộ, 3 bộ 115.000 đúng rồi em. Một bộ thì giá 49.
Rồi mấy chị chốt đơn đây với Hoài nha. Rồi xanh theo rồi hàng sale mấy chị là 25.000. Phơm này là từ 40kg cho đến mấy chị là cỡ tầm là 58-60kg mang vừa. Em còn 3 áo cuối cùng nè. Bữa chốt hết trơn rồi mà còn sót lại đây nè. Cái này là những chị mà chốt trên live nhưng mà xuống mình chốt đơn không được sót đây. Chị nào lấy hết em sale cho giá 69.000 luôn. Ba xanh theo nha. Ba xanh theo chốt đơn này giùm em. Beo 70kg chị Đức Nguyễn. 70kg là lấy size 2X, em đang 72kg này lấy size 2X nha. Rồi chị nào lấy chốt đơn hoàn ba cái theo này em làm giá 69.000 cho chị Hồng Phi luôn. Hết luôn. Không bao giờ có lần thứ hai nữa. Trời cái đỏ này dễ thương cực kỳ luôn. Trời ơi là trời. Hàng xịn sò không mà đẹp thiệt á. Rồi mấy chị cái này là 40-65 luôn nè. 40-65kg hàng này Hoàng bán 35.000 nha. Rồi giờ hàng xe cho mấy chị là đỏ theo này giá 25 luôn. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi. Quá trời đẹp luôn. Cái chỗ phần này là nó theo như vậy nè. Xịn ơi là xịn luôn nha. Chị nào lấy chốt đơn đi giúp Hoài nha. Đỏ theo sale mấy chị 25.000. Trời ơi phôm này 65kg mang vừa. Rồi chị nào lấy đỏ theo chốt đơn đi giúp Hoàng là đỏ theo nha. Đỏ theo hàng sale 25. Chị nào lấy chốt đơn đi giúp Hoàng. Mười mấy áo thoát nguyên cục luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi theo 5 cái ok chị Hồng Phi. Ok cho chị Hồng Phi nè. 5 cái này. Rồi chị nào lấy chốt em. Hàng này hết rồi hết luôn mấy chị. Hàng này Quảng Châu. Chị nào mua rồi là mấy chị biết đẹp lắm luôn á. Hàng này là miễn chê luôn nha. Rồi ok nè, cho chị Hồng Phi 5 cái nè. Hàng này đẹp vô cùng luôn. Chị Nguyễn Hương 1 cái nè. Rồi chị Đức Nguyễn 1 cái nè. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giùm em nha. Ôi chú cha cái chi kinh đó. Uống được đi hả? Được chứ, mà uống nước ngọt nhiều quá rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Còn 5 cái nữa mấy chị nè. 25.000, hàng này mà 25.000 thì đúng là thiệt. Chỉ có đúng một mình em Hoàng bán thôi, thề luôn. Thiệt luôn mấy chị. Có ai mà nhập về mà 29.000 mà em đâu phải là nhập một cái hai cái mà được giá gì mấy chị. Chốt đơn đi giùm em nha. Rồi mấy chị chốt đơn giùm em nha. 58kg lấy size L. Rồi mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng là đỏ theo 25.000. Phôm này mấy chị 65kg mang vừa, đúng hàng Quảng Châu luôn. Khi mấy chị về mấy chị thấy cái chất vải nó siêu mịn luôn và cái độ co giãn nó vậy nè. Không phải trả lại em. Rồi chốt đơn đi giùm em nha. 35 mà giờ em tặng mấy chị 25 luôn cho nó gọn gàng ngăn nắp nha. Rồi chốt đơn em đỏ theo nha. Ok cho chị Hồng Phi hết là chị Hồng Phi là tổng 1, 2, 3, 4, 5 cái. 5 cái với lúc nãy 5 cái là 10 cái. 10 cái thì em tính nè. Rồi ok Hoàng nhả cho chị Hồng Phi một giá là tính chị 24.000 luôn đi. Giảm chỉ 1.000 cho vui mặc dù mình lỗ rồi đó. Nhưng mà sỉ mà lấy hết là mình giảm cho khách vui lòng. Không có vấn đề gì với em hết trơn. Nói thiệt luôn. Ủa chế đồ mình về nhiều lắm mà sao tao không biết cái mẫu chi tao lai hết trơn ta. Sao tao hơi ngơ rửa cái nước chi nó thun lạnh mà thun lạnh lửng á hả lửng. Vừa mới về hả đỏ 25 ok cho chị Kim Nhung. Rồi ok cho Lê Thị Ngân 3 bộ beo. Ủa sao ta ngơ luôn á, đồ về nhiễm mà sao ta chưa biết mẫu gì ở đâu hết chị, ta không hề biết gì hết trơn vậy. Cái gì là cái này là cái chi đây, thun lạnh á hả, thun lạnh á hả. Trời ơi là trời, trời ơi là trời. Ta coi thử phai bự không, nó về size nhỏ nữa cái thí mẹ tao. Tao thiệt chứ. Ba bộ beo sau đi chị là chị đang mặc đó em. Một cái đầm đỏ ok 39.000. Beo đằng sau là ba bộ này Hoàng đang mặc này thì nó màu này màu này. Ba bộ là 115.000. Chút nhanh có Hoàng qua mẫu nha. Rồi bộ này có thể 65kg mặc vừa luôn. Tao 70kg thì tao bon ken cho khách xem màu thôi. Rồi thun lạnh đẹp quá vậy. Nó mới về đấy hả luôn. Trời ơi dễ thương dữ rồi, thun lạnh mà lửng không hả trời. Rồi đẹp dữ hả. Rồi mấy chị ơi chốt đơn đi với Hoàng nha. Ba bộ beo là Hoàng sale 115.000. Phơm là size 2X dưới 70. Size XL là dưới 65. Size L là dưới 60. Và size M là dưới 55. Trời ơi dễ thương quá xá luôn. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Rồi bộ beo Hoàng mặc nha mấy chị nha. Rồi xong Hoàng cởi ra nha. Hàng này là không bao giờ có, lấy chậm là nhiều khi nó còn hết hàng nữa. Thì nó là cái màu này và màu này. Và thêm một cái beo nhỏ hơn một xíu nữa. Nhưng Hoàng bán, mấy chị nhìn cái tay Hoàng đứng này. Nó phồng ở chỗ này nè. Rồi nó sang cực kỳ luôn mà Hoàng mập á. Mấy bà mà ốm là còn đẹp gái hơn Hoàng nữa. Rồi chốt đơn đi với Hoàng chị ơi. Em bài lên đi. Lấy thì lấy không lấy cho em xin một chấm qua mẫu đi. Mấy bà chế yêu ơi. Đồ tè lan hoặc me còn chưa biết luôn nè. Rồi mỹ phẩm gia dụng gì đầy đủ hết nha. Chấm bài lên giùm em đi. Tranh thủ. Đồ nhiều bán lẹ. Nghỉ sớm. Cái này là 65kg ok.
tao 70 kg tao mập quá. Mà thôi thử cho mấy chị coi phơm một xíu đi. Xong rồi sẽ cởi ra. Cái này là bộ thun lạnh mấy chị nè. Ha, cái này là bộ thun lạnh lửng nha. Tay thì nó cánh tiên. Tay thì nó cánh tiên như vậy này, 65 kg ok, tại em 72 kg. Nói chung là mặt thì cũng được. Mặt thì nó cũng vừa, để thun mà nó có co giãn. Nhưng mà mặt như vậy thì nó đâu có bền bộ đồ đâu, nó mau rách lắm. Nói chung là 65 kg trở lại mai vừa nha. Cái này là lô thun lạnh thai đại em vừa mới về nè. Size này là 65 kg em vừa mới về nha. Rồi chị nào lấy 4 bộ em sale luôn 100 ngàn nha. 4 bộ 4 màu giùm em. 4 bộ lời 3 ngàn cũng được, kệ nó cho nó nhanh gọn lẹ luôn. 4 bộ em xem mấy chị là 100 ngàn 4 thun lạnh nha. Rồi chị nào lấy 4 bộ thun lạnh hoặc sale luôn 100 ngàn. Chị nào lấy 4 lạnh mấy chị chốt hoặc là 4 lạnh nha. 100. Chị nào lấy chốt đơn đi chú Hoàng nha. Mấy sái tóc mình còn không luôn. Rồi hết rồi. Chị nào lấy chốt đơn đi chú Hoàng nha. Trời mà cái màu lần này nó về dễ thương quá ha. Trời nail đồ tùm lum tà la hết dễ thương quá vậy. Trời dễ thương dữ rồi. Cái này cái chữ này mà con này trời nail nè. Trời dễ thương quá vậy trời. Rồi 4 bộ hoàng xe 100 nha. Nói chung là mấy chị từ 40 đến cỡ 60, 65. 65 mình cao 1m57 giùm em. Chị Hiền Hình ok. Chị Hiền Huỳnh ok nè. Mai Trúc Anh ok. Lẫn đủ màu cho Hồng Phi. Đủ màu chắc cỡ 10 bộ hoặc là 20 bộ vậy đó. Tùy muốn lấy nhiều lấy. Tại vì cái này nó nhiều màu lắm. Em lấy 20 bộ cũng được. Beo đằng sau hoàng không có lấy em ơi. Beo là 3 bộ 115 ngàn ha em ha. 3 bộ là 115 ngàn. Ha, nó có 3 size, 4 size đó. Đây mấy chị coi cái bộ thun lạnh này. Trời ơi. Trời ơi là trời. 100 nghìn. Ủa bà chết mẹ là cái này giá bao nhiêu đó luôn. Thun lạnh mình từ tay bán giá 35. Tự nhiên giờ tao bán 100 ngàn một bộ là sao. Lộn hả. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Là sao? Tao bán bị lộn. Cái gì thôi. 100 ngàn. Cái này mấy chị, cái hàng này free size. Cái này là free size nha, mà toàn bộ phối ren hết. Rồi nha, ok, 50kg ok ok. Rồi ok cho Hồng Phi hả? Là tôi bị ngơ đó hả? Sao chết mẹ rồi. Bán bằng vốn luôn. Bán bằng vốn luôn. Theo Hoàng mới đi về mấy chị hằng đâu có biết gì đâu. 4 bộ thì 4 màu mấy chị yên tâm. Hàng này nó nhiều màu lắm. 4 bộ là 4 màu mấy chị khỏi cần phải lo. Ủa chứ 4 bộ mà lấy đâu ra một màu. Rồi người ta quánh cho mình bầm mắt hay chi. Ai bán đồ gì mị tặc gì mấy chị khỏi lo. Rồi chốt đơn đi giùm em nha. 4 bộ là em lấy cho 4 màu. Rồi chị nào lấy 4 thun lạnh giùm em. Mà toàn bộ là lửng. Ở dưới là nó có phối ren như vậy hết luôn nè. Hàng này em vừa mới về. Hàng này Hoàng vừa mới về. Rồi 20 bộ ok Hồng Phi. Rồi chị nào lấy chốt lên giùm em. Dễ thương quá trời quá đất luôn. Không lấy thì cũng hết. Lấy thì cũng có nhiêu đó thôi hả luôn. Trời ơi quá đẹp luôn ha. Trời ơi bán ngư 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 rồi. Cái này 100 ngàn 4 bộ thì thôi rồi. Rồi chốt đơn đi giúp em nha. Em bao giá toàn Facebook luôn mấy chị. Chị nào nhập được cái lửng này á, 100 ngàn 4 bộ em nghỉ bán luôn. 10 bộ thì cũng vậy thôi. Mấy chị mua 100 bộ cũng vậy thôi. Tôi bán vốn rồi bà ơi. Rồi chị Loan Nguyễn là ra ngoài cọc đi mới mua được chị ơi. Mua hàng hay xả phải không? Hay xả hàng phải không? Để cài đặt lại nguy hiểm nè. Chứ không bữa sau nó quên. Chị ơi, mua hàng là mình phải cẩn thận giùm em. Không phải là mấy chị lên livestream mấy chị chốt thoải mái rồi xuống live mấy chị. Em nghe nhân viên em báo cáo, chị chưa xuống live là chị nói xả cho chị cái này, xả cái kia. Mua bằng đam mê thôi hả? Chết em chị ơi. Rồi chốt đơn đi giùm em nha. Rồi chị nào lấy comment đi giúp Hoàng. Không đẹp hoặc nghỉ bán. Shop nào mà bán cho mấy chị bộ thun lửng lạnh như vậy mà giá 25 ngàn không? 4 bộ 100 không? Em bao giá luôn. Hàng em mới vừa về thôi á, em đi công việc á hả? Em đi công việc mấy trăm km em vừa về tới shop là nhân viên nó kiểm hàng nó báo em hả? Hết là bao nhiêu bộ? Nó nhiêu bộ luôn. Ở hồi sáng á, hồi sáng của mình á có 50 bộ thôi hả? Sáng mình về cái lô này có 50 bộ thôi. Đó thôi đừng like nữa. Đáng gào cho cố có cứt đâu có. Dịp cha đi. Hết là 50 bộ mà nãy giờ chia cho khách đó. Chia cho khách tùm lum đó. Nó có cứt họ chỉ có mấy bộ la cái cố mạng vô. Ta tưởng đâu. Ta tưởng đâu là có nhiều má thì cái la nó xịt ruột không có 50 bộ xàm luôn. Rồi chị Loan Nguyễn mà có cái avatar bé gái mặc cà rinh ra ngoài cọc giùm em đi chị yêu ơi. Cọc đi rồi lựa ha. Lựa là em đã nói rồi, em là dễ thương lắm. Cho mấy chị lựa từ xả từ 1 đến 2 sản phẩm chứ mấy chị xả giống y như là mua thì cũng dành cho được mà xuống thì cũng xả cho xong là không có được với em đâu. Mấy chị biết tới nay mà đúng không?
mấy chị biết tính Hoàng, Hoàng là thẳng thắn lắm, chứ không có mà cà sơ, cà phơ, cà lơ, cà phơ được đâu. Hoàng căng lắm mấy chị ơi, căng lắm. Hoàng vui quá hả, cặp là sao em? Cặp là cặp mấy chị ơi, cặp là cặp. Ê đù, luôn ơi, cái bồ này cái quần mặc mổ rồi. Đây này má ơi, bay tiền cho chị con mắt bay lên trốn. Tiền cứ chị có ngay đây mà tiền chị có đứa à. Dạ phơi nhận hàng cho luôn. Mai còn không luôn, đầm đỏ mình còn có cái thật, có khách mua lấy rồi đăng mi để đó, 10 bộ lẫn hả? Dạ rồi ok, 10 bộ lẫn coi này, một cục lẫn của em này, hàng vừa mới về này, có shop nào mà bán vậy không? Nè, hàng của em là về nguyên cây cục như vậy này, mới rời mới rét nữa nè, đầm đỏ ta thấy ai lấy rồi mà luôn, chi nữa, đầm á hả? Khăn ướt 15.000 bị chị ơi. Đầm là còn hai cái ly nữa là hết chứ hả luôn hả ba, là hết đầm á hả luôn, hết đầm lụa á hả luôn, hay răng mới nói cái chi trắng rõ ràng chứ mới nói chi nó là mập mờ gian gian díu díu mập mờ, chưa có dao mình không có bơ. Trưa mai tới shop lấy nha chị. Dạ rồi ok mấy chị, mấy chị nào lấy thì tới shop thì lấy thoải mái. Rồi cái đầm này xả 39.000 cái đầm luôn nha, y như cái màu đỏ mà cái ly là nó màu xanh. Ê như cái màu đỏ giống rồi, cái này màu xanh luôn hả, xả 39.000 luôn. Phôm này 65kg mang vừa, 65kg mang vừa giùm em nha. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là xanh 39.000, xanh 39.000, 45 đến 65kg mang vừa. Đầm lụa Hoàng bán 59.000 này, giờ xả luôn 39 nè. Rồi chốt đơn tay là tay phòng đẹp cực kỳ luôn, khỏi chê luôn. Rồi chốt Hoàng nha, còn mấy cái xanh nữa nè, 39.000. Xanh 39.000, chị Hiền Huỳnh là khách mới, mấy chị cũng mua ít giùm em thôi nha. Em chốt cho một sản phẩm này nữa xong mấy chị yêu ngưng đơn nha. Khách mới là mấy chị mua ít giùm em. Nhận hàng cái mình thấy đồ đẹp, mình ưng quá, mình mua nhiều. Còn nếu như mà mấy chị quyết tâm mua về bán thì là mấy chị cọc hết sỉ của em, mua cả chục đơn rồi cũng phải cọc mà. Rồi beo 39.000 giùm em nha. Beo này 39.000 giùm Hoàng. Cái đây là đầm lụa mấy chị nha, và 65kg mang vừa nữa, nó nhờ cái phần nhúng ở sau này. Còn một hai cái đầm gì đó em bán đại cho xong đi. Xả 39.000 luôn. Rồi chị nào lấy beo chốt beo 39.000, comment đi giùm em là beo 39.000 nha. Beo màu tím 39.000, chốt đơn đi giùm em. Beo màu tím 39.000, chốt đơn đi giùm em nha. Rồi tiếp tục lên giúp Hoàng mấy chị nè. Cái này mấy chị chốt đi giúp em là cái này là chữ xanh nè. Cái này là cái chữ chờ neo màu xanh nè. Này cái đầm này có người mẫu mặc luôn nè. Rồi mấy chị chốt đơn đi giúp em nha, chữ xanh nha. Rồi chị nào lấy chữ xanh chốt chữ xanh đi giùm em. Chữ màu xanh nha, cái này nó làm cho mình cảm giác như mình đang mặc một set đầm vậy mấy chị. Như đang mặc một set đầm nha. Rồi chị nào lấy chốt đơn lên giùm em, không lấy cho em xin một chấm qua mẫu đi. Rồi cái bộ Hoàng đang mặc này còn cỡ mười mấy bộ nữa nha. Rồi Hoàng xe cho mấy chị là 69.000 ba bộ. Cái đây là bộ lụa hàng. Cái chất vải là lụa hàng và nó là bộ đại. Nói chung là 70kg mang vừa luôn á, tại Hoàng 72kg cũng thoải mái lắm, quần có túi luôn. Nè. Rồi, nhưng mà nó hơi đứng tuổi xíu nha, mấy bạn tuổi tinh thì mấy bạn không thích đâu. Rồi mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng. Hai bộ Hoàng xả 69.000. Hai bộ là 69.000 nha, đủ màu. Hai bộ là hai màu. Rồi hàng này Hoàng bán mấy chị biết không? 49.000 một bộ, mấy chị hỏi khách nhà hàng mà xem. Rồi bây giờ Hoàng xem cho mấy chị luôn. Hai bộ 69 nha. Hai bộ là 69.000, tất cả những màu này nè. Còn cỡ tầm mười mấy bộ nữa. Bữa chốt quá trời chốt luôn á luôn ha. Nhưng mà chắc là do một số chị Hoàng đi công việc nhân viên ở nhà chốt, có một số chị chốt không được nhả ra đó. Nhả ra cho nên còn đó. Bộ nâu tay caro dài 6 bộ đủ bông ok chị Hồng Phi. Bộ nâu tay caro dài size bao nhiêu ký vừa? Này hả? Burberry đấy hả? Bộ Burberry đấy hả? Hay là bộ nào em ơi? Bộ nào nói? Nói chứ không biết đường nha. Rồi chấm bài lên giúp Hoàng mấy chị ơi, 2 bộ 69. Bộ này là lụa hàng nha mấy chị nha. Hàng này là 49.000 một bộ, là 2 bộ 98. Vô hàng xã là 69.000. Hai bộ nha, không mua là hết lượt luôn. Cái này là chất vải lụa hàng, bao xịn cho mấy chị luôn, không xịn trả lại giống Hoàng, phôm to đại. Chị nào mặc vừa tranh thủ lấy, hàng này hết rồi hết luôn, không có mua mà là có nữa.
cò nưa là cò chệt liền, có đù cáo này dễ thương à nghe. Rồi một cáo xanh mấy chị ơi, dễ thương dữ vậy, cái tay này phòng phòng dễ thương. Xanh là hoàng xeo 25.000, cái này 65kg cũng mang vừa. Sao bộ dài á chị là sao? Là cái gì? Rồi mấy chị chốt đơn đi với Hoàng nha. Cái hàng này là tới 70kg mang vừa lần em. Nghe kỹ giúp chị nha, đừng hỏi tới hỏi lui nha em. Rồi mấy chị chốt đơn đi với Hoàng nha. Chị nào lấy xanh chốt xanh. Rồi 25.000, 65kg trở lại mang vừa. Mấy chị thấy Hoàng ở đó là Hoàng 72kg nha. Mà Hoàng đang mặc vừa là mấy chị biết rồi. Size nào đại là Hoàng nhấn đi nhấn lại là đại cho tất cả các chị cùng biết. Còn size nào tất nhiên là bán đồ là phải tư vấn cho kỹ rồi mấy chị. Tư vấn không kỹ về mấy chị mặc không vừa, đó là lỗi của em. Nhưng mà em đã tư vấn rồi mà các chị cố tình mua mặc không vừa, đó là lỗi cho các chị nha. Còn em mà tư vấn á thì đã phải là chính xác. Với kinh nghiệm em bán hàng nhiều năm rồi, em đâu có bán xà lơ mấy chị. Rồi còn một cái xanh nữa chốt đơn lên giùm em nha. Bộ ngố chữ ký hả? Ngố Quảng Châu này hả? Ngố chữ ký Quảng Châu này. Còn một cái áo xanh nữa nè. Hàng áo này 160.000 cái. Thôi chị hình phi lấy hết cha đi. Cái hàng này em thấy nó bể 160.000 áo này xịn lắm. Chị lấy luôn hai cái áo xanh đi. 25.000 hai cái tính chỉ 45 luôn đi. Rồi cho nó ướp mẫu luôn đi. Chứ bán làm chi nhơi nhơi hoài mệt quá. Rồi chốt hoài nha, cái set bộ ngố chữ ký nè. Cái set bộ này là set bộ ngố chữ ký nha. Size này là XL mấy chị ha. Size này là XL nha, không có cài trước cài sau gì em ơi. Không có cài trước cài sau gì hết, áo ngực giờ cũng hết luôn rồi. Rồi chốt đơn đi giống Hoàng nha, bộ đàn hàng xã 39.000 luôn. 59.000 giờ sale 39.000. Nó rơi vào tầm là size 56 57 ký mang vừa. Bộ ngố chữ ký nha, ở đây là chữ ký theo. Ở đây là chữ ký theo. Quần nó cũng chữ ký theo luôn. Rồi chốt Hoàng là ngố 39.000 luôn. Hàng này á thiệt cho bà bỏ sỉ bà còn chưa bỏ được giá 39 luôn mấy chị. Chốt đơn đây giúp Hoàng nha. Chị nào lấy comment liền có hết mấy chị ơi. Trời ơi siêu xuất sắc luôn. 39 nha. Rồi ok Hồng Phi 39 nè. Rồi chị nào lấy nữa chốt đơn đây giùm em. 39.000. Ủa đồ lẻ nhà mình nay ra sao nó nghèo dữ rồi luôn. Đồ lẻ nhà mình đâu nó hết rồi. Mà không thấy cái gì lẻ nữa. Sếp mua hết rồi. Rồi mấy chị nè, chốt lên với Hoàng một cái quần caro nào hàng sale 25. 56kg trở lại mang vừa, caro nào hàng sale 25. 56kg mang vừa. À, cái bộ cái màu đó hả? Có một màu à, cái đó thì có một màu. Hàng cô tông đó nó có một màu mà mấy bữa nó có nhiều size á. Mà bây giờ hàng thấy nó còn có một màu. Mà hình như cũng có được 2-3 size à. Rồi chị nào lái chốt đơn đi với Hoàng nha. Hay đù. Caro này 25.000 mấy chị chốt đơn đi với Hoàng. Quần caro 25 nha. Chị nào lái chốt Hoàng là quần caro 25. Trời ơi, cái này chút nữa là mai chốt cho con Hà 10 út đi nè. Con sĩ nhà mình á, bữa nó lấy là 10 cái caro mà không có, nó chắc nó giận lắm luôn á. Rồi ok cho Trần My này để thằng coi đủ không thì em cứ chốt nó, quay video cho nó. Con nhỏ đó nó dễ tính cực kỳ luôn á. Mà bữa Thảo, chị thấy Thảo báo đơn thôi, không có, không còn nữa, thấy nó buồn buồn, nó chẳng muốn trả lời luôn. Hà 10 út á, 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, cái này. Cái này là bữa chị lai là caro nhưng mà thật ra là chị vừa bán mẫu này một kia tùm lum hết cái mẫu này như vậy nè. Đã lấy 10 quần nè. Không cái này mới về chị. À vậy hả? Về kèm theo là kèm cái lô mà lẻ lẻ. Quan cho nó tụt mình. Xíu nữa em tìm coi thử còn sót cái quần caro nào nữa không. Em đưa cho Hà 10 út đi. Tất nhiên là bữa đó là nó cũng biết chị bán lỗ nhưng mà nên nó mới thích. Nhưng mà thật chốt xong cho nó xong nó không có, thấy nó buồn buồn, nó chẳng trả lời mình luôn. Sĩ lớn mà làm gì nó giận. Để cho nó luôn đi. Chút nữa báo nó đi. Rồi mấy chị chấm bài lên giùm em nha. Rồi áo hoa này em còn 3 cái này. Em xả mấy chị luôn. Áo hoa này 4 cái chứ. Áo hoa này 4 cái mà này bữa Hồng Phi lấy rồi. Hồng Phi nhiều người khác lấy cũng được. Rồi áo hoa này form 40 đến cỡ 57kg 58kg nha. Áo hoa này hoàng sale 25.000. Áo này là hàng Quảng Châu tay dài mạc vuông như vậy nè. Rồi chốt đơn đi với Hoàng nha. Rồi chị nào lấy chốt đơn Hoàng nước giặt có mấy chị ơi, hàng mới về mà gia dụng đồ mỹ phẩm rồi vừa mới về đầy đủ ha. Sau Tết bây giờ là chuyến hàng bắt đầu túa về rồi ha. Kem chống nắng chống ơ gì tùm lum hết vừa mới túa về. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là áo hoa này 25. Form này 40kg cho đến mấy chị là cỡ tầm 57kg đi. 40 đến cỡ 56 57kg nha. 25.000 một áo. 25.000 một áo, chị nào lấy chút báo em. 25.000 một áo nha cả nhà nha. Rồi chị nào lấy thì lấy chút đơn đi Hoàng. Tiếp tục là một cái áo chữ nè. Cái này là form này là 40 cho đến cỡ 60 nha. Áo chữ này form bự hơn xíu. 40 đến 60. Hai can giặt ok.
đi ni đó mình còn mới đem ra chị tri ân trước, rồi cái lô sau giá lên tính sau. Rồi áo này áo chữ mấy chị nè, 40-60 nha, 40kg đến 60kg mang vừa. Rồi hàng xe cho mấy chị luôn, áo chữ này 25.000 luôn, chữ này xe mấy chị 25 luôn nha. Chị nào lấy chữ chốt chữ 25.000, còn hai áo chữ á, còn hai áo chữ mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy thì lấy nha, không lấy cho thằng xin một chấm qua mẫu nha. Nước giặt đì ni mấy chị hoàn toàn cỡ tầm là 7-8 can gì đó. Ôi đù, ở đây có con mũi. Còn 7-8 can nha. Áo chữ ok hai cái cho Hồng Phi. Áo chữ này nè. Rồi mấy chị ơi, cái này là nước giặt đì ni nha, hàng sale là 55.000 hả? Em đâu biết đâu. Anh chứ ai? Anh chạy xe ô tô vô cuối cùng mà em đâu ra ngoài. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn lên chú Hoàng nha. Giặt bì ni mấy chị Hoàng sale là 55.000, 55.000 một can nước giặt nha. Còn 6-7 can thôi mấy chị. Hàng này hết rồi không bao giờ có nữa. Về lại giá rất là cao luôn nha mấy chị nha. Mấy chị chờ cập nhật giá mới, không còn giá là 55.000 một can nữa đâu. Đây là dòng nước giặt của Thái. Can là trọng lượng của nó là 5 lít và nó là có thẻ tích là 3.600ml nha. Sale 55.000. Hàng này là 120 hoàng sale 55. Chị nào lấy nước giặt thì mấy chị chốt nước giặt, không lấy cho xin một chấm qua mẫu nha. Không lấy cho xin một chấm qua mẫu mấy chị ơi. 12 bị khăn ướt ok. Mấy cái đủ chi không khăn ướt giữ người ta. Khăn ướt là 15.000 một bị mấy chị ơi. Rồi 10 bị tặng bị thì thôi kệ nó, giờ em cứ nhận đơn tứ chiến đi rồi tính sao đi. Có người mua người không mà tính sao. Cái này là khăn ướt mấy chị nè. Em nhận đơn cho mấy chị là 15.000 một bị khăn ướt. Khăn ướt nhà em thì em khỏi giới thiệu ha. Chị nào không mua thì thôi hết chứ em cũng không giới thiệu nha. Là 165 tờ. 165 tờ nha. Bao ok luôn. 15.000 cho một bị khăn ướt. Chị nào muốn lấy mấy bị thì lấy. 10 bị thì em tặng kèm cho một bị nha. Rồi tiếp tục cho em một cáo hồng bé dễ thương chưa. Bé này dưới 30kg mang vừa. Hồng bé này em sale 20.000. Hồng bé sale 20.000. Dưới 30kg mang vừa, chốt đơn em hồng bé. Hồng bé 20 luôn. Làm chi mà có áo 120.000, bán 20.000 luôn. 120.000, hàng chỉ cáo nó xịn. Rồi chốt đơn đi với Hoàng, hồng bé sale 20 mấy chị nha. Hồng bé Hoàng sale mấy chị 20.000. Rồi tiếp tục một cái áo trắng này. Áo trắng này 55kg trở lại mang vừa này. Trắng là Hoàng sale 25 nha. 55-56kg trở lại mang vừa. Áo trắng là Hoàng sale mấy chị là 25. Chốt đơn đi với Hoàng. Rồi một cái form áo hồng này là crop top vừa này, sale 20.000 này. Hồng tim nha, cái cổ nó may tim nè. Rồi 56kg trở lại mang vừa. Hồng tim 30-56 nha, sale 20.000. Hồng bé ok cho Đào Lê 20. Trắng ok cho Mỹ Nhàn 25. Hồng tim này 20.000, chốt đơn đi chú Hoàng. Hồng nam này 25.000. 65-67kg mang vừa. 65-67kg mang vừa, chốt đơn Hoàng. Nam nha, nam này gấu thì dễ thương chưa. Nam 25, chốt đơn đi chú Hoàng. Chị nào lấy nam chốt nam 25.000 nha. Chị nào lấy nam comment nam 25.000. Cái chi lung tung len ten đó bà già ơi. Rồi chốt đơn với Hoàng này một cái áo caro hàng crop top sale luôn. Nam này ok cho chị Hồng Phi này, làm giá 25.000 cho luôn nè. Mấy chị nhớ comment giá kèm theo với Hoàng nha, đỡ cực cái. Rồi mấy chị ơi, một cái áo caro là thằng xã mấy chị 15 luôn, hàng Quảng Châu này, crop top nha. 25.000 giờ thích xã 15 luôn cho nó gọn luôn. Rồi một cái áo caro đi, nó là caro thằng xã mấy chị 15.000. Rồi một cái áo xanh này Hoàng tặng mấy chị luôn. Xanh này Hoàng chốt cho Hoàng là mã tặng nha. Xanh tặng chốt đơn đi với Hoàng. Xanh tặng nha. Chị nào lấy xanh tặng chốt đơn đi với Hoàng là xanh tặng nha. Rồi chị nào lấy xanh tặng chốt xanh tặng. Cái caro đó Hoàng sale 15 luôn. Rồi một cái áo trắng cô gái với chị nè. Trắng cô gái đó Hoàng sale 20.000, 65kg mang vừa. Caro 15 ok Hồng Phi. Tặng ok cho chị Hạnh Huỳnh. Rồi chốt đơn đi với Hoàng là trắng cô gái này 65kg mang vừa. Trắng đi, comment trắng thôi dễ thương lắm. Sale mấy chị là trắng này là giá 20.000 luôn. Trắng 20 luôn nha. Hàng lẻ này xả hết, banh nóc luôn. Trắng 20 chốt đơn đi với Hoàng luôn. Quá trời rất đẹp luôn. Trời ơi, một cái đỏ chữ nổi nè. Form này 65, 66, 67kg mang vừa nè. Trắng cô gái ok cho Đào Lê nè. Đỏ mà cái hàng chữ nổi này là mấy chị biết rồi. Chữ nổi này nè. Rồi sale 25 nha. 65kg trở lại mang vừa nha. 35 giờ sale 25.000. Rồi đỏ 25 chốt đơn đi với Hoàng. Chị nào lấy đỏ 25 chốt đơn với Hoàng là đỏ 25. Một cái trắng này mấy chị này xịn lắm. Cổ lọ nha, hàng thiết kế xịn lắm. Trắng kiểu này nè, giờ hàng sale 20.000 luôn. Cửa 56kg trở lại mang vừa. Trắng kiểu 20.000, 56kg mang vừa.
Đó, ok cho chị Mai chúc anh. Rồi chị nào lấy trắng 20 chốt đơn đi chú Hoàng, là trắng kiểu sale 20 nha. Trắng kiểu Hoàng sale 20.000. Chị nào lấy trắng kiểu chốt trắng kiểu luôn. Rồi cái gì đây. Rồi một bộ sọc đen là Hoàng sale 25.000. 35 đến cỡ tầm là 54 55. Rồi set sọc đen 25.000. Sọc đen 25 chốt đơn đi chú Hoàng. Trắng kiểu ok chị Hồng Phi. Sọc đen 25.000 chốt đơn đi dùm em. Chị nào lấy sọc đen chốt sọc đen 25 nha mấy chị nha. Sọc đen sale 25.000. Rồi một cái áo bò cam mấy chị sale 20.000, 60kg trở lại mang vừa. Bò màu cam nha, sale mấy chị luôn. Bò cam, bò cam. Ê, hai set đen, set đen, set đen. Sọc đen ok cho chị Hồng Phi 25. Rồi chốt đơn đây chú Hoàng mấy chị ơi, chấm bài lên nha. Chị nào xem được livestream mấy chị chấm bài, chia sẻ livestream đây chú Hoàng. Xả hết luôn cho mấy chị đêm nay luôn, chiều nay luôn. 1, 2, 3, 4, 5 luôn. Úi giời ơi. Bò màu cam 20 cho chị Hồng Phi luôn. 1, 2, 3, 4, 5 nha. Úi giời ơi, mà toàn là áo màu hồng với một cái áo màu đỏ. Chị nào lấy lẻ đó thì Hoàng xem mấy chị luôn nè. Cái này là từ 35kg đến cỡ 55-56kg mang vừa. 35 đến cỡ 55kg mang vừa nha. Đỏ là Hoàng sale 25. Rồi hồng Hoàng sale 25. Chị nào lấy hết 5 áo Hoàng sale 90 luôn, là chưa tới 20.000 một cái luôn. Nhưng mà trong đây có 4 cái màu hồng lận. Cái này là từ 35kg nha đến cỡ tầm 55-57kg màu hồng. Màu hồng thì có 4 cái, màu đỏ thì có 1 cái. Chị nào lấy, nhưng mà nó có, nói chung là cái hình nó khác nhau. Cái hình á, cái hình thì nó khác nhau. Nhưng mà chị lấy hết hả? Rồi ok chị Hồng Phi sale 90.000 luôn. Sale 90.000 luôn nha. 4 bộ thun lạnh 65kg ok Hương Nga nè. Rồi nha, cái này luôn giảm giá 90.000 trên cái cục 5 áo này. Chứ không chút nữa luôn tính 25 là thành 125 là chửi luôn. Banh nóc nhà. Rồi chốt đơn đi với Hoàng, mấy chị ở chấm bài đi với Hoàng nha. Cái này là luôn sale nè. 5 cái này là giá 90.000. Đi giá 90.000 lên đây luôn. Chị quần nam ở trời ơi là trời. Quần nam bữa chốt rồi hả? Còn mấy cái nữa hả? Hoài bà già ơi. Hai quần em sale 29.000 luôn. Hai quần nam Hoàng sale mấy chị là 29.000. Form 40kg đến 60kg mang vừa. Hai quần nam nha, Hoàng sale mấy chị luôn. 40 đến 60 có hai túi hai bên, vợ đằng sau mình cũng có túi luôn. Rồi hai quần Hoàng xã mấy chị là 29.000. Hai quần Hoàng xã 29.000 nha mấy chị nha. Trời ơi, hết rồi là không bao giờ còn nữa. Rồi chốt đơn đây giúp Hoàng mấy chị ơi, hai quần nha. Hai quần nam xả 29.000, lỗ tục quần luôn. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng và hai quần nam 29.000. Đây, chốt rồi xả ra, chốt rồi xả ra. Rồi chốt đơn Hoàng là quần nam 29.000 nha. Chị nào lấy quần nam chốt quần nam 29.000 hai cái luôn. Rồi ok cho Mai chúc anh, ok cho Thanh Tiến, ok cho Viết Võ, mua liền mua lại hết rồi, không bao giờ có nữa. Không bao giờ có nữa. Một cái quần này size S nè, là chắc cỡ bé quá. Từ 30kg cho đến cỡ tầm là 40kg. Bé từ 30 đến 40kg mang vừa nha. Bò S mấy chị nè. Bò S nè Hoàng sale cho mấy chị giá 15.000 luôn. 4 quần nam luôn, ok chị Mai chúc anh luôn. Rồi chị nào lấy chốt em là bò S nha, là bò size S á, bé từ 30 đến 40kg mang vừa. Rồi em xem mấy chị là bò S này 15.000 luôn. Chị Nguyễn Huệ ok. Bò S chốt đơn đi giùm em nha. Bò S chốt đơn đi giùm em 15.000. Cái gì dễ thương vậy luôn. Bò S nha, ok cho cô Kim Loan. Cái gì mà dễ thương dữ vậy. Caro sọc bao nhiêu ký vừa chị? 40 đến 65 em. Sọc Burberry hả? 40-65. Này áo kiểu hả? Này áo kiểu hả? 40-65 vừa. Ôi trời, áo kiểu dễ thương quá vậy. Áo kiểu phải lụa dễ thương quá vậy. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, đẹp quá. 40 đến cỡ, cái này là cỡ 38kg đến cỡ 55kg mang vừa nè. Ôi ôi mấy chị ơi. Rồi chốt đơn đi mà em nha, không mua thì tiếc cả cuộc đời luôn. Rồi chốt em là hồng 25.000. Cái này là từ 30, nói chung là bé mà 35kg nó cũng ok mấy chị. Cho đến mình cỡ 55-56kg toàn bộ vải lụa xịn luôn. Hàng áo kiểu vừa mới về nè. Trời ơi, chốt đơn đi mà em hồng 25. Hồng em sale mấy chị 25.000. Chốt đơn em là hồng 25 nha. Trời ơi dễ thương chưa. Rồi chốt đơn đi giúp em nha. Vàng này em sale mấy chị luôn. Vàng này 25.000 luôn. Rồi chị nào lấy 5 áo em sale luôn cho mấy chị giá 20 luôn. Lấy 5 áo em sale 20.000 luôn. 5 áo em sale 20.000 một áo nha.
lấy 5 áo em sale 20.000 một áo luôn, nhớ là từ 35 cho đến cỡ 55kg mang vừa thôi nha. Rồi chị nào lấy chốt đơn liền cho em có một cục thôi. Em bán đại bán khí cho nó vui nhà, vui cửa, vui cả làng cả xóm. Em là giờ em máu máu rồi. Một chỉ đầm màu đừng hồi bồ chầu là ai. Chỉ tầm lâm tà la trong đi đó bà già. Rồi chốt đơn lên giùm em nha. Rồi ôi ôi dễ thương cho tầng nữa nè. Ôi đẹp chết luôn trời. Rồi ok nè. Chị Hồng Phi là lấy hết thì em tính chị giá 20 nè. Rồi ok ok nè. Rồi có một cái này cho bình trần nè. Rồi rồi nha, em qua mẫu luôn mấy chị ơi. Qua mẫu luôn đi. Mua được cái chi thì mua. Cái này của cô Kim Loan này. Không mua được thì cũng mua. Bộ Caro Burberry, mình như mình còn bộ một cam nữa luôn kìa. Form này là 40-65. 40-65, cái này bữa chị bán nhiêu tiền bộ vậy? 49 hả? Bữa chị bán cái này 49 ngàn hả? 49 là 98 hả? Rồi giờ xả luôn mấy chị, 75.000 hai bộ luôn. Cho đứt mẫu luôn. 75.000 hai bộ. Cái này là sọc Burberry mấy chị nha, quần có túi luôn. Nhớ là 65kg trở lại mang vừa luôn. 45kg đến 65kg chất là siêu co giãn. Nó là thun 3D cao cấp nha. Hai bộ hai màu. Sale cho mấy chị giá 75.000 luôn. Không có shop nào bán hết trơn á. Rồi mấy chị chốt đơn đi giùm em. Hai bộ 75, quần có túi luôn nha. Form này là 65kg mang vừa luôn. Sọc Burberry. Còn vài bộ nữa hàng xả luôn. Rồi chị nào lấy chốt đơn hoàng, cái này là sọc Burberry nha, chứ không phải là sọc Caro đâu. Rồi mấy chị chốt đơn đi giùm em nha. Đây còn cục nữa nè. Cục luôn. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giúp hoàng. Hai Caro đi. Nói chung là Burberry mấy chị khó ghi, mấy chị comment cứ hai Caro đi ha. Hai Caro 75.000. 4 bộ là hoàng lấy cho chị Hồng Phi 4 màu nè. 1 bộ 2 bộ nè, 3 bộ 4 bộ 4 màu nè. Rồi Hương Anna 2 bộ 75 nè. Chị nào lấy thì lấy, không lấy hàng này cũng hết luôn. Nhập vô 40 mấy ngàn á. Nhập vô là 40 mấy ngàn á. Giờ sale 75.000 hai bộ. 75.000 hai bộ nha. Trời ơi nó dễ thương nè. Hàng của shop Huyền My nè, Fashion nè. Rồi mấy chị nè, hàng này của người ta bán shop luôn á mấy chị nha. Hàng chạy hàng shop luôn mấy chị nha, vải xịn lắm, đẹp cực kỳ luôn. Rồi mấy chị chốt đơn đi chú Hoàng. 65kg trở lại mang vừa nha. Bộ hàng bận là 2 bộ 69.000 lụa hàng. 2 bộ 69.000 lụa hàng. Bộ hàng thì size đại. Phải từ 55kg cho đến cỡ tầm 68-70kg. 55-68-70kg mới may vừa. Ủa cái gì vậy? Chứ còn cái ni bao nhiêu? Hàng này áo đá vừa mới về nữa hả? Ôi đục, ở đâu ra đây? Cái ni là giá bao nhiêu của mắm túi? Áo đá len hả? Len đá hả? Áo này áo đá len hả? Sao bây cầm hàng mới không? Tao biết đường mua ta like. Ui ui dễ thương dữ vậy luôn á hả? Trời ơi. Trời ơi 65kg may vừa luôn hả? Trời ơi đẹp chưa? Này bao nhiêu dễ thương dữ vậy? Màu hồng. Bao nhiêu? Hàng thứ hai hả? Dạ. Trời ơi. Còn sọc không lấy 10 bộ hả? Một bộ beo dài 49.000 65kg rồi. Không beo hoặc không có bán một bộ. Beo là 3 bộ 115 em à. 3 bộ là 115. Cái này là nó có màu hồng nhạt này, màu hồng đậm, màu cam, màu đỏ. Trời ơi sao dễ thương dữ vậy trời. Form này 65kg mặc vừa luôn trời. Form này 65kg mang vừa luôn trời. Ôi là trời. Trời ơi mà bằng vải len vậy chứ. Sắc tôi chết quá trời ơi. Tao nói mấy chừng mới nói tào lao á. Hàng len là tao thấy người ta bán trăm mấy chục ngàn cái luôn à. Mới nói tào lao, tao nói tao bán lỗ lòi hèm ra luôn á. Vừa là len vừa là đá mà. Vừa là len mà vừa là đá mà. Gì vậy? Nè. Đá nè. Mấy chị thấy đá không? Mà chất là bằng len nữa. Gì vậy luôn. Tao nói em, tao nghi mới nói tào lao lắm. Tao thiệt, tao nói là mới nói sai chắc cú. Hàng này tao thấy người ta bán rất là cao luôn. Mà được nhiều không? Cái đá này được nhiều không? Đá này được mấy bộ? Beo ok hả? Ừ, mà có 3 màu, 4 màu gì thôi hả? Đá này nó có nhiều màu không? Trời. Áo đá này là từ 40kg đến 65kg mang vừa thôi. Tao trừ mấy cái áo đá tao mang dễ thương quá. Cái quần tao ra là bay. Chắc mẹ đã mất mẹ quần rồi. Em Linh quá kia không? Thôi trả cái quần cho tôi bà, tao mặc cái này mà tự nhiên tao mặc cái bộ này. Đưa quần đây. Quần mua rồi. Mắc mới chị ta vừa cởi quần ra đứa nào giấu quần. Không đẹp chứ tao lao. Cái quần người ta vừa mới cởi ra, tao đem giấu quần lấy quần đâu mà. Tao lao. Để im đó. Không ai biểu. Áo đá này đẹp ghê luôn mà không bự luôn trời. Ha. Ơi. Áo đá này bằng chất liệu len luôn mấy chị nha. Xịn ơi là xịn luôn mấy chị nè.
Hoàng là 72kg luôn, trời ơi, hàng đẹp quá luôn. Được hai cái xanh dương. Rồi đá đẹp quá luôn. Giờ Hoàng tặng cho mấy chị nha, giá sốc luôn nha. Ba áo giá 90.000. Không biết con luộn có nói sai giá hay không, Hoàng lời một cái 2.000 đó, nói thiệt luôn. Hoàng lời một cái 2.000 đó. Không biết là con nhỏ nhân viên nhà mình nó có phụ lòng mình không. Rồi mấy chị Hoàng bới đi giờ có biết gì đâu. Rồi ba áo là ba màu sale 90.000 nha. Không lấy là bao tiết luôn. Free size từ 40kg cho đến mấy chị là 68, 70kg mang vừa, Hoàng 72kg luôn. Tại vì Hoàng là 72kg mấy chị nè. Mà cái này là vải len nha. Cái này là vải len và áo đá mà vải len. Nha mấy chị nha, chốt đơn lên với Hoàng, Hương Anna có rồi em. 65kg em lấy size XL. Cái này áo đá mà vải len mấy chị ơi, trời ơi. Hoàng là chưa đủ màu. Chưa đủ màu. Có bi nhiêu màu chưa hết cho chị nha các em ơi. Trời ơi mấy chị ơi. Trời ơi. Mấy chị ơi đẹp kinh khủng luôn. Vải len nha mấy chị, mà phô mấy chị nhìn em mặc nè. Trời ơi mấy chị biết là em 70+ kg, dễ mặc đồ cực kỳ luôn. Cái này là chất liệu là bằng len nha, vải len mấy chị. Mà len không phải là len của Đà Lạt đâu, mà len kiểu như là người ta cái dạng len công nghiệp mà mấy bạn hot girl bây giờ highlight mà 100+ ngàn áo á. 120, 140 rồi 80 này kia đó nha. Mà này ba áo 90 ngàn, 45 đến 68kg ba vừa luôn. Ba áo ba màu 90 ngàn. Hết rồi. Các chị đừng hỏi em nha. Đừng hỏi em tại sao. Đó mấy chị nha, là hết luôn. Trời ơi đẹp quá khủng khiếp luôn mấy chị ơi. Siêu rẻ luôn nha. Rồi chốt đơn em, ta nói tao mà bán lỗ chắc tao có thể quýnh luôn. Rồi len áo đá đủ màu ok, cho chị một ri luôn. Chị Hồng Phi nè, cho chị một ri luôn. Một ri đủ màu. Rồi ok nè, cho chị Lucy Lee 3 áo nè. Cho Thảo Vi Đặng 3 áo nè. Chị Thanh Vân 3 áo nè. Nguyễn Huệ 3 áo nè. Anh Diễm 3 áo, lại Thùy Trang 3 áo. Bao đẹp luôn. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đẹp kinh khủng nha, chốt đơn giùm em. 3 áo sale 90 ngàn. Form lớn, chất vải len. Cam kết là không có ai ở trên cái Facebook này dám bán hết mấy chị. Mặc với quần rinh, mấy chị nhìn thấy đi, mặc là giấu bụng luôn á. Mặc với quần rinh, mặc với quần đùi, mặc với chân váy, mặc với cái gì cũng đẹp hết, đá toàn bộ như vậy nè. Trời ơi, vô cùng đẹp nha, không có lần thứ hai nha. Viết vỏ ok. Rồi chị nào lấy nữa thì lấy, không lấy nữa qua mẫu giùm em luôn. Hàng hiếm không tư vấn nhiều, cơ hội đến một lần thôi, chứ không có lần thứ hai mấy chị ơi. Đồ đẹp là không có like nhiều ha, mất màu, bay màu của em. Rồi chị nào lái chốt liền chốt lẹ, không lái chấm bài lên phát cho em qua cái mẫu coi. Mất mớ chi cái áo chi đi luôn. Áo nam mua loài ra đây. Đây là nam hả? Chị đứa à. Nhà bên làm cái tù lô bí đô tùm lum tà lo ra biết đường mua lưng. Rồi một cái áo nam với chị Hoàng xe luôn 39 ngàn. 65kg mang vừa, hàng tôm mì luôn, xả hết luôn. Đây hàng tôm mì đàng hoàng nha. 65kg mang vừa nha, tôm mì nè. Rồi sale luôn mấy chị, chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Sale luôn cho mấy chị nha. Cái này nếu như mà sỉ mà lấy 10 áo á, thì em sale cho mấy chị rớt một giá nữa là 29 ngàn nha. Đây sỉ á, lấy từ 10 áo em sale cho giá 29 ngàn nha. Là chị Hồng Phi là 10 áo đó em ghi giá 29. 10 áo em sale cho mấy chị giá 29. Thôi 285 đi, cho nó con số đẹp đẹp đi. Áo nam mua có 10 cái, cái này hàng lẻ không ơi. Này hàng lẻ không ơi. Áo nam một cái nè, sale 39 ngàn cho chị Hồng Phi. Cái này hàng lẻ bồ ơi. Áo nam mua ra mà bỏ với chị ngon. Tô lô cái này hàng lẻ, ai xả ra, nhân viên xả ra. Tính 28.500 nha. 10 áo tính 28.500 một áo chị. Cho mấy chị phái trong lòng. Vậy cho chị 10 áo chị Thanh Vân. Cái áo đó 39 ngàn bà giờ ơi. Rồi ok chị Thanh Vân là cũng 10 áo đá luôn đó. Mới bỏ lộn tùm lum tà lai mấy chị quánh mi á. Rồi mấy chị chốt đơn em một cái áo 3 lỗ em sale 15 ngàn. 56-57kg mang vừa. Dạ không, cái hàng nam này là mấy bữa là em nhiều màu lắm mà bây giờ còn có được 1-2 cái đứa muốn xả ra biết đường đâu. Rồi chốt đơn đi giùm em là một cái áo trắng nam này nè. 70-75kg mang vừa trắng nam này em sale 25. Áo đen á, ba lỗ của nam á em sale 15. Cái trắng nam thì 25 nha. Rồi chị nào lấy chốt đơn em, cái này là kiểu như là ai đó xả ra em cũng không biết luôn. Rồi một cái đỏ nam này em sale 25. 65-70kg mang vừa em sale 25 luôn. Chị nào lấy cái nào thì chốt liền giùm em đi, cho em khui ra tài lai học me. Nam 25 ngàn là cái màu trắng hả? Màu trắng là chị Hồng Phi ok. Lấy đỏ thì báo em đỏ. Ui cái hàng này tối em đăng bài có mẫu mặt luôn đẹp lắm. Cao đá nè. Đá nè. Tao đã biết rồi, cái shop nhỏ kia nó bán 100+ ngàn cái lận. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng mấy chị ơi. Có hai cái ba lỗ màu đen luôn.
chị nào lấy hai cái em sale 25.000 luôn cha đi. Rồi nha, hai cái 25.000, nó cỡ tầm là 58 kg mang vừa. 2-3 lỗ sale 25 nha, hai cái như vậy nè, hàng sale 25. Áo nam 25 là màu trắng là hàng lấy hồng phi rồi. Còn cái màu đỏ nữa, có chị nào lấy thì báo hồi. Trắng cho chị hồng phi nha, còn cái đỏ nữa thôi. Còn hai áo 3 lỗ thì hàng sale cho mấy chị là giá là 25 nha. Rồi một cái trắng nam mấy chị nè. Trắng nam nha, trắng đỏ luôn hả? Dạ rồi ok. Trắng đỏ luôn á luôn. Rồi 3 lỗ 2 chiếc ok chị Mai Trúc Anh này, 2 chiếc 25 nha. Rồi một cái này là 70 kg mang vừa, cái trắng này sale 20.000. 70 kg mang vừa sale 20.000. Cái trắng này của nam nha, 70 kg mang vừa 20.000, chốt đơn đi giúp em. Tao nói bán tào lao bí đao. Ri hả? Bán tào lao bí đao chút nữa lỗ lòi mắt ra. Ủa chứ mắt mới gì, cái quần ở đâu dễ thương như vậy, quần bé đây hả? Úi giời ơi, quần đá dễ thương không. Trắng 20 ok cho cô Kim Loan. Rồi chốt đơn đi giùm em nha, quần đá cho bé cửa 25-27 kg mang vừa, hàng sale 15 luôn. Không ai bán lại bằng ngoài hết á. Đã bán qua là hàng xã banh nắp cho mấy chị luôn. Một cái đen bé 15, giờ hàng xã quá mẫu lẻ lẻ xíu cho có tương tác nha. Chứ bán combo combo biết là mấy chị kia không có máu mua. Rồi chốt đơn lên giùm em nha. Bé đen, đen bé 15.000, chốt đơn lên giùm em. Rồi một cái chân váy nhúng này. Ủa cái này thấy vậy chứ cũng bự à nghe. Bé 15 ok cho chị Hồng Phi nè. Cái này mấy chị nè, chân váy nè, hàng xe mấy chị 15. Thấy vậy thôi chứ 52-54 kg mang vừa luôn đó, rút dây hai bên đó. Rồi chốt hoàng chân váy sale 15.000 luôn. Hàng mà lẻ ra còn một hai cái cho nó banh nóc nhà luôn đây. Rồi một cái quần đen nè, hoàng sale mấy chị luôn nha. Quần đen này 58 kg mang vừa. Nó là kiểu như vậy nè. Quần đùi màu đen đó sale 15.000 luôn. Rồi chị nào lấy đùi chốt hoàng đùi 15 luôn. Xả banh nóc nhà luôn. Rồi một cái đen này cho bé nè. Đen bé này sale 15 nha. Đen bé này từ 25 cho đến cỡ 30-32 kg. Đen bé này sale 15 nha. Ê comment cho đúng mã giùm em, không lấy chấm bài đi, em qua mã chứ không có chừng nó bị lộn đồ mấy chị ơi. Rồi cái quần u mì nè sale 25.000, 60 kg trở lại mang vừa. U mì 25 60 kg mang vừa nha. Cái chiếc tùm lum trong đây. Đùi 15 ok cho Hồng Phi. U mì nè 25.000 nha, 60 kg mang vừa mấy chị ơi. 60 kg mang vừa. Rồi một cái quần đùi mà u mì bản như vậy nè. Rồi nha mấy chị nha, em sale 15.000 luôn. 54 kg mang vừa. 54 kg mang vừa. Thanh tiền ok cái u mì 25. Đen bé 15.000 ok cho Hồng Phi luôn. Rồi cái này chốt em mã bản 15.000 luôn. 25 giờ em cũng sale 15 hết đi. Cha đi. Rồi chốt đơn đi giúp em bản nha. Bản này nè 15.000. Cỡ tầm 54 kg mang vừa. Rồi ok cho Hồng Phi luôn. Rồi nha, xả hết luôn, đã xong luôn. Trời ơi đẹp chưa. Rồi mấy chị chốt đơn lên giúp em nha. Cái dạng được quần tay nè. Cái này nó hơi bụi xíu em tặng mấy chị. Em tặng luôn. Cỡ tầm là 54-55 kg mang vừa mà giờ em thích em tặng nè. Dễ thương chưa. Rồi chị nào lấy tặng chốt tặng lên giùm em nha. Hơi bụi xíu tặng cha mấy chị đi. Rồi chốt em mã tặng mấy chị ơi. Chị nào lấy tặng comment tặng giùm Hoài nha. Rồi một cái quần ngố là 65 kg mang vừa nè. Quần ngố này là 65 kg mang vừa nè. Tặng ok cho Hồng Phi nè. Tặng cho Hồng Phi ok. Trời ơi quần ngố này 65 kg mang vừa. Trời ơi. Ủa mà Mai ơi, mình có về quần ngố không không Mai? Quần ngố đẹp lắm, mình có về không? Quần ngố đen, quần ngố á. Trời ơi cái quần ngố đen á, 65 kg mang vừa nè. Quần ngố nha. Quần ngố nó như vậy mấy chị nè. Rồi 25.000 giùm em nha. 28.000 giờ em sale 25 luôn quần ngố. Ở bên trong em đang có quần rinh đùi. Rồi chốt đơn cho em nha, ngố 25.000. Quần ngố 25.000 giùm em nha, mà chờ em coi thử là ngố ok cho Hồng Phi, ngố ok cho Huỳnh Như 25. Quần ngố giùm em nha. Sale 25.000 luôn. Không lỗ không biết nữa, lỗ nhiều không biết nữa. Quần ngố giùm em nha. 65 kg may vừa luôn. Cái gì nó mục nụi cho đó rồi. Ngố ok cho anh Diễm nè. Cha cái này không biết em muốn hỏi là chị. Rồi mấy chị chút đâu. Hả? Tặng là cái quần này nè. Quần bạc màu đó bị tặng. Ngố ok cho Thanh Vân. Rồi từ từ chờ hàng xích. Ngố nha mấy chị nha. Ngố này là ngố khác. Ngố này nó có dài hơn. Ngố này là nó chỉ là tới đầu gối thôi. Còn ngố nào nữa không ta? Mang vừa nha em hả? Áo ba lỗ hả? Rồi ok. Đâu cái ngố nào đưa cho chị, ngố nào nữa đưa cho chị đi.
Ngố này thì nó cửa tới đầu gối. Ngố này thì nó tới đầu gối. Ngố này thì nó tới đầu gối thôi. Ngố mà nó dài hơn một xíu. Cái này là 60kg mang vừa nè. Một cái đen, một cái xanh này dễ thương quá vậy. Cái này bao nhiêu, cái này giá bao nhiêu? Cái này mới về này giá bao nhiêu? Một cái đen, một cái xanh này may trần đáy luôn. Mà quần ngố này theo luôn nè. Quần ngố là có hai mẫu này thôi hả? Có hai màu này thôi hả? Quần ngố á. Ngố này dễ thương quá vậy. Mà nó may trần đáy đồ bài bản này, ok lắm luôn nè. Cái quần màu đen này là 60kg mang bừa luôn nè. Rồi mấy chị, hai quần ngố nha, hàng xã 45 luôn. Hai quần ngố hai màu hàng xã 45 luôn. Hàng này vừa mới về nè. Hai cái lời có được có ngàn hả? Tôi tạm đau quá, thì ra đi. Ngố dài hả? Đợi hàng xíu hàng coi thử nè. Hàng vừa mới về, hàng cũng chưa biết cái gì luôn. Cái nào? Đùi 15 là có cái đó nữa kìa. Đó, cái đó là đùi 15 đó, Hồng Phi đúng không? Đùi đó luôn, Hồng Phi cũng lấy luôn. Phải lấy hai cái đó luôn. Một cái đùi bản và một cái đùi kia luôn. Một còn cái đen kia là của bé. Rồi đây ngố dài nè. Ngố dài này thì nó cầm cỡ là 60-62kg mang vừa. Rồi ok, cái này là 10 cái luôn, ok. Cái này cho Hồng Phi này 25 ngàn. 10 cái thì tính cho giá 24 luôn đi. Bà đó đi. 10 cái một ri tính bả 24 đi nha. Một ri tính 24 ngàn luôn nè. Hàng vừa mới về luôn. Một ri hoàn tính 24 ngàn mà chủ yếu là màu đen và nó dài tới đây nè. Nha, qua khỏi đầu gối. Rồi thôi cho Hoàng Sinh một chấm qua mẫu đi. Dẹp đi. Rồi cho Hoàng Sinh một chấm qua mẫu mấy chị ơi. Chị nào lấy thì lấy, không lấy cho Hoàng Sinh một chấm qua mẫu đi. Đồ nhiều lắm, nó mới về tèn len đầy nhà. Chị nào lấy thì lấy nha, không lấy cho Hoàng Sinh một chấm qua mẫu nha mấy chị nha. Rồi một cái quần đùi nè mấy chị nè. Đùi đen này 60kg mang vừa tặng luôn nha. Chị nào lấy tặng chốt tặng lên với Hoàng. Chị nào lấy tặng chốt Hoàng mà tặng nha. 10 cái 20 ngàn nha. Bình nước 20 ngàn. Rồi một cái quần trắng mấy chị nè. 20 cái ngố ok nè. Hồng Phi là lấy 20 cái ngố dài đó. Cái ngố mà ngố dài nha, qua khỏi đầu gối á. Đúng rồi. Ngố dài màu đen á. Là em tính cho Hồng Phi giá 24 thôi. Rồi tặng mấy chị chốt lên với Hoàng. Tặng ok cho Đào Lê nè. Một cái quần đuổi trắng này là cỡ tầm là 52-54kg mai vừa nè. Trắng hàng sale 20 ngàn luôn. Trắng sale mấy chị 20 ngàn luôn nha. Một cái chân váy cho bé mấy chị ơi, sale mấy chị luôn 15 ngàn. Chân váy cho bé sale 15, 30kg trở lại mang vừa. Chân váy bé 15 ngàn chốt đơn đi chú Hoàng. Chân váy bé hàng sale 15 nha. Chị nào lấy chốt Hoàng là chân váy bé hàng sale 15 ngàn nha. Chân váy bé sale 15. Rồi tiếp tục nè, một cái chân váy này là nó hơi xòe như vậy nè, nhưng mà cũng cỡ bé, cỡ tầm 35kg à, lớn hơn xíu thôi. Rồi hai cái chân váy bé chị nào lấy hết hoàn xe cho mấy chị luôn, 20 ngàn luôn. Một cái 15 lấy hết hai cái hoàn xe 20 ngàn cho nó gọn. Bây giờ nó còn thoát ra một hai cái, phiền lắm luôn, đá luôn cho hết luôn. Mà nào lấy liền, lấy lẹ, hết luôn. Nha, hai cái được hoàn xe luôn. Thì coi như thêm 5 ngàn nó mua được thêm cái chân váy nữa chứ gì đâu. Lấy một cái là 15 ngàn cha rồi. Đó, thêm 5 ngàn nữa là 20 ngàn là được hai cái luôn. Rồi ok cho viết vỏ này. Hoàng cần xả kho nên Hoàng bán lỗ cho gọn. Chứ đâu phải là hàng xấu đâu. Mà bây giờ nó cần xả kho. Xả mấy cái mẫu lộn xộn này cho nó vơi bất đội hình đi. Rồi chốt đơn đi với Hoàng mấy chị ơi. Một cáo đỏ cờ đắp tốt gân xịn chưa. Rồi cái này là từ 40kg nha mấy chị nha. 40 hai ngố 45 ngàn ok anh Diễn này. Hai ngố 45 là ngố tới cửa đầu gối. Hai ngố này nè. Ngố này nè. Hai ngố 45. Rồi chị nào lấy đỏ chốt Hoàng đỏ nè, hàng sale 25 ngàn. Form này 40-56kg mang vừa. Hàng gân xịn nha, cờ rất tốt nha. Cờ rất tốt mà gân xịn, chốt đơn đi giúp Hoàng. Chị nào lấy comment đi giúp Hoàng nha. Đỏ nè, hàng sale mấy chị 25. Đỏ sale 25 ngàn luôn nha. Cái áo chữ này thôi chứ lỗ te tua luôn. Áo chữ này lỗ te tua. Thoa kim ok đỏ 15 đẹp lắm. Chị nào thích crop top mà bỏ qua cái mẫu này Hoàng nói là tiếc chết người luôn. Rồi một cái áo chữ đen nha mấy chị nha. Giờ hàng sale luôn. Hàng này là hàng bán 28 ngàn một áo. Giờ hàng sale mấy chị là 2 áo 30 ngàn. 2 áo 30 ngàn. Nhưng mà có một màu này thôi nha. Từ 40kg cho đến 65kg mang vừa. Sương Phạm mới ra ngoài cọc đi rồi mua chị ơi. Rồi chốt đơn đi giùm em nha. 40 đến 65
40 đến 65 nha. Hàng này Hoàng mặc một phát là mấy chị xỉu luôn, đẹp lắm luôn. Nhưng mà nó chỉ có một kiểu này thôi. Bây giờ còn cục này nè. Hai áo 30.000 luôn nha. Lỗ lắm lắm luôn, nhưng mà xả cho đứt mẫu luôn. Rồi hai áo 30, chị nào lấy chốt đơn đi giúp Hoàng. Hai áo Hoàng sale 30.000 nha. Chị nào lấy hai áo chốt hai áo 30. Hai áo Hoàng sale 30.000, cái áo hồng đó này dễ thương quá ha. Hai áo 30.000 nha ha. Dễ thương ha, mà bằng chất vải len nữa ha. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng mấy chị ơi. Chị nào lấy comment đi giúp Hoàng nha. Áo một áo thì Hoàng bán một áo. Hai áo mấy chị, hai áo 30. Hai áo 30, một áo Hoàng bán tới 25.000 rồi. Cái đồ này là đồ nhúng cho bé, đồ lụa và nhúng cho bé này. Trời ơi là trời. Quá lỗ mấy chị, quá lỗ nha, chấm bài lên giùm em mấy chị ơi. Bé này cỡ bao nhiêu ký đây? Coi là cái quần cái quay. Bé này cỡ tầm là dưới 4, bé này cỡ tầm 38 ký à. Bé này nói chung là cỡ tầm 30 ký cho đến cỡ 38 ký. 30 đến cỡ 40 ký nha. 30 đến 40 ký em còn 10 bộ này. Em còn 10 bộ cuối cùng này. Chị nào lấy một bé nha là 35 nha. Mà chị nào lấy 4 bé em sale luôn cho mấy chị là 100.000. 4 bé em sale cho 100 luôn. Chị nào lấy 4 bé chốt 4 bé 100.000 giùm em nha. Từ 30 kg cho đến mấy chị cửa tầm 40 kg thôi. Bộ cho bé, bộ lụa cho bé mà hình con chuột và Mickey nè. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Chị nào lấy bé chốt Hoàng bé nha. Rồi dễ thương luôn, ở đây nó may cái nơ này mấy chị đó. Rồi hai bên này nó giãn ra nha. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là bé nha. Chị nào lấy 4 bé chốt Hoàng 4 bé. Xem mấy chị là 4 bé 100. Phơm này là sẽ từ 30 kg đến 40 kg mang vừa. 30 đến 40 nha. Nhiều màu lắm, đẹp ơi là đẹp luôn mấy chị đó. Rồi chị nào lấy chốt đơn lên giúp Hoài nha. Chị nào lấy 4 bé chốt 4 bé lên giúp Hoài. Chị nào lấy luôn cục bé nào, Hoàng sale giá 20.000 luôn đi. Bay luôn, bay màu luôn cái mẫu đó đi. Chị nào lấy hết 10 bộ bé đó xả luôn giá 20.000 mấy chị. Lỗ luôn nha. Lỗ luôn. Chị nào lấy chốt đơn đi giúp Hoài. Không lấy cho xin một chấm Hoàng qua mẫu mấy chị yêu ơi. Chấm bài nha mấy chị ơi. Chấm bài lên giùm em. Có chị nào hỏi em cái gì thì hỏi nha. Nay là em sẽ la nhanh rồi em nghĩ, tại vì em đuối quá, em đi đường xa về em đuối quá. Chấm bài lên giùm em nha. Em like nhanh cho mấy chị lựa nhanh rồi mình nghỉ sớm. Rồi tiếp tục một cái áo xanh cho bé này. Cỡ tầm 25kg, 27kg mang vừa này. Xanh bé nào Hoàng sale 20.000 này. Hàng bolo đàng hoàng. Xanh bé sale 20.000, chốt đơn với Hoàng hàng bolo nha. 10 bộ bé ok chị Thanh Vân. Xả luôn giá 20.000 kìa. Nhập vô hai mấy ngàn xả 20.000 kìa. Rồi lỗ mà cũng khóc luôn mấy chị ơi. Rồi một cái áo xanh ngọc này mấy chị nè. Hàng tan bạc đầy đủ nhưng mà nó bị bụi xíu, em tặng mấy chị 10.000. Cái này là 60kg mang vừa nha. Rồi xanh này sale 10. Xanh này 10.000, 60kg mang vừa. Xanh bé 20 ok cho Lucy Lee. Còn một cái xanh là 10.000, tại nó có bụi xíu thôi. Bụi một xíu thôi nha. Rồi chốt đơn đi giùm em xả hết mấy cái mẫu lẻ này cho nó gọn luôn. Một cái áo đen bé mấy chị nè, quá đẹp luôn. Đen bé nào hàng sale 15. Cái này là bé tầm của 30kg trở lại mang vừa mà dễ thương lắm. Bé gái á. Rồi đen bé sale 15.000, chốt đơn đi giúp em. Đen bé sale 15 nha. Rồi cái áo ba lỗ cho nam màu đỏ nè, 65kg mang vừa nè. 65kg mang vừa nha. Chị nào lấy chốt đơn Hoàng là đỏ này sale 20. Đỏ nè hàng sale 20.000, 65kg mang vừa. Bé 15 ok cho Đào Lê. Bé 15 ok cho Đào Lê hết cha rồi. Xanh này là 10.000 nè, để nó bị bụi nè. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng. Một cái sơ mi mấy chị ơi, quá xuất sắc chưa. Năm cái này là cỡ tầm 5-6kg mang vừa nha. Điên bé hết rồi. 5-6kg mang vừa, sơ mi này sale 20.000 luôn. Cái 10 ri này là của chị Vân này, Thanh Vân này. Làm giá 20.000 cho chị. Chứ đừng có thấy giá mình nhập vô 25.000, cái mi ghi giá 25.000 chị quánh mi. Rồi chốt em sơ mi sale 20.000 giùm Hoàng mấy chị. Sơ mi sale 20.000. Một cái đen kiểu này 25.000 nè. Mà bây giờ Hoàng xả luôn 20.000. Dưới 60kg mang vừa luôn nè. Đen kiểu sale 20.000, dưới 60kg mang vừa, mới bán 28.000 cực kỳ đó. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Đen kiểu, chị nào lấy đen kiểu chốt đen kiểu xả luôn cho nhanh. Thiệt chứ. Rồi một cái áo đỏ mấy chị nè, cỡ 60kg mang vừa Hoàng tặng luôn. Chị nào lấy đỏ tặng, chốt đỏ tặng nha. 60kg mang vừa, chốt Hoàng mã đỏ tặng mấy chị ơi. Xanh 10.000 là cái chi á, xanh 10.000 là chi. Xanh 10.000 chốt rồi. Xanh 10.000 chốt rồi mấy chị ơi. Chốt Hoàng là mã sao này sale 20.000. Cỡ 55-56kg mang vừa, sao đen này. Cái đó 10.000, cái đó là 10.000. Cái đó là màu xanh 10.000 á, xanh 10.000 không biết của ai nữa. Đó bấm phiếu ra rồi. Xanh 10.000 là chốt ai ta? Xanh ngọc á, 10.000 á.
xanh 10.000, hình như là cho Mai Trúc Anh hay sao không biết luôn. Rồi mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Đỏ tặng ok cho chị Hồng Phi, sao 20 cho chị Hồng Phi ok. Rồi mấy chị chấm bài lên giùm em nha. Em còn một cái áo đen bé đây nữa nè, 15.000 nè. Hồi nãy chị nào chốt đen bé giờ bấm phiếu cho mấy chị nè. Đen bé ok cho viết vỏ đi ha. Còn khóc cá bé ở đây nè, đen bé nè, lóng sót tùm lum đây. Mấy hàng này xả hết luôn. Một cái áo beo này mấy chị, em xem mấy chị 15, 5-6kg trở lại mang vừa. Beo này 15.000, 5-6kg trở lại mang vừa nha. Chị nào lấy beo, chốt beo lên giúp em. Xả hết mấy cái mẫu lẻ này các mấy chị ơi, cực quá. Rồi một cái áo đen này mấy chị nè, cỡ bé mang vừa thôi. Đen này cỡ bé mang vừa, 30kg mang vừa nha. Chị nào lấy chốt hàng là tay dài 30kg mang vừa nha, tay dài được hàng sale 15 luôn. Beo 15 ok cho Hồng Phi. Tay dài giùm em nha mấy chị nha, 15 luôn. Tay dài em xem mấy chị 15.000. Một cái xanh nam này 60kg mang vừa này, xanh nam này 25. 60kg mang vừa hàng Adidas này. Xanh nam 25.000 chốt đơn đi giùm em. Đào lê ok này, tay dài này nè, 15.000 này. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giùm em nha. Xanh nam 25.000 giùm em. Xanh nam 25.000. Xanh 25.000 ok cho Hồng Phi nè. Ba lỗ coi. Coi. Ba lỗ mấy chị ơi, hoàn xả luôn. Hai cái ba lỗ 25.000. Đây là Boris xịn nha. Chị nào nhận hàng mà không phải Boris xịn hoặc đền cho mấy chị gấp mấy lần luôn. Xanh nam hoặc cũng chốt rồi đúng không? Rồi chị nào lấy hai ba lỗ chốt hoàn hai áo ba lỗ 25.000. Cái nói chung ba lỗ thì từ 38kg đến cỡ 55-56kg mấy chị này. Hai áo ba lỗ nha. Đồ ngủ 20 bộ còn không? Đồ ngủ thun lạnh đó hả? Thun lạnh mà dây hả? Rồi hay là bộ nào chị? Rồi hai áo dây nè, hàng sale luôn 25.000. Vô hàng xả hết mà mấy bà hỏi mẫu mô. Mẫu mô. Hai áo ba lỗ 25. Một cái xanh kiểu này sale 20.000 nè. 56kg trở lại mang vừa. Hai áo ba lỗ 25 ok cho Trúc là tên này đẹp quá ha. Rồi cái xanh kiểu mấy chị hoàng xả 20.000 mà hàng Quảng Châu. 40kg đến cỡ 56-57kg mang vừa nè. Hai áo ba lỗ 25.000 còn chốt cho Mai Trúc anh. Rồi chị nào lấy xanh chốt hoàng xanh nha. 20.000 một áo còn hai áo này. Hàng nào hoàng xả lỗ luôn á trời. Hàng Quảng Châu mà 40kg đến cỡ 56-57kg đẹp xuất sắc luôn mấy chị, nhìn cái mẫu nó nè. Trời ơi xỉu luôn mấy chị ơi, đẹp lắm luôn nha. Rồi chị nào lấy xanh kiểu chốt xanh kiểu 20.000 còn hai cái à. Xanh kiểu 20.000 chốt đơn đi giúp Hoàng. Xanh 20 ok cho Thanh Tiến này, 20 nè. Em mặc không vừa thì con em mặc. Mọi cái đó thì con mặc thôi. Rồi mấy chị chốt đi giúp Hoàng nha. Vàng này mấy chị nè, vàng là hàng sale 20.000, 65kg mang vừa. Cái này mà mặc chung với quần ngố là ra set bộ ngố siêu dễ thương nha. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng là vàng 20. Rồi chị nào lấy vàng 20 chốt đi giúp Hoàng, 65kg mang vừa. Vàng 20, 65kg mang vừa chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Rồi xanh kiểu 20 ok cho Ngọc Như nè. Rồi chị nào lấy vàng 20 chốt đi giúp Hoàng nè. Rồi chị nào lấy đen, chốt Hoàng đen này sale 20.000, 65kg mang vừa, đen này xả 20 luôn, tay nó có mút đệm ở đây nè, dễ thương lắm. Vàng 20 ok cho Đào Lê. Rồi chị nào lấy đen chốt Hoàng đen 20 luôn. Đen là hàng xả mấy chị 20.000 luôn. Rồi còn một cái áo hoa này nè, hai áo luôn. Hai áo hoa này hàng sale 20.000 luôn. Áo hoa hai áo sale 20.000 nha, là một áo 10.000 thôi. Form này nó hơi nhỏ mấy chị. Nó cỡ tầm 48kg à, 50kg mang vừa nha. Đen ok cho Hồng Phi. Beo phía sau hả? Beo phía sau 115.000 ba bộ, nãy giờ khách mua nhiều lắm rồi. Ba bộ ba mà, ba bộ là ba cái màu beo khác nhau nhưng mà nó đều là beo hết. Nó đều là beo hết, nó có size 2X là từ 70kg trở lại. 2X là dưới 70kg, XL là dưới 65kg, size L là dưới 60kg và size M là dưới 55kg. 115.000 ba bộ. Hàng bán hết rồi đó. Đẹp vô cùng luôn, hàng là hàng này là hàng gì ta? 3158. Áo hoa này cho chị Hồng Phi, em tính hai áo là 20.000 nha lụt, chứ không phải một áo 20.000 đâu. Ủa chứ mắc mới giả nhung còn sót đấy, bữa người ta chốt nhung quá trời mà. Trăng sót nhung đây bá. Trời. Áo nhung mà sót đây là sao? Nhung này ba áo nhung hoàng xã 49.000 luôn nha. Ba áo nhung hoàng xã 49.000 luôn. Mấy này đâu phải áo nhung. Đầm rồi chỉ lộn xộn xuống đây. Nhung một kem này nè, nhung một kem này có không? Cái này là không phải áo nhung. Nhung này có một cái một kem không à. Có cái màu đỏ đô nhung này. Có
Con này nhung này. Này nhung này. Nhung này. Con này là dạng vải này. Nhung này ba áo sale 49 ngàn luôn. Nhung này ba áo sale 49 ngàn luôn. Nhung nha. Ba bộ 115 ngàn à chị, đúng rồi. Đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Đẹp cực kỳ. Lúc nãy mà xíu nữa tắt live stream em có thể coi lại live stream. Ba áo nhung hoàng sale 49 ngàn luôn nha. Ba áo thì ba màu. Form này là 40kg đến 56kg mang vừa luôn. Ba áo 49 ngàn luôn nha. Ba áo hoàng xã 49 ngàn. Có tay dài và có sắc mắt nha. Có tay dài và có sắc mắt chứ không phải tay dài không đây nha. Có tay dài, có sắc mắt. Nói chung là gì đó. Nhưng mà một cái sắc mắt thôi. Còn hai cái tay dài là ba áo hoàng xã luôn. 49 ngàn luôn. Hàng này thì còn một hai cái xã cha đi like từng cái mỏi miệng quá. Rồi chốt đơn đi cho Hoàng này. Hai áo này và một áo này vậy 49 ngàn nè. Rồi ba áo nhung ok cho Hồng Phi 49 này. Ba bộ size 1X ok chế ly nè. Rồi chị nào lấy nữa báo Hoài nha. Ba áo hoàng xe cho mấy chị là ba áo nào hoàng xe cho mấy chị là 49 ngàn ba áo nhung nha. Không lấy là tiếc 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 lắm. Rất là tiếc luôn. Trời ơi nhung nhung rồi. Rồi chị nào lấy áo nhung chốt Hoàng áo nhung nha. Ba áo 49 ngàn. Cục nhung riêng luôn. Nhung riêng nè. Còn mớ áo nhung nữa nè. Trời ơi, bữa chốt quá trời luôn á, bữa khách chốt quá trời luôn mà ta. Chốt quá trời luôn mà mình có mấy cái này mình lại tìm không thấy mình chốt cho khách. Rồi xả vậy là lỗ tụt quần luôn mà, áo nhung không đây. Đây là cũng chất liệu nhung luôn. Phải. Phải. Cate. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng mấy chị ơi. Một cái sơ mi màu hồng nha. Một áo sơ mi màu hồng. Với lại một áo sơ mi màu đỏ nha. Áo này hoàng sale là 28 ngàn một áo. Hai áo sơ mi hoàng xã 35 ngàn luôn mấy chị. Nhưng mà nhớ là cỡ 56kg trở lại mang vừa thôi nha. Nhung là 3 set hả? Hồng Phi là lấy 3 set là 9 áo nhung lận. Ok. Đó hồng nữ cho. Rồi ghi chú 9 áo nhung lận em. Rồi mấy chị chốt đơn đi chú Hoàng nha. Hai áo sơ mi hoàng xã luôn 35 ngàn luôn. Để mà cái này nó còn một hai cái là hoàng phiền lắm hoàng xã hết luôn. Nha chị nào lấy chốt đơn đi chú Hoàng. Nhưng mà nhớ là 40 đến cỡ 56. Siêu đẹp luôn. Nha. Chị nào lấy hai áo sơ mi hoàng sale 35 ngàn nha. Sơ mi hai áo 35 hồng phi. Sơ mi cho bình trần hai áo 35 ngàn. Hai áo 35 nha luôn nha. Xả hết luôn. Hai áo sale 35 ngàn luôn. Lỗ thí má luôn. Hàng Zara không có chết ha. Chết cha luôn có chết rồi. Hàng Zara không mấy chị ơi. Rồi nha. Lỗ chết. Để cha nó đi. Đừng khóc nữa. Buồn làm chi em ơi. Em ơi đừng khóc. Bông tôi sẽ bắt em đi hả. Ta hết khóc rồi mày. Rồi chốt đơn đi với Hoàng mấy chị ơi. Khóc làm gì nữa. Nó lỗ thì cho nó lỗ luôn. Chứ khóc làm cải chi. Trời ơi. Một cái dùm cho bà bé nhóc nó dễ thương. Bà cố thím luôn. Dùm bé sale 20 ngàn. Bé này là bả cỡ tầm là 30kg trở lại. Trời ơi nó đẹp phải nói là rạng người luôn. Hả? Mày lấy hả? Mày lấy xong mày la lên. Mày lấy cho con lấy trong hân hả? Tao quýnh một phát cho mày xỉu giờ. Tao lao. Mày đây mày để đó. Tao có biết cái gì. Mày lấy rồi thì mày cất đi chỗ khác. Rồi chốt đơn đi cho Hoàng với chị. Xét sơ mi nè hàng sale 25 luôn. 65kg mang vừa. Có một cái áo dây bên trong nha mấy chị nha. Một cái áo dây bên trong này. Và một cái sơ mi bên ngoài nha. Rồi hàng sale mấy chị luôn nha. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là xét sơ mi 25. Rồi chốt Hoàng là sơ mi 25 đi. Là nó có một cái áo dây và một cái áo sơ mi. Form này 65kg mang vừa. Rồi xe cho mấy chị luôn. 25 ngàn nha, 65kg mang vừa sơ mi 25. Sơ mi xe mấy chị 25 ngàn. Cái áo hồng này đẹp lắm luôn nè. Hồng này đẹp lắm luôn á mấy chị. Cỡ 56kg trở lại mang vừa nha. Hồng này hàng sale 20 ngàn luôn. Rồi hàng này có mẫu mặt là mấy chị biết rồi. Xả hết, những cái mẫu này nó còn lẻ một cái là Hoàng mới xả mấy chị. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng hồng nha. Hồng, 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 hồng. Comment đi giúp Hoàng. Sơ mi 25 cho Mỹ Thanh. Sơ mi 25 ok cho Mỹ Thanh. Cho miếng nước lọc qua luôn. Cái gì mà nó khác nước té khói vậy. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng mấy chị ơi. Hồng này 20 ngàn cho chị Xuân Nguyễn. Làm giá 20 ngàn qua luôn. Rồi cái quần đùi bản này. Trời ơi 48-50kg mang vừa. Đùi này xả luôn 15 luôn. Đùi này xả luôn 15. Chốt đơn đi giúp Hoàng là đùi 15 nha. Đùi Hoàng sale 15 ngàn. Lucy Lee áo lấy áo len hoàng mặt chưa. Len đá hoàng mặt chưa. Ba áo 90 ngàn.
đẹp lắm á nha, hàng mới vừa về đó. Chỉ có mấy chị vào sau rồi chưa được coi thôi, mấy chị ở trước là đã coi và mua rồi. Đùi 15 ok cho Thảo Vi Đặng này. Thảo Vi Đặng ok đùi nè. Rồi nè, chị nào lấy chốt hoàng đen nha, cửa rắp tớp này 25 chị trừ ta cũng bán 15 luôn. Tại nó cũng nói chung là dính một ít bụi vải đó. Rồi chốt hoàng nha. Rồi chị nào lấy chốt hoàng là áo đen 15.000. Áo đen sale 15.000 nha mấy chị nha. Nó dính ít bụi vải em xả luôn. Áo đen sale 15, chốt đơn đi giùm em. Áo đen sale 15 nha. Rồi dây xanh này sale 15 luôn. Dây xanh này sale 15.000 mà chất vải len nha, xả luôn. Đen 15 cho thoa kim. Rồi dây xanh này 15.000 mà chất vải len, xả hết luôn. Dây xanh 15.000 chốt đơn đi giúp Hoàng. Một cái trắng cho bé xả luôn 15 này. Trắng bé này cỡ 30kg mang vừa nha. Rồi hàng xả luôn cho mấy chị luôn 15.000. Đen 15. Đen 15 có ai chốt cho ta? Chốt rồi hả? Dây xanh 15.000 ok nè, cho Nguyễn Trường An nè. Đúng rồi, dây xanh 15 luôn. Trắng này xem 15 luôn, 30 ba mấy ký trở lại mang vừa, 30 35 ký mang vừa. Rồi chốt hoàng là trắng 15. Áo thun phơm rộng mình còn không luôn ơi. Trắng 15 ok cho Đào Lê luôn. Đồ lũ khủ luôn. Trời ơi, một cái áo reo này hàng siêu thị luôn, cha ơi. Rồi chốt đơn hoàng reo này hàng xả 15 luôn. Sót một hai cái xả rẻ mấy chị cho mấy chị vui luôn. Nhưng mà cờ rắp tớp vậy nè. Reo này sale 15.000. Chốt đơn hoàng là reo 15. Áo ba lỗ này, hai cái 25.000, lúc nãy có chị nó chốt một cái đó. Rồi chị nào lấy chốt hoàng là reo 15 nha. Một cái áo sọc nữa mấy chị nè, cho cỡ tầm dưới 30kg mang vừa, 30kg trở lại nha. Áo lụa này sale 10.000 đi. Áo lụa sale 10.000, reo 15 ok cho cô Kim Loan. Lụa 10.000, chị nào lấy chốt đơn em là lụa 10.000. Cái đó sáp thơm hả? Sáp thơm thơm vậy. Đưa mượn ngửi mấy coi. Sáp thơm thơm quá vậy. Một hũ trà bá luôn hả? Sáp thơm của Hàn Quốc hả? Thơm quá hen. Sáp thơm này giá bao nhiêu? Hàng vừa mới về hả? Cái điện thoại tao đâu rồi, lùng mắm túi. Mày đưa tao mượn cái điện thoại tao coi thử giá của cái sáp thơm này bao nhiêu vậy. Thì ân cho mấy chị coi, coi sáp thơm lâu lắm rồi mới có hàng nè. Thơm vậy? Phôm đậm hả? Phôm đậm để xuống đây luôn. Để coi thử sáp thơm bao nhiêu tiền. Bao nhiêu bưng lại phát là thơm mất ngay luôn nè. À chị ta lụa 10 cho cô Kim Loan. À, chị ta cái xịt phòng limo á, chút nữa em cứ lên đơn cho Tinh Nguyễn là Mai Nguyễn á, 5 chai xịt phòng, bữa nó cứ đu tới dặn hoài, khi nào có hàng thì lên đơn luôn. Sáp thơm. Thôi, thôi, để đi ra đó đây, cất đi, bỏ phiếu. Sáp thơm nha, rồi sáp thơm 25.000 một hũ. Bây giờ để Hoàng coi hàng sale mấy chị coi. Rồi bây giờ mấy chị nè, chia sẻ livestream giúp em nha. Cái sáp thơm này nè, chị nào lấy một hũ em tính mấy chị là giá 20.000. Nhưng mà chị nào lấy hai hũ kèm chia sẻ livestream em tặng mấy chị là 29.000 thôi. Chốt cho mấy chị 10 suất ngừng đơn nha. Một suất lỗ hết 5.000, 10 suất lỗ hết 50.000 kéo tương tác. Rồi chia sẻ giùm em hai lần, hai cục sáp thơm nặng nha, chứ không phải là cái hàng của người ta là có xíu sáp thơm đây nè. Hàng đó hàng nhái hiểu không, có xíu nè, nó làm cái hộp cho anh tráng xíu. Còn của mình là khi mấy chị nhận hàng cầm rất là nặng tay luôn, nó đầy lên tới trên đây luôn. Cục sáp thơm á đầy tới đây nè. Nếu như nè mấy chị nhìn mặt mờ này, đầy lên tới trên đây luôn nha, chứ không phải xíu đây. Rồi ok chưa? Rồi mấy chị về là mấy chị lột cái giấy bóng này ra, xong mấy chị gỡ cái giấy bạc ra, mấy chị vặn lại, mấy chị để trong phòng ngủ, mấy chị để trong toilet, mấy chị để trong tủ quần áo ha, đuổi mũi, khử mùi, làm thơm không gian của mình. Rồi hai hũ sáp thơm của Hàn Quốc em sale 29.000. Hai hũ sáp thơm là 29.000. Logo người chia sẻ livestream giùm em. Em mới chốt nha. Hàng này là 25.000 là giá em bán lẻ tại shop luôn. Nhưng mà em tri ân mấy chị là hai hũ là 29.000 giùm em nha. Hai sáp thơm 29.000 giùm em. Hàng này em bao giá luôn. Nếu như mà chị nào mua được giá 29.000 hai hũ em giải nghệ luôn. Không khỏi bán nữa, dịp cha đi. Em nói thiệt luôn á.
làm chi mà có. Rồi ok, trên nặng nha, mấy chị nên nhớ là của người ta là tí xíu đây nha, còn của mình nè mấy chị nè, hũ này nó đầy tới trên đây luôn, đầy nha, nặng trịch tay luôn. Hai hũ 29.000. Rồi bây giờ em chốt nè, sáp thơm chị Thảo Vi Đặng có đơn, chị Hồng Phi có đơn, chị Đào Lê có đơn, chị Mai Trúc Anh có đơn, Viết Võ có đơn, Trường An có đơn, áo nam Hoàng Không có, sáp thơm chị Bình Trần có đơn, chị Đức Nguyễn có đơn. Thôi thôi, xịt body hả, xịt body còn mấy chai trên đây để xíu nữa hàng sale cho rồi nha. Rồi thôi ngừng đơn đà quà nhiều rồi, nó lôi sập mặt ra. Xịt body hả, xịt body Victoria còn mấy chai trên kệ đó hả, ở đây hả. Rồi xịt thơm body Victoria mấy chị, hàng này 150 đúng không, xịt thơm toàn thân đúng không, hàng xe mấy chị là 45.000, chốt đơn với Hoàng là xịt thơm 45. Cái này mấy chị biết làm sao mà ca sĩ đồ người mẫu rồi mấy chị đi ngang người nói mình nghe nó thơm ơi là thơm, thơm mà cảm giác như là nó toát ra cái hương thơm từ trong sâu thẳm cơ thể nó, là bởi vì nó dùng xịt thơm body, tắm rửa lau khô xong nó xịt từ đầu đến chân, các cái hương hoa nó thẩm thấu vô, cho dù nó toát mồ hôi ra nó vẫn thơm luôn. Rồi chị nào mình làm trong cái môi trường mà đòi hỏi cần sự thơm tho thì mấy chị sử dụng nó. Hay là chị nào đi chơi với người yêu xịt vô. Hay là chị nào chuẩn bị lén dư ngu vào trong thì nó thơm thì trong nó phải. Rồi xịt vô. Rồi chốt đơn lên giùm em nha. Xịt thơm 45.000. 1, 2, 3, 4 chai. Nha, xịt thơm giùm em nha. Sữa rửa mặt gạo Thái em sale 29.000 đưa đây luôn. Xịt thơm body chị Bình Trần. Làm giá 45 vô luôn rồi. Lồ chệt mê ra xịt thơm đi nó bàn. 150.000 xịt thơm Victoria. Thôi cho tao miếng nước, để tao khát nước quá. Rồi nha mấy chị nha, cái này là sữa rửa mặt cám gạo em sale 29.000 một tiết. Cái này là em bán tại shop là giá 35, nhưng mà trên live stream lúc nào em cũng ưu tiên cho mấy chị hết, là giá 29.000, lời đúng 1.000 bạc. Coi em đang rửa mặt này luôn, rửa xong sạch bóng nhờn luôn, rửa xong là cái da mặt của mấy chị nó căng mướt luôn. Và khi mà mấy chị rửa mặt á, thì nó có cái hạt cám gạo, khi mấy chị massage nè, mấy chị cảm giác nó cọ sát lên làn da, nó lấy sạch hết luôn. Rồi nha mấy chị, lấy sạch bụi, sạch vi khuẩn đồ này kia luôn. Rồi sữa rửa mặt cám gạo 29.000 Mỹ Thanh ok. Rồi chị nào lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Em là bán lô tua quân. Rồi chốt đơn lại nha em nha. Chị nào lấy thì lấy, không lấy cái gì mất mới thì mới tha, cái gì tầm lum ra đây cũng luôn ha. Rồi hai tiếp cám gạo ok. Rồi chị nào lấy chốt lên giùm em. Dâu xanh cò con khóm mày được ơi. Từ từ rồi, thằng hỏi tôi coi. Cũng không biết đường luôn. Thằng đi từ sáng, thằng sáng ngày mở mắt ra là xe chày, xe tá bón bón đi đầm trương. Đi một hồi mày chết mẹ luôn. Lên tới đây là đáng lẽ là em không like. Mệt quá. Mà em cũng ráng em like thì mấy chị biết rồi đó. Luôn ơi, mấy cái để tao uống nước không luôn. Tự nhiên cái giờ mà tao uống nước mày cười, tao mới cười cái gì con thì cái chứ hài. Xịt thơm ok chị Mai, Mai đừng rảnh luôn nghe, tao sặc một phát là lên tới não. Dầu xanh đó hả, 20 chai, hai mấy chai thôi hả? Thôi để tao uống hết chút nữa đổ ra ướt đồ rồi bay cũng nói nữa. Một mình tao là 4 cái ly thì uống gì tầm lum á. Chị Hoàng không like cũng buồn hả, giờ Hoàng đã về lại đây, Hoàng đi ngoài đường cho Hoàng cũng buồn nữa. Cái này là dầu xanh nha, dầu xanh Singapore, dầu xanh 2 nắp. Cái này Hoàng sale tặng cho những chị có đơn thôi, được mua với giá 19.000. Chị nào chưa có đơn thì mua giá 25.000. Dầu xanh 19k đối với chị có đơn và được chia sẻ livestream. Chị nào không chia sẻ livestream 25.000, còn chị nào có đơn có được chia sẻ thì Hoàng tri ân 19.000, coi như là tặng, coi như là tặng mấy chị không lời cái món này. Dầu xanh giùm Hoàng 19k, bao giá nghe, Hoàng mà đã bán rồi thì không có đứa mua nó bán lại Hoàng đâu. Rồi mấy chị chốt đơn đi cho Hoàng nha. Đây, dầu xanh 2 nắp luôn, 19.000 nha, bao nhiêu cũng không đủ hết mấy chị biết mà. Nhân viên Hoàng nó thấy bán mà nó sợ luôn, mấy chị nó nói chị bán rẻ quá, hàng chi nhà mình bao nhiêu mà đủ 2 nắp này, mấy chị thấy mập mờ không? Đây 2 nắp này, bán rẻ quá thì bao nhiêu cũng không đủ chia hết. Em nói thiệt mấy chị, sỉ cũng lấy hết trơn nữa, đừng nói lẻ. Dầu xanh giùm em nha. Cái chai dầu xanh của tao mua mất tiêu rồi bay hè. Cứ tao xài cái bay lấy bay uống hay mua hết trơn rồi. Dầu xanh cho chị Thảo Vi Đặng, cho chị Loan Trang Nguyễn, cho chị Đào Lê, cho chị Hồng Phi. Rồi chị nào lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Dầu xanh nha. Rồi 19.000.
cho chị nào chia sẻ livestream em sale 19k rồi tiếp tục xịt body giá 45 đó. Còn hai chai sao? Có hai chị chốt rồi thì còn hai chai. Xịt body nha, dầu xanh Nguyễn Thị Phụng giùm em. 19.000 là vừa bán vừa tặng luôn, em nói thiệt một câu luôn. Ờ bố mà coi dạ, cái gì vậy? Cái gì luôn? Cái gì nữa? Bộ hả? Bộ gì vậy? Rồi một cái áo dây mấy chị nè. Cái gì đây? Rồi áo dây màu kem mấy chị ơi, hàng sale luôn 15.000. Rồi chị nào lấy chốt hoàng áo dây màu kem sale 15 nha. Dầu xanh chị Thúy Hoa Nguyễn em mà đã bán rồi thì em nói thiệt mấy chị là bao giá luôn. Không có bạn nào bán rẻ bằng em hết trơn. Một ngày em bán cả ngàn món, một món em lời có 1.000 thôi. Rồi áo thun phơm rộng này còn mớ cái nè. Rồi chị nào lấy xám chốt xám đi giùm em. 25.000 65kg mang vừa luôn. Hàng mấy chị nhìn thấy mặt vuông là mấy chị biết xịn sò con bò rồi ha. Rồi chị nào lấy xám chốt xám giùm em 25.000. Xám 25.000 chốt đơn đi giùm em nha. Cái áo này áo hồng của bà bé nhóc cỡ tầm 30kg trở lại mang vừa, đứa nào nó cũng bỏ vô đây nữa. Rồi hồng bé em sale 20.000, 30kg trở lại mang vừa. Hồng bé chốt đơn lên giùm em nha. Rồi tiếp tục lên giùm em một cái áo đen hoa 25. Cái này là 40-65kg mang vừa nha. Đen hoa em sale 25.000 luôn. Chị nào lấy chốt đơn lên giùm em. Một cái áo này là 3 lỗ cho nam 20.000. 65-67kg mang vừa chốt em 3 lỗ 20. 3 lỗ em sale 20.000 chốt đơn lên giúp em. Chữ hồng 25 65kg mang vừa chữ hồng này em sale 25.000 luôn. Em còn chưa biết là nhà em dùm những gì về mà mấy chị. Nói chung là cái gì đó về tùm lum hết á. Nói chung là về tùm lum tà la hết. Em liếc quanh quanh là em thấy rất là nhiều thứ nha. Cũng chẳng biết thứ chi hết. Rồi chốt đơn em là chữ xanh này 60kg mang vừa em sale 20.000. Phải hết đêm nay em mới định hình được là hàng nhà em cái gì về. Em ở ngoài đường em nhảy về phát em livestream có biết cái mẫu chi đâu. Giá em cũng không biết luôn. Rồi chốt đơn em là chữ vàng này sale 25. Phôm này là 40-65kg mang vừa nha. Rồi chị nào mà lấy 5 áo á, thì em sale luôn cho 100.000 luôn. Chị nào lấy 5 áo phôm rộng em sale 100 luôn nha. Rồi lấy chốt em là 5 áo phôm rộng. Là phôm rộng là 40-65 á, em sale luôn 100. Rồi còn mấy chai nước hoa này. Khách mới mấy chị đặt hàng là nhớ cho em số điện thoại nha. Không có cho số điện thoại lần sau mấy chị vào mấy chị đặt đâu có được nữa đâu. Rồi có dầu xanh rồi. Nước hoa chân dài nha, còn 4 chai. Tặng mấy chị là giá 29.000 một chai nước hoa chân dài luôn. Nước hoa chân dài nha. Trời ơi, người ta bán cái chai nước hoa mà chiếc á 25.000 mà mấy chị vô mấy chị quánh nhau phật mấy chị dành. Mà tại sao cái chai nước hoa chân dài như đây nè, xe có 28.000 thôi chơi luôn. 28.000 nha. Nhiều màu chứ. Áo phôm rộng nhiều màu chứ. Chục cái chục màu luôn á chứ. Phôm rộng là phải nhiều màu. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng mấy chị ơi nha. Nhưng mà ngẫu nhiên thôi. Rồi mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng là nước hoa sale 28.000 còn 4 chai nữa. Lego cho bé không không mấy chị ơi. Nước hoa bao thơm nha, và chính xác là chị rất là thơm mà em cũng đang xài cái đó đó. Em cũng đang xài luôn. Chị nào lấy chốt đơn lên cho em là nước hoa em sale 28.000. Em mà nhìn thấy cái gì em bán đại cái đó, em cũng không biết cái gì em cũng bán đại. Rồi một cái áo xanh này em sale 15.000 luôn. Áo xanh này em sale 15.000 luôn nè. Cỡ tầm á là bao nhiêu ký ta? 58-60kg mang vừa. Xanh này sale 15. Năm áo ok chị Hồng Phi. Năm áo phôm rộng cho chị Hồng Phi. Chị lấy phôm rộng tay lỡ nha. Năm áo nha. Rồi sale luôn cho chị là 20.000 năm áo. 20.000 năm áo năm màu. Đầy đủ màu, vô càng nhiều màu còn tốt. Rồi một cái áo ghi lê cho nam này. Cỡ tầm 55kg mang vừa này. Này bé cũng được nữa, 35-55. Rồi áo ghi lê nha mấy chị nha, 15.000. Áo ghi lê sale 15.000, chốt đơn hoàng áo ghi lê sale 15 nha. Rồi một cái áo đen dây này nè. Ôi sao tặng cha đi. Áo đen dây này tặng cha đi. Có nghĩa là cái này thì cột lên thành cái cổ yếm, còn cái này thì nói chung là vậy đó. Rồi chốt hoàng mã tặng đi mấy chị ơi. Áo nam nha. Áo nam, của áo nam gì vậy? Áo nam 15 ok chị Hồng Phi lão này nè. Rồi cái này dây này em tặng nha. Dây này em tặng mấy chị luôn. Tặng chốt đơn này giùm em. Tặng ok cho Hương Anna nè. Rồi chốt lên giúp em nha. Một cái vest màu kem này. Cái này cho bà bé nhóc luôn. Rồi em sale 15.000 luôn. Bà bé ông nhóc cỡ tầm 25-26-27kg. Ông nhóc hay bà nhóc gì cũng được 25-27kg. Rồi vest đi mấy chị 15.000. Chơi lớn luôn. Vest 15 chốt đơn này giùm em. Còn đi chi đi má. Thì cái áo dây gì lần bà nhằn lắm. Rồi tặng luôn. Cái này là áo dây lần mà nhằn thấm thơm mệt quá em tặng luôn. Vest ok chị Hạnh Huỳnh. Em không bán được, em không biết cái gì luôn. Rồi chốt đơn đi giùm em áo dây này tặng nha. Nó nói chung là mặc vô thì được, nhưng mà diễn tả nó khó lắm. Rồi chốt đơn đi giùm em. Rồi em share cho mấy chị luôn nha. Cái này là gì đây?
đồ cái chi tùm lum hết chứ bà già. Rồi nha, tặng giùm em nha. Tặng ok cho chị Thảo Vi Đặng này. Rồi một cái này là cái xanh này em cũng tặng mấy chị đi, cỡ 5-7 kg mai vừa, thuộc dạng áo khoác vậy đó. Rồi xanh này chốt em mã tặng luôn đi. Cái gì lùm bà xùm hết em tặng hết. Xanh này tặng giùm em. Chị nào lấy xanh tặng chốt xanh tặng giùm em. Xanh tặng giùm em nha. Rồi một cái áo hoa này nè, hoa nhí này nè. Bữa bán 25.000, giờ em tức quá em bán 15.000 luôn. Cỡ tầm 5-6 kg trở lại mang vừa. Rồi chốt đơn đi giúp em nha. Xanh tặng ok cho Lucy Lee nè. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giùm em nha. Cái này hoa nhí sale 15.000 luôn nè. Hoa nhí sale 15, 5-6 kg mang vừa sale 15.000 luôn nè. Rồi một cái này chữ xanh này em sale 20.000, 65 kg mang vừa nè. 65 kg mang vừa chữ xanh sale mấy chị luôn 20.000 luôn. Chữ chờ neo không đó, dễ thương không đó. 65 kg trở lại mang vừa chốt đơn đi giúp Hoài. Một cái vest xanh cho bà bé nè. Quý đủ dễ thương thế. Chết bà rồi. Vest này độc mẹ hột nút rồi. Vest xanh này cho bé cỡ tầm 10-15 kg mang vừa nè. Quý bà giao tay mang cũng dễ thương ha. Xanh bé này tặng luôn nha. Rồi mẹ hột nụt mua rồi. Còn hột nụt nửa mua vàng. Rồi chốt đơn đi giúp Hoài mấy chị ơi. Chị nào lấy comment đi giúp Hoài nha. Vest xanh đó là không đồng. Vest xanh đó là không đồng nha. Chữ xanh 25. Ok cho chị Thảo Vi Đặng này. Vest xanh là không đồng nha. Bé tặng ok nè. Xanh bé ok cho anh Diễm này. Này không đồng đi luôn nè. Rồi không đồng luôn đi. Có bán được mua ăn. Rồi chốt đơn đi mấy chị ơi. Một cái áo hồng này nha. Cỡ tầm là 30. Áo hồng là hàng sale 10.000. 30 cho đến cỡ 45. Hồng này sale 10 nha. Áo hồng này 10.000. Hồng 10 chốt đơn đi giúp Hoàng là áo hồng 10k. Áo hồng hoàng xe mấy chị 10.000, chốt đơn đi giúp Hoàng. Một cái này hoàng xe 15 rồi nè. Bé này cỡ 30 kg mang vừa nha. Vét trắng 15, 30 kg mang vừa. Rồi vét trắng 15.000, 30 kg mang vừa. Hồng 10 ok cho chị Hồng Phi. Rồi chốt đơn Hoàng là vét trắng nha 15.000 mà 30 kg mang vừa. Vét 15 ok cho chị Hạnh Huỳnh luôn. Sao xả dỗ dữ dữ rồi bay. Xả chia xả ghê rồi bay. Rồi một cái chân váy mấy chị nè. 30 kg nha, cho đến cỡ tầm 48 kg. Chân váy này sale 15 luôn. 30 đến 48 nha. Xả 15.000 chốt Hoàng chân váy luôn, xả 15 luôn. Giờ Hoàng cũng chẳng biết cái gì, cái lẻ lẻ rồi Hoàng bán đại đi. Một cái áo bé này từ 35 cho đến cỡ tầm 50-55. Áo bé này sale 20.000 luôn. Trắng đi, trắng 20 chốt đơn đi giống Hoàng. Trắng sale 20.000 nha, chị nào lấy trắng 20 chốt Hoàng trắng 20. Rồi một cái đen kiểu này mấy chị nè. Rồi sale 20.000, cỡ tầm 54-55 kg mang vừa. Đen kiểu sale 20.000. 54-55 kg mang vừa chốt Hoàng mà đen kiểu nha. 20.000. Áo trắng 20.000 luôn. Chân váy 15.000. Còn vét cho mình nhé. À dạ rồi ok ok. Giờ em một xíu đi. Trời ơi một cái quần bà bé này tại sao sót ra đây. Trời ơi em còn hai cái quần bé xịn này. 45.000, giờ em xả luôn 35.000 này. Bé này là cỡ tầm 25-27 kg. 25-27 kg nha, bé gái 25-27 kg. Rồi cái này 35.000 mấy chị nhìn nè. Trời ơi nhìn cái cọng này nè. Xịn ơi là xịn luôn. Rồi chốt đơn đi cho Hoàng, hàng Quảng Châu giùm Hoàng nha. Quần bé 35.000, thôi bán luôn 29.000 cha đi mệt quá. Còn hai cái bán cha đi. 29.000, chốt đơn Hoàng mặc quần bé này sale 29 nha. 25-27 kg thôi nha. Bé 25-27 kg mang vừa thôi nha, chứ bé bự hơn là mang không được đâu. 25-27 kg mang vừa sale 29.000 luôn mấy chị. Sale 29.000 luôn, 25-27 kg. Trời cái quần rất là xịn luôn. Dễ thương cực kỳ ha. Hàng Quảng Châu nè mấy chị ơi. Ở đằng sau có túi luôn như vậy nè. Đẹp kinh khủng luôn mấy chị. Không bao giờ mấy chị mua được đâu. Bé ok cho Trúc là tên nè. Rồi bé ok hai cái cho chị Hồng Phi nè. Hai cái chị Hồng Phi nè. Rồi mấy chị chấm bài lên giùm em nha. Rồi một cái quần ngố em sale 25.000. Cỡ tầm 48 kg mang vừa 25. Quần ngố này 48 kg mang vừa em sale 25 nha. Cái gì mới lôi lùm xùm đó vậy. Bộ hoa vàng hả? Cho chị Ri, cho chị Ri bộ hoa coi luôn. Có đi canh canh không được. Quần đen 25.000 ok cho chị Hạnh Huỳnh. Quần đen 25.000 cho chị Hạnh Huỳnh. Cái gì lùm xùm hả? Rồi một cái quần bé này cỡ tầm dưới 30 kg mang vừa này. Đen bé là hàng sale 25 nha. Ngố hết rồi. Đen bé sale 25. Đen bé sale 25, cái hàng này mới về luôn hả luôn. Lụa mà, lụa hàng mà. Bộ này là bao nhiêu ký? Bao nhiêu là bao nhiêu đây? Cỡ tầm 5 mấy ký. Ống rộng luôn.
cỡ tầm 5-7 kg mà rồi ống rộng dễ thương quá vậy. Lụa hàng mà cái này giá bao nhiêu đó luôn, ta đâu biết giá mấy, ta đâu có biết giá. Quần có túi luôn mà sao dễ thương quá vậy, thương quá vậy, hoa đồ không vậy, đẹp ha. 40 kg nó cỡ 5-7 kg hàng cái vừa mới về luôn. Trời ơi sao đẹp quá vậy, 40-57 mấy chị ơi, quần ống rộng luôn nè, trời ơi sang dữ hả, đẹp lắm mà em còn chẳng biết bao nhiêu tiền á. Bộ này là bao nhiêu? Thêm 2 chai dầu xanh. Ok. Ta có biết giá bao nhiêu? Ta cho ta bán. Bộ này là một bộ em sale 49. Chị nào lấy 2 bộ em sale 39. Một bộ sale 49, 2 bộ sale 39 luôn. Hàng này em bao giá nha, 2 bộ chỉ lời đúng 1.000 một bộ thôi, Hoàng nói thiệt luôn. Giờ là Hoàng bán là phong cách năm nay là khác mọi năm. Rồi mấy chị chốt đơn đi Hoàng, lụa hàng nha. 39.000. 2 bộ ngẫu nhiên là 39.000 thôi. Nó thiệt luôn. Không cần lời 4-5.000 một bộ đâu, 1.000 một bộ thôi, bán nhanh gọn lẹ. Hàng vừa mới về luôn nha. Bao giá toàn Facebook luôn. 57-58 ký mang vừa phải lụa hàng luôn. Kiểm tra hàng không phải lụa hàng đền luôn mấy chị ha. Chốt đơn đi với Hoàng nha. Mà quần ống rộng luôn. Form 57 ký mang vừa. 2 bộ là được giá 39.000 một bộ. Còn mua 1 bộ thì giá 49.000. Rồi chốt đơn nha. 2 bộ thì khác màu nhau là đúng rồi mấy chị. Chứ 2 bộ mà bỏ một màu cho mấy bà chửi hả? Tồ lô. 2 bộ thì chẳng 2 màu. 2 bộ thì lấy 2 màu, chứ không có ai lấy một màu hết. Bán gì mị tặc vậy, 2 bộ 2 màu mấy chị yên tâm. Điều đó là chắc chắn luôn nha. Rồi lấy 2 bộ là giá 39.000 bộ. Quần ống rộng luôn nha mấy chị nha. Hoàng bao giá kể cả sỉ luôn nha. Hoàng là lấy tận gốc tận xưởng luôn. Chạy giá sập sàn nha mấy chị luôn. Loan Trang Nguyễn ok, 2 bộ. Rồi ok này, 4 bộ, bộ này tiếc lắm. Giờ view nó thấp rồi chứ còn không là Hoàng nói thiệt mấy chị không đủ chia luôn. Hàng này là không đủ chia luôn. Mấy chị thấy làm gì mà có giá trời ơi nè. Rồi chốt đơn đi với Hoàng nha, quá đẹp luôn. Nè. Rồi 2 bộ 2 màu, 4 bộ thì 4 màu. Rồi chốt đơn đi với Hoàng nha. Ê, cái này không có lựa màu bà già ơi. Cái này không có lựa màu đâu chị ơi. 2 bộ 39.000 là 39.000 một bộ. Ok chị Thúy Hoa Nguyễn lên số điện thoại giùm em đi chị. Rồi 2 bộ không lấy vàng ok. Cái này em không có lựa màu nha mấy chị nha. Trời ơi, em lời 1.000 đồng một bộ thôi mà em vô tới tận xưởng em lấy. Thức đêm thức hôm xịt khói ra mấy chị ơi. Làm gì có cái da đó, lộn một cái bộ này vô này. Bộ này không phải, bộ này lẫn khác. Lộn một bộ này vô. Rồi mấy chị ha, mà lời chỉ đúng 1.000 một bộ thôi, quần ống rộng nha mấy chị nha, mà quần có túi mà lụa hàng luôn. Nếu như chị nào đi mua được ở đâu giá 39.000 về nhập cho em nói một câu thật lòng luôn á. Chị nào nhập được ở đâu giá 39 về nhập lại cho em. Em hứa đúng chất đúng form này nha. Nói là làm, Việt Nam nói là làm. Chứ còn em là đã đi đến khắp năm châu bốn biển đó. Rồi ha, có những mẫu em bán lỗ mấy chị đâu hiểu đâu, nói ủa nó khùng sao bán lỗ. Nhưng mà em bán lỗ để em câu khách, đó là chuyện của em. Nhưng mà bán lỗ đấy. Rồi chốt đơn lên giùm em nha. Chứ mấy chị nhìn là mấy chị biết rồi. Làm chi mà có cái mẫu đó mà giá 39.000 em bao mấy chị không mua mấy chị sẽ tiếc vô cùng. Mẫu này với rồi em vừa mới về luôn ha. Mẫu mới không, hôm nay về toàn bộ rất rất nhiều mẫu mới luôn. Nhưng mà em đi đường xa vậy em hơi mệt á. Em like vậy là em cũng giỏi rồi. Chứ còn bình thường cũng có đâu ha. Rồi mấy chị chốt em cái vest đen này em sale 15 nha, của nữ. Nhưng mà nó hơi bụi xíu, em sale 15.000 cỡ 65 kg, 10 bộ khác nhau. Nói chung là 10 bộ thì nó sẽ trùng lại chứ nó không thể khác nhau được. Nhưng mà muốn lấy 10 bộ thì mình lấy thôi. Cái này cho dù mấy chị mua 50 bộ, 100 bộ hoàn cũng không giảm giá nha. Mẫu này là sát vách rồi. Vest đen 15.000 ok chị Hạnh Huỳnh. Vest đen ok chị Hạnh Huỳnh. Ờ chị ta. Ờ luôn hả? Nhà mình ta nhớ là còn một cái bao đồ của con bác anh á. Nó có cái bộ lụa chi đẹp mà. Còn mẫu chi nữa mà. Quần u mì mấy chị ơi, u mì bản này em sale 25.000. Form này á là nó cỡ 40 kg nha. Hai quần em xả luôn 45 đi. Có phải là còn một cục đó không? Quần u mì bản mà hàng Thái không? Hai quần xả 45.000. Nhớ là form này á nó chỉ cỡ tầm 5-7 kg trở lại mang vừa thôi nha. Hai quần xả 45 luôn. Hai quần mà xả 45 luôn, u mì bản đúng không? Chị u mì bản đi. Hai quần em xả 45 luôn. Đúng là còn cục đó đúng không? Xả luôn. Hai quần xả 45.000 cho đứt mẫu này luôn. U mì hàng Thái nha. Hai quần thì 45 luôn. Hai quần hoàng xả 45.000. U mì bản mà hàng Thái cái luôn, cái mạc là nó hàng Thái nha. Hai quần 45. Còn một cục này. Đá luôn cho đứt luôn.
Chắc ai chốt rồi nhả ra nhả vô á. Xả luôn nè. Nè mấy chị nhìn nè. Hàng này hàng Thái giúp Hoàng như vậy nè. Nha. Nhưng mà cỡ 57kg thôi và nó có logo. Chết cha bốt ở trên xe của ổng luôn rồi. Hồng Phi ok 10 quần. Mai Trúc Anh ok, cái này em ghi 2 quần mà của ai thối cho ai giờ thối cho ai hả? Út Trần hả? Thối nhiều không? Thì em cho nợ đây bữa sau mua lấy. Rồi 40-57kg mang vừa. 40-57kg mang vừa mấy chị ha. 40-57 nha. Rồi nhớ là 40-57 thôi. Béo hơn là không mặc vừa nha. Mà này em xả lỗ 2 quần là 45. 2 quần em xả 45 ngàn. Đứt cái mẫu này luôn. Hết sạch luôn rồi đó. Hết sạch luôn rồi đó. Rồi chấm bài lên giùm em mấy chị yêu ơi. Chấm bài lên giùm em nha. Em sẽ tiếp tục này. Đào bới bới đào này. Đuối lắm á, nhưng mà em cũng chưa chi rứa. Có tiền lẻ không anh, mượn xíu anh. Rồi áo dây vàng này em xe cho mấy chị luôn 15 ngàn luôn. Dây vàng này hoặc xe 15 luôn. Ủa cái áo này đẹp quá ngơ rồi. Dễ thương lắm, ngu. Cái áo đẹp lắm luôn á luôn á. Thôi kệ nó đi, kệ nó, chị nào mua được thì chị đó mừng. Rồi chốt đơn là giùm em dây vàng nha, hàng xịn lắm luôn. Dây vàng xe 15, xịn lắm nha. Dây 15 ngàn cho Mai Mai. Rồi em like thêm xíu nữa em xuống nha mấy chị nha. Em đuối quá, em chịu không nổi nữa. Rồi chốt đơn đây giúp em là hồng này em sale 20 ngàn. 56, 57 ký mang vừa, hồng 20 nghìn nha. 56, 57 ký mang vừa. 57 ờ, anh đi đâu anh chưa? Không mà không ai đá đâu, về. Nè luôn, đưa cho Mai đi luôn. Gì nữa? Chị đâu em like thêm xíu nữa, xuống cái chi mốt. Nhìn tưởng ai xin tiền. Nhìn thì 10 nghìn. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng mấy chị ơi. Rồi một cáo đen kiểu nó hàng sale 25 ngàn nha, cổ đổ. Dễ thương ha. 56, 57 ký trở lại mang vừa nha. Rồi chị nào lái chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Rồi chị nào lái chốt Hoàng là đen này 25. Đen cổ đổ này 25 nha. Hồng thì 20. Hồng thì 20 mấy chị ơi, Hoàng like thêm xịu nữa Hoàng xuống nha. Đồ nhiều lắm, từ từ mai Hoàng soạn rồi Hoàng tính cho. Rồi một cái đen theo này mấy chị này. Đen theo này 20 ngàn. 60-62kg mai vừa, đen theo sale 20 nha. Đen theo sale 20 ngàn. Bây giờ còn có ba mấy người xem hàng lừa quá hàng xuống luôn. Rồi một cáo đen chữ mấy chị nè. Sale 25 ngàn. 58kg, 60kg trở lại mai vừa, phôm ôm. Đồ chi dễ thương ta. Số 5 bự mà ha. Số 5 ngon á. Ngon quá ha đi thôi. Thấy đồ cái này có số 4, có số 5. Có số 5 này, có số 5 này, có số 5 này. Cái này ta đã có cái giá bên như vậy. Ngạo trời. Có lúc thì nó cũng có gây gọi chị xếp chị kiểm tra nha. Cái này là mấy cái và cái này là mấy cái. 9 cái. Ủa hồi sáng em kiểm thấy đủ không? Cái này là có số, hàng này có số. Số 5 là hơn 65kg mang vừa luôn. Số 5 á, để Hoàng coi tôi coi. Bộ này thì Hoàng không có bán lại. Bộ này lúc trước mình bán 49 ngàn luôn đúng không? Bộ này bán 49 ngàn luôn. Bao đẹp luôn. Chưa mấy bộ mặc luôn. Sau 5, sau 7kg mang vừa luôn. Cái này là tôn nhung nha. Sau 5, sau 7kg mang vừa tôn nhung. Số 5 á, là cỡ tầm sau 5. Nói chung là sau 7kg mang vừa luôn. Hoàng không có bán lẻ nha mấy bà già ơi. Cái này là Hoàng không có bán lẻ. Tuyệt nhiên là không bán lẻ đó. Giờ Hoàng xíu Hoàng xả lẻ luôn. Tại nó có mười mấy, 20 bộ xả nhanh luôn. Hàng này mấy bữa Hoàng bán 49, giờ xả xong đi xuống live stream luôn. Mấy bữa bán 49 ngàn, giờ sale cho mấy chị luôn. 49 ngàn, giờ sale luôn. Số 5 là 67, 70kg mang vừa luôn. Số 5 là dưới 68kg mang vừa luôn. Số 5 là dưới 68kg. Số 4 là dưới 65kg. Đây nha, mấy chị nha. Cái này Hoàng nhắc lại là Hoàng không có bán lỗ. Bộ vàng sau lưng là 57kg trở lại mang vừa chị, bộ ống rộng. Cái này Hoàng không bán lẻ mấy chị nha. Cái này Hoàng không bán lẻ nha. Chốt cho Hoàng là từ 3 bộ trở lên. Giá sale cho mấy chị là lỗ luôn, 35 ngàn một bộ. Cái này là tôn nhung giúp Hoàng nha. Tôn nhung nha, quần có túi luôn. Hàng này Hoàng nhập vô nè, có mặt nhân viên 42 ngàn. Hoàng lúc đầu bán 49, sale 45. Bây giờ Hoàng xả cho mấy chị luôn là giá là 35 ngàn một bộ.
chốt từ 3 bộ trở lên, không bán 1-2 bộ nha. Số 5 là mấy chị thấy Hoàng mặc 72kg là mấy chị biết rồi, tôn nhung mà còn có túi luôn. Hàng này bao giá toàn tập hết luôn, không mua bao một câu là tiếc. Rồi nha, cái số 5 á, là mấy chị cỡ tầm á, là 67kg trở lại ok, 67-68kg ok tại Hoàng 72 mà. Số 4 dưới 65. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Lấy hàng này bao tiếc luôn. Hàng này là bao tiếc luôn mấy chị nha. Rồi không lấy tiếc nha. Rồi chị nào lấy số 5 hay số 4 comment đi giùm em mấy chị. Số 4 là dưới 65. Số 5 á, là mình dưới 68. Cho chị cái đi đó, chị coi thử coi. Rồi hàng này bao tiếc luôn. Hàng này mấy bữa bán 49.000 nè. Giờ chính thức hạ sao cho mấy chị luôn nè. Còn mớ hạ luôn cho xong luôn. Rồi chốt đơn đi giùm em. Hàng này em bao giá luôn nha. Bao giá và bao firm luôn. Bao giá bao firm. Tôn 3 bộ ok. Chị Hồng Phi 5 bộ ok. 5 bộ chị Hồng Phi lấy số mấy? Số 4 hay số 5? Số 4 hay số 5? Này số 4 hay số 5? 3 bộ số 4, 3 bộ số 5. Ok ok. Rồi nha, chốt đơn đi giùm em. Quá đẹp luôn. Số 4 dưới 65. Hàng này 40,000 của Hoàng mấy chị. Rồi số 4 dưới 65 nha. Còn số 5 là dưới 68. Trời ơi. Quá trời đất đẹp luôn mấy chị. Thiệt một câu luôn, hàng này mà ngày mai mà Hoàng livestream mà không có. Giờ Hoàng mệt quá, Hoàng cũng chẳng muốn kéo khách vô đông, tại Hoàng xuống luôn á. Hoàng không có muốn kéo khách vô thôi. Nên chị nào xem được thì mua thôi. Ngày mai là quay trở lại là không có giá này nữa. Sạch sẽ luôn nha. Úi giời ơi luôn, đẹp lắm. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng. Chị nào lấy thì lấy, xem bộ hồng sao bộ beo. Bộ hồng mà sao bộ beo bò sữa. Bộ này là bò sữa. Bò sữa này bò sữa ngố hả? Cái này là bò sữa ngố mà không biết đùi hay ngố, ngố hay đùi. Đâu, giá đó là sale 35 em. Này là lấy từ 3 bộ giá 35 nha, chứ không có chốt một bộ đâu em nha. Chốt một bộ 35 nha, cái sặc máu ra. Ủa cái này bộ lẫn. Bộ lẫn này là size mấy đây? 3X. Bộ lẫn này là size 3X chứ là 65kg mai vừa này. Hai bộ sale mấy chị luôn 80.000 luôn. Còn hai bộ chị nào lấy hết sale 80.000 luôn. Nha, chị nào lấy chốt Hoàng. Size này là 3X là 65kg trở lại mang vừa. 65kg trở lại mang vừa. Chốt đơn đi chú Hoàng nha. Anh Huỳnh là gọi không nghe máy, sau này muốn mua là phải cọc mới mua được nha. Không là không thua. Rồi chốt đơn đi chú Hoàng nha. Cùng có túi luôn lụa 100D. Hai bộ xả 80.000 luôn. Xả luôn chứ. 35 á. Rồi chốt đơn đi chú Hoàng nha. Chị nào lấy mấy chị chốt đơn Hoàng. Hai bộ là 80.000. Hai bộ Hoàng sale 80.000. Bộ vàng lấy từ hai bộ em sale giá 39 chị. Nãy giờ khách chốt nhiều lắm, không biết cái mẫu này em còn không. Em năm nay em bán là chiến lược là bán rẻ 1.000 thôi. Cho sỉ và lẻ luôn, tại sỉ em bây giờ đông lắm. Mấy chị lẻ mấy chị bon chen theo thôi chứ sỉ em bây giờ đông lắm. Em bán chủ yếu là chạy sỉ thôi, lẻ không bao nhiêu. Cái hoa vàng đó đâu rồi luôn ơi, chị mượn cái ri hoa vàng đó đi. Xong rồi em xuống live luôn nha. Xong rồi em xuống live luôn á, nghỉ luôn. Đi xe mấy trăm cây số về, le cả lưỡi ra. Mệt thích tổ ra mà đồ nhiều lắm. Đây là cái ri hoa vàng nè. Lấy hai bộ là em mới sale cho 39.000 một bộ nha. Còn lấy một bộ là không bao giờ em bán nha. Một bộ 49.000. Hai bộ là giá là 39.000 một bộ. Hàng em vừa mới về thất thì luôn. Lụa hàng mà quần ống rộng. Lụa hàng mà quần ống rộng nha. 57kg trở lại mai vừa. 40-57 em bao giá luôn á. Đây em bao giá khắp Facebook luôn á mấy chị. Em nói thiệt một câu luôn á, bao giá khắp Facebook luôn. Không có một ai dám bán cái bộ mà ống rộng như vậy lụa hàng nha. Mà 39.000 chốt từ hai bộ. Dạ không chị Cúc ơi. Rồi chốt đơn đi giùm em nha. Hai bộ là 39.000. Em bao các chị tiếc vô cùng tiếc quần ống rộng nè. Cái này là set bộ thiết kế là 150.000 một bộ lụa hàng mà. Đâu phải là ba cái hàng 66 đâu. 40, 57, 58kg. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng. Đây. Rồi hai bộ là hai màu. Sale luôn nha. 39.000 chốt từ hai bộ. 39.000 chốt từ hai bộ hai màu nha. Bao đẹp ngất ngay trời mây luôn. Rồi, chị nào tìm được ở đâu giá tốt hơn em bao luôn. Không, hàng này free size. Hàng này free size. Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng. 40kg đến cỡ 56, 57kg. Ha. Chị nào cao cao 58kg hàng free size. Bao đẹp luôn. Trời ơi nó sang. Nhưng mà coi chừng bị thiếu chứ hàng này mình đâu có bao nhiêu đúng không. Rồi chốt đơn đi cho Hoàng, sợ bị hết hàng. Rồi chốt đơn đi cho Hoàng nha. Hai bộ là giá 39.000 một bộ. Rồi có chị nào xem cái gì nữa không mấy chị. Không em xuống livestream nha. Cứ quá. Quá đẹp luôn ha.
Adidas vàng 3 bộ hả? Ok chị, 3 bộ lấy 3 màu nha. 3 bộ lấy 3 màu. Ba bộ là lại ba màu. Ok, giờ không chị, giờ không chị. Áo khoác Adidas à. Adidas em mới về được mớ này, 65 ngàn. Áo khoác Adidas em mới về được một mớ này 65. Ba bộ ba màu. Áo khoác Adidas cho hàng mới về được mớ, các chị nào lấy báo hàng 65 ngàn. Nam nữ mang được. Rồi 70 kg trở lại mang được. Đó. Cho chị 5 bộ đi, ok chị. Giá 39 ngàn chốt từ 2 3 bộ trở lên em mới bán. Áo khoác Adidas nam nữ mang được luôn nha, 65 ngàn. Hàng Adidas giùm em nha. 65 ngàn, hàng em mới về lại nè. Tối rồi từ từ em đánh đăng bài. Ngày hôm qua xe tải ra em cỡ nhà mua mà bị. Rồi chốt đơn đi giùm em. Nam luôn nha, à quên hồi nãy chị nào hỏi nam mình quên nhớ ra cái này. 70-75kg mang vừa luôn. 70-75kg mang vừa luôn nha. Tại áo nam mà. Cái túi của nó là có khóa kéo bên đây luôn nè. Hai bên luôn, đều có khóa kéo đây luôn. Hàng Adidas nha, nam luôn. Rồi nha, chị nào lấy chốt em là xanh đậm 65 ngàn, chất siêu dày luôn, hàng thể thao này, chạy sọc này. Rồi chốt đơn em là xanh đậm nha. Xanh đậm giùm em. Kem chống nắng VG sale 35 ngàn em. Kem chống nắng VG sale 35. Chị nào lấy chốt đơn đi chú Hoài. Chết mẹ, nó có trồn mà chạy áo này bố mẹ. Rồi chốt đơn đi chú Hoài nha. Xanh Adidas sale 65 ngàn. Xanh đậm nha, xanh đậm 65. Hay đùa cái này có bu ma có chị tâm lắm. Xanh đậm 65. Với lại nó có màu vàng là 65 ngàn này. Xanh đậm hoàng mặt với màu vàng nha. Size lớn không à? Size lớn không à Hồng Phi à? Rồi kem chống nắng VG hàng 65. Hàng xem mấy chị 35 ngàn luôn. Hàng 65 nha Hoàng Tri Ân. Xong Hoàng xuống live stream luôn. Kem chống nắng VG là kem chống nắng mà xịn nhất. Đồ bộ chất liệu gì vậy em ơi? Lụa hàng chị. Rồi chốt đơn đi giùm em nha. Chị nào lấy chốt em là kem chống nắng VG nha. Rồi em sale cho mấy chị luôn 35 ngàn. Đây là dòng chống kem chống nắng mà xịn sò nhất mà em từng sử dụng, độ chống nắng SPF 50 cộng của Hàn Quốc nha. Rồi chị nào lấy chốt em VG, VG à, 5 áo khoác size lớn để em lựa cho. 5 cái size lớn size đại chị. Áo khoác chị Hồng Phi. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giống Hoài nha. Xanh quên, chống nắng 35. Còn mấy cái áo này chắc để mai Hồng sale đi. Mấy áo khoác chữ mấy nè. Adidas nó có cái màu xanh biển nữa nè. À, thể thao này nó có lộn cái Puma vô tùm lum nữa nè. Puma rồi nó lộn cái mẫu chữ rồi nữa. Hôm mai mình like Gucci luôn nữa nè. Còn mẫu chữ này có lộn một mẫu hàng tầm lâm vô. Rồi chị nào xem áo khoác này nữa thì em like cũng không, em xuống live stream cái mẫu này em có like qua cho mấy chị rồi. Mấy bữa là xe cái mẫu này 59 à. Chữ đỏ này. Rồi Gucci màu đỏ này. Rồi chữ màu xanh này. Cái này là logo Puma màu xanh đậm này. Puma màu đen này. Hả? Cái gì 39? 35. Xe 35 ngàn. Thì hôm nay bán cho mấy chị đủ đơn nữa chứ. Bình thường làm gì có giá 35. Tính gì 39 ngàn. Đồ áo khoác này. Đẹp không? Rồi mai em like cho nha. Đồ nhiều lắm. Rồi thôi em tạm biệt tất cả các chị yêu dấu nha. Chị nào đủ đơn nhân viên em lên đơn. Nghỉ ngơi. Bye bye tất cả các chị. Hẹn các chị vào ngày mai sớm hơn. Cho coi cái Gucci màu đỏ này. Gucci màu đỏ này hàng sale 59. Gucci màu đỏ này hàng sale 59. Nó không có hai, nói chung nhưng mà nó cửa tầm 65 thôi. Cái Gucci màu đỏ này nó cửa tầm 65. Khách mới em không có dồn đơn đâu chị ơi. Ngày nào bên em cũng like. Khách mới mấy chị muốn dồn đơn là phải cọc. Chứ bên em đâu, khách mới là một là chốt đơn đi hàng, hai là không ghi hàng được là xả hàng, chứ em không có lưu hàng nha. Còn khách mới mua thử để mấy chị coi thử mấy chị mặc có được hay không, rồi mấy chị mua tiếp, chứ mấy chị dồn đơn mua nhiều rồi mấy chị mặc không được là sao. Hai cái Gucci cho chị Hồng Phi đi. Gucci nó có màu gì nữa, cho chị hai cái hai màu nha. Cái hàng nó đẹp lắm luôn, 59 ngàn. Rồi em xuống live stream nha.
Gucci màu đỏ hả? Coi cho lại thì trang. Cái hàng gì đẹp chứ hả? Cái hàng lụa màu, cái đó có số hả? Size gì đó, đẹp chứ hả? Cái đó nó có size hả? Cái mẫu này đẹp lắm nè. Chị có mua của em rồi, mua rồi. Chị chưa có thông tin gì đâu chị. Mua rồi là chị cứ nhắn tin. À mua rồi á thì mua rồi á thì giữ đơn. Mua rồi mà có ít thì nhân viên nó giữ đơn. Cái mẫu chữ đỏ này dễ thương lắm nè. 59 ngàn cái này đẹp ghê luôn ha. Này cái dây kéo này, chữ đỏ này dễ thương quá. Chữ đỏ giùm em 59 ngàn. Size gì á? Một size một hả? Phô bự không? Mà ôi trời, hàng 70kg mang vừa luôn. Trời dễ thương quá đi Mai ha. Mà cái áo khoác gì mà nó xịn cực kỳ luôn ha. Hàng này em bao mấy chị là nhận hàng không xịn trả lại em. Em nói đơn giản vậy thôi. Nhận hàng mà không xịn thì trả lại em. Cái áo khoác á, 59 ngàn. Hàng bao đẹp luôn. 65kg trở lại ok. Hai áo hai màu ok cho chị này. Hai áo hai màu cho chị Trừng. Lấy cho chị cái mẫu chữ này cho nó dẹp luôn. Mẫu chữ. Nữ thì lấy chị mẫu chữ luôn rồi. Đưa chị bộ chị coi thử coi. Để coi thử form này nha coi. Form này thì nó cửa tầm 57-58kg. 57-58kg. Ai biết giá ta? 57-58kg rồi xếp. Chị đấu chị? Ừ. Chị coi lại thật coi. Con bán anh phải không? Này quá, này quá chảnh. Thật đó chị. Cái anh có chỉ có tôn này với lại mẫu ngố. Cái này dễ thương dữ vậy. Cái này hình như có lần mình bán á. Có lần mình bán cái mẫu này là giá 40,000 á. Phải không? Cái này dễ thương lắm. Cái này, cái chất này nó có sao kìa. Coi dáng nhẹ nhẹ luôn á. Thương quá ha. Một hai ba, một hai ba bốn năm sáu bộ. Cái này em bán lẻ là 45.000 bộ. Chị này lấy 6 bộ thì em mới tính giao cho mấy chị giá 35. 6 bộ 6 màu giá 35 nha. 6 bộ 6 màu em tính cho mấy chị giá 35 nha. Xong rồi em xuống lại chi 40kg đấy, cỡ tầm 56-57kg. 40-56-57kg. Lấy 5 bộ đi ha. 5 bộ đi. Là 5 màu em tính cho mấy chị giá 35 ngàn nha. Từ 5 bộ trở lên mới được giá 35. Tại vì 5 bộ em mới lời được 3 ngàn. Còn nếu như không thì em không có chốt giá 35. Giá 45 gì mấy. Rồi nha, nhiều màu. Rồi chị nào lấy chốt đơn em. Cái này nó không phải là tôn, nó giống như lụa vậy á. Lụa mà nó có co giãn. Này nó đủ màu như vậy nè. Thì em tính mấy chị giá 35 luôn. Hàng này em từng bán rồi 49 ngàn. Hồng phi ok nè. Chị nào lấy đây nè, nó đủ màu như vậy nè. Thì 6 bộ thì 6 màu, 5 bộ thì 5 màu mới được giá 35. Adidas là chị Hồng Phi, chị lấy 5 cái Adidas đó bà già. Phô mượn cho chị. Rồi chốt đơn đi Trúc Hoàng nha. Đẹp cực kỳ luôn. 6 bộ 6 màu, 5 bộ 5 màu. Hàng này mà ai bán cho mấy chị giá 35. Em nói thiệt một câu luôn á. Chỉ có là mặt không vừa thôi nha. Nhớ là hàng 6 thì mặt không vừa. Hàng này, cái phô này nó cửa hàng 5 thôi. Mà vải dày và đẹp kinh khủng luôn. Mai em có sức rồi em like cho mấy chị xem. Không có đủ mà chia cho khách luôn. Cái hàng này em bán 49 ngàn khách biết hết rồi. Mai em treo mẫu lên là không đủ chia luôn. Giờ chị nào thấy thì mình mua được giá rẻ ha. Mà còn được đủ màu đẹp nữa. Đẹp tuyệt vời chưa. Rồi nha, em xuống like quần túi luôn mấy chị. Ai mà bán cái bộ này vậy được. Nè thấy không. Bảy tấc xịn lắm nha. Rồi em xuống live stream cho mấy chị nha. Xuống live stream bye bye mấy chị. Em kêu mấy chị. Chúc mấy chị buổi tối chủ nhật vui vẻ. Bye bye các chị nha. Có mũi nó cắn xí mẹ ra.